Chương 381 Bạo tẩu thủ giới người. Ba người nghe được Lâm Việt nói, trong lòng kinh ngạc tông. Chủ hay là cho rằng việc này đều không phải là tu thiên đế việc làm? Tần Vô Niệm hỏi, Lâm Việt tính tính thời gian, nói, việc này hiện tại còn khó mà nói. Đi trước trung tâm tinh vực lại nhìn một cái tình huống. Này phiến sao trời sở hữu bí mật đều ở trung tâm tinh vực ngoài điện cầm cơ đám người tiến đến bẩm báo bọn họ đã tới rồi xuyên giới cửa thời gian vừa vặn tốt lâm việt đứng lên đạp không mà ra trước mặt tầng mây cuồn cuộn đúng là đi trước trung tâm tượng trưng thông đạo xuyên giới môn mang theo hai đại tông môn thi thể biến mất bí mật lâm việt giờ phút này đứng ở điệu thấp tông bên ngoài trên không ngẩng đầu nhìn lên kia nhắm chặt xuyên giới môn nơi đó lần thứ hai xuất hiện thân hình thật lớn thủ giới người bạch tiết trần cùng lục điện hạ đồng thời đứng ở Lâm Việt bên cạnh. Hai người chuẩn bị lượng ra đế lệnh tiến vào xuyên giới môn thời điểm. Bỗng nhiên nhận thấy được thủ giới người thần thái cùng dĩ vãng có chút không giống nhau, đã. Từng thủ giới nhân thần thái, dại ra vô biểu tình, nhưng hôm nay thủ giới người lại mang theo. Một đạo sát ý lăng nhiên ánh mắt nhìn xuống phía dưới điệu thấp tông thật lớn lục địa. Đặc biệt là kia đồng từ bên trong gắt gao nhìn chằm chằm mục tiêu đúng là điệu thấp tông lãnh tụ nhân vật lâm Việt thứ. Này hôm nay tự hồ có điểm kỳ quái, Bạch Tiết Trần dẫn đầu nói. Cũng là đã nhận ra thủ giới người khác thường. Chẳng những là hắn, lục điện hạ còn có dương khai. Bọn họ đều đã từng đã tới nơi này, cũng là đã từng gặp qua thủ giới người lúc trước là như thế. Nào bộ dáng hiện tại nhìn qua xác thật có điểm kỳ quái, hai. Người gật đầu đồng ý Bạch Tiết Trần cách nói. Lâm Việt chỉ là nhàn nhạt một chút, sự tình càng ngày càng thú vị, hắn ngẩng đầu thời điểm, kia thủ giới người cũng có thể ánh mắt đồng thời đối thượng Lâm Việt. Đáng tiếc mọi người biết, bọn họ đã lượng ra đế lệnh. Tưởng lấy bình thường phương thức tiến vào xuyên giới môn, nhưng mà thủ giới người lại là liền. Dĩ vãng cái loại này dò hỏi qua đường người lời nói đều không có hỏi ra. Đó là trong tay lưỡi dao huy động đào ý phóng lên cao, trực tiếp tỏa định thật lớn điệu thấp tông, đây là có ý tứ gì, hoàn. Toàn nhìn không tới đế lệnh cũng sẽ không dò hỏi, điên rồi sao, lục. Điện hạ cùng dương khai trước sau kinh ngạc nói. Bạch tuyết trần tiến lên trước một bước, hắn thanh âm vang vọng bát phương. Bổn vương chính là cầm đế môn đại điện hạ, vì sao không thể mở ra xuyên giới môn, lưỡi. Giao phách thiên toái mà rơi xuống kia thủ giới người căn bản nghe không được bất luận kẻ nào nói chuyện giống nhau. Trong nháy mắt toàn bộ tầng mây phẳng phất bị cắt ra trực tiếp hướng về hai bên nháy mắt tan. Đi, điệu thấp tông trên đất bằng không, bạch tuyết trần cùng lục điện hạ nhìn nhau vừa thấy. Đồng thời một chân bước ra, hai người pháp tắc triển khai. Lục điện hạ gió lốc buông xuống. Kia thổi quét nàng toàn thân pháp tắc hóa thành một đạo thật lớn cuồng phong trực tiếp nghênh hướng sắp rơi xuống thật lớn lưỡi dao bạch tiết trần đồng dạng như thế toàn thân đắm chìm trong lôi đình bên trong chậm rãi bước ra thời điểm phía sau một cái lôi long trực tiếp nhằm phía lưỡi dao nổ vang tiếng vang đinh tai nhức óc xuyên giới ngoài cửa chiến đấu dao động lan tràn đến điệu thấp tông phía dưới hơi chút tu vi thấp đệ tử trực tiếp cảm nhận được áp lực cực lớn lập tức chịu đựng không nổi uy áp không ngừng lui về phía sau chỉ có Lâm Việt vuốt cầm, hắn không có đi để ý pháp tắc cùng lưỡi dao va chạm vị trí. Mà là ánh mắt vẫn luôn đánh giá thủ giới người hai mắt bên trong kia đồng từ giờ phút này không? Hề là nguyên bản thanh triệt mà là lập lòe từng đạo màu đỏ tươi quang mang. Xem ra đã không phải nguyên lai thủ giới người, Lâm. Việt nhớ tới phía trước kiếp phù du ma giáo cùng huyền môn thi thể biến mất giờ phút này liên hệ đến cùng nhau càng thêm rác này phiến sao trời tựa hồ bắt đầu dần dần có điểm không thích hợp trên không thủ giới người tuy rằng thân hình thật lớn này sức chiến đấu càng là đạt tới pháp tắc nhị trọng thiên đỉnh nông nỗi chính là đối mặt bạch tiết trần cùng lục điện hạ hai người lôi đình pháp tắc cùng gió lốc pháp tắc hỗn loạn ở bên nhau không ngừng hướng về thủ giới người oanh kích mà đi nguyên bản hướng về mọi người phát khởi thế công lưỡi dao, giờ phút này chỉ có thể không ngừng mà phòng thủ. Thủ giới người không ngừng lui ra phía sau, đi bước một thật lớn giấu chân cùng với máu tươi khác ở xuyên giới môn trên đất bằng, ngươi. Trấn canh giữ ở xuyên giới môn nhiều năm, đối với đế môn có lớn lao công lao, Bạch. Tiết Trần cảnh cáo một tiếng, niệm ở ngươi công lao, bổn vương không thương tánh mạng của ngươi. Nhưng là cũng hy vọng ngươi một vừa hai phải thanh âm truyền khai, kia thủ giới người lại một chút không dao động, mặc dù bị thương. Nhưng vẫn như cũ lần thứ hai huy đao tiếp tục ra tay, lưỡi dao biến hóa nháy mắt càng thêm mãnh. Liệt, đạo ý rơi xuống, chém về phía hai người, đại. Ca, xem ra hiện tại giảng đạo lý là nói không thông, lục. Điện hạ toàn thân quần áo bị đạo ý gợi lên dựng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ, làm đế môn người. Nàng cũng không tưởng chân chính đi thương tổn cái này thủ giới người nhưng tình huống hiện tại tựa hồ không phải do bọn họ thủ giới người mất khống chế giống nhau. Điên cuồng mà hướng bọn họ khởi xướng công kích này một đao bị hai người tránh đi. Nhưng ngay sau đó, kia thủ giới người lại là lưỡi đao chuyển biến. Bỗng nhiên hướng về Lâm Việt khởi xướng tiến công, kia che trời lưỡi dao phát ra lôi đình tiếng. Vang, giờ phút này phá vỡ tầng mây rơi xuống, vạn người điệu thấp tông đệ tử đều là tâm thần. Chấn động nếu điệu thấp tông trực tiếp bị chém chúng nói. Nói không chừng hiện tại toàn bộ đại lục đều sẽ vỡ ra, Lâm Việt tự nhiên không thể ngồi yên. Không nhìn đến, nếu nói không thông, vậy chỉ có thể, nói là làm ngay. Hắn tiến lên trước một bước, tay phải nâng lên. Phía sau tử vong hơi thở nhanh chóng lan tràn, đó là tử thần quá cảnh tự dị không gian trung phá. Vỡ mà ra, dạ xoa thức thứ hai ra tay nháy mắt thật lớn màu đen lưỡi hái cùng kia lưỡi giao chiến ở bên nhau. Đây là Lâm Việt lần thứ hai cùng này thủ giới người giao chiến, giờ phút này Lâm Việt so với lúc. Trước chiến lực cường không biết nhiều ít nhất chiêu rơi xuống. Thủ giới người đau lại là run dày không ngừng lên. Hắn lần thứ hai lui ra phía sau một bước. Nhưng thủ giới người hai mắt bên trong vẫn như cũ không có bất luận cái gì muốn bãi đấu ý tứ, không chết không ngừng sao, lâm việt thâm thúy trong mắt hiện lên một tia sắc bén quang. Trong tay kim quang hiện ra, quá thượng kim thân bùng nổ mà ra. Hướng về thủ giới người trực tiếp vọt đi lên, lục điện hạ cùng bạch tuyết trần thấy thế. Cũng là đồng dạng phối hợp lâm việt đón đi lên, ba cái mạnh nhất chiến lược. Lập tức cùng kia thủ giới người chiến đến cùng nhau. Thấy thế, đã bước vào pháp tác dương khai cũng là hoành tay thả hoành kiếm, kiếm đạo pháp tác không hề giữ lại mà bùng nổ, khoảnh khắc chi gian, tứ đại cao thủ chiến lực toàn bộ khai hỏa. Kia thủ giới người như thế nào có thể duy trì bao lâu, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Đó là toàn thân tắm máu quỳ xuống, nhưng hắn vẫn như cũ không có bãi đấu ý nguyện thứ. Này xem ra là bị người khống chế, Bạch Tuyết Trần bất đắc dĩ nói. Nhưng chiến đấu bên trong, nơi nào có cơ hội đi chậm rãi hiểu biết thủ giới người đã xảy ra sự tình gì thần niệm đại bộ phận đã chết dư lại thần niệm toàn bộ đều là chiến đấu bản năng lâm việt khoanh tay nói đại ca nếu là giết thứ này nói có thể hay không đối chúng ta tinh vực cũng có ảnh hưởng lục điện hạ nói hiện tại tốt nhất trạng huống cũng chỉ có thể là trực tiếp đem thủ giới người chém giết tại đây bạch tiết trần lắc đầu mặc dù là hắn cũng sẽ không biết có cái gì ảnh hưởng này thủ giới người tồn tại với này sao trời đã lâu so với hắn sinh ra năm tháng còn muốn xa xăm, hơn nữa căn bản cũng không có người nghĩ tới đi. Sát cái này thủ giới người. Nó phảng phất chính là đế môn tinh vực bảo hộ thần, chính là hiện giờ cái này bảo hộ thần không? Ngừng mà hướng bọn họ phát khởi thế công. mươi 382 giới môn toái, tinh vực hợp. Chẳng những là bọn họ, mặc dù là hiện tại điệu thấp tông có thể rời đi hoặc là chạy thoát, nhưng về sau bất luận kẻ nào tự hồ đều đừng nghĩ tiến vào này Đế môn tinh vực. Thậm chí làm Bạch Tiết Trần cảm thấy kinh ngạc chính là tự trung tâm tinh vực rời đi người. Này thủ giới người hay không cũng sẽ đối bọn họ động thủ, nếu là như vậy, kia chẳng phải là nói Nó muốn đem toàn bộ trung tâm tinh vực người cầm tù ở cái này tinh vực nhà giam bên trong. Nghĩ đến đây, Bạch Tiết Trần đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, chính là nếu chỉ có thể giết thủ giới người nói không biết có thể hay không đối sao trời có mặt khác ảnh hưởng, lục điện hạ vẫn là lo lắng nói. Mấy người đối thoại hết sức, thủ giới người bạo tàu trạng thái lại so với vừa rồi càng thêm. Mãnh liệt này thật lớn lưỡi dao không ngừng quét ngang. Đã làm xuyên giới môn bản thể đều bắt đầu bị đao ý đánh chúng, nhìn thấy không có lựa chọn. Lâm Việt cũng là hạ lệnh nói, giết. Sau khi nghe xong, bốn người có chung nhận thức trực tiếp hạ sát thủ không cần thiết trong chốc lát thủ giới người trực tiếp chết ở xuyên giới ngoài cược cái này không biết tồn tại nhiều ít năm tháng đồ vật hoàn toàn ngã trên mặt đất không có sinh cơ điệu thấp tông những người khác cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn kia ngã xuống đáng sợ người khổng lồ này chiến lực đạt tới khủng bố pháp tắc nhị trọng thiên hơn nữa kia thật lớn thân thể cùng lưỡi dao nếu một khi thật sự làm hắn tùy ý phá hư lên, chỉ sợ chẳng những là toàn bộ điệu thấp tông, ngay cả kiên nội hạch cùng ngoại vực cũng sẽ đã chịu hắn ảnh hưởng. đến lúc đó liên lụy người sẽ chết ở trong tay hắn người có lẽ sẽ càng nhiều. cho nên bạch tiết trần cùng lục điện hạ cũng không phải ngốc tử. tự nhiên minh bạch lâm việt thế nhưng hạ lệnh đó chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ thủ giới người ngã xuống lúc sau khi bọn hắn chuẩn bị mở ra xuyên giới môn lại phát hiện toàn bộ sao trời pháp tắc bắt đầu chấn động lên. Tình huống như thế nào, không thích hợp, sao trời pháp tắc dũng lại đây, này. Pháp tắc rậm rạp, bất luận cái gì một cái, đều xem so cảnh giới thượng pháp tắc uy lực. Lâm Việt cũng là chú ý tới sao trời biến hóa, sờ sờ cầm, xem ra đây là có người cố ý vì này. Muốn mượn dùng chúng ta đao, chấm bi biz chặt đứt thủ giới người cuối cùng một hơi dương khai cũng là phát hiện sao trời biến hóa lập tức hướng về lâm việt hỏi tông chủ việc này sẽ không cùng phía trước thi thể biến mất có quan hệ đi lâm việt cũng không quá xác định nhưng vẫn là cảm thấy có lẽ sẽ có một chút quan hệ gật gật đầu dương khai càng thêm cảm thấy kỳ quái nếu người này có thể vô thanh vô tức lấy đi thi thể còn có thể khống chế cái này thủ giới người vì sao chính hắn không động thủ trực tiếp giết chết cái này thủ giới người mà là làm chính chúng ta động thủ đâu nghĩ đến đây dương khai càng thêm cảm thấy nghi hoặc bạch tuyết trần cùng lục điện hạ đồng thời nhìn xuống phía dưới đã tử vong thủ giới người trên thực tế cũng không phải bọn họ giết cái này thủ giới người mà là ngay từ đầu cái này thủ giới người thần niệm đã chết không sai biệt lắm dư lại chẳng qua là một chút chiến đấu bản năng mà thôi mà cái này chiến đấu bản năng vừa lúc là nhằm vào giờ phút này muốn xuyên qua xuyên giới môn tới trung tâm tinh vực điệu thấp tông người hoàn toàn tử vong cùng giữ lại một chút thần niệm đối cái kia phía sau màn người tới nói có khác nhau sao có thể làm được loại chuyện này nói không chừng sẽ là đế chủ cấp bậc nhân vật bạch tiết trần cùng lục điện hạ trong lòng nghi vấn thật mạnh trước sau nói sao trời loạn lưu càng thêm nghiêm trọng lâm việt biết hiện tại không phải thác đại thời điểm ý bảo lúc sau bốn người một người một quyền oanh ở xuyên giới trên cửa mặt đã không có thủ giới người xuyên giới môn giờ phút này phẳng phất chỉ là thật lớn cổ cửa gỗ giống nhau nháy mắt bị bốn người mở ra đi thôi lâm việt hạ lệnh thật lớn điệu thất tông đại lục trực tiếp xuyên qua xuyên giới môn đại điện hạ cùng lục điện hạ đồng thời theo đi lên đến trung tâm tinh vực lúc sau này cổ sao trời pháp tác loạn lưu cũng không có biến mất mà là càng thêm mãnh liệt mọi người liền thấy toàn bộ sao trời pháp tác hội tụ mà đến giống như hình thành một mảnh lốc xoáy. Vần quanh ở xuyên giới môn nguyên bản nơi vị trí, Lâm Việt cảm thấy không ổn. Hạ lệnh nhanh hơn tốc độ. Cũng là ở bọn họ cùng xuyên giới môn ngăn cách mấy ngàn trượng khoảng cách lúc sau. Kia nguyên bản không biết dựng đứng ở nơi đó nhiều ít năm tháng xuyên giới môn. Giờ phút này lại là bỗng nhiên bị sao trời pháp tác căng bạo, ầm ầm ầm, xuyên giới môn chia năm. Sẻ bảy đây là nội y cùng trung tâm thống nhất đi lên sao cách. Trở nội vực cùng trung tâm xuyên giới môn. Cứ nhiên biến mất mọi. Người tâm thần chấn động, lâm việt sờ sờ cầm, cảm thấy thú vị. Mặc dù là bị nhốt 10 vạn năm hắn cũng là không nghĩ tới. Hôm nay này kỳ quái sự tình một bát tiếp một bát nhưng đến cuối cùng. Cứ nhiên liền toàn bộ nội vực cùng trung tâm đều liên tiếp thống nhất đi lên nơi này tình huống cũng mau không thích hợp, Bạch Tiết Trần lập tức nhắc nhở nói. Lâm Việt cũng là đồng ý gật đầu nói, nếu còn đợi ở chỗ này nói. Nói không chừng sẽ làm mặt khác đế môn người tưởng chúng ta phá hủy cái này xuyên giới. Môn, hắn buông tay, thầm mắng làm ra chuyện này người. Cái này nồi ta nhưng không nghĩ bối, rất lời. Lâm Việt mang theo điệu thấp tông đại lục nhanh hơn tốc độ trực tiếp đi trước cầm đế môn, dọc theo đường đi lâm việt suy tư một phen này xuyên giới môn sự tình hiển nhiên là nhằm vào ta hắn vẫn cứ nhớ rõ thủ giới người nổi điên thời điểm ánh mắt sát ý là hướng về hắn tinh tế cân nhắc sau lâm việt mở miệng nói tần vô niệm liễu vô ngân lòng lần ba người nghe lệnh kia ba người lập tức hướng lâm càng bái quyền đã đi tới lâm việt hướng bọn họ nói nói mấy câu lúc sau ba người lập tức hiểu ý gật đầu nhận lời lúc sau mọi người liền thấy này ba người trực tiếp mang lên mấy chục cái tinh anh ngồi trên điệu thấp tông chiến thuyền mà chiến thuyền sở đi trước phương hướng đúng là thần niệm đế môn phương vị lâm việt lại lần thứ hai hướng dương khai vẫy tay dương khai tiến lên đây bái quyền đạo tông chủ thỉnh phân phó theo lâm việt lâu như vậy dương khai cũng là suy đoán đến lâm việt bắt đầu muốn bố cục phản kích bọn họ tông chủ chính là người như vậy, mặc dù hiện tại đã xảy ra lại kỳ quái sự tình. Nhưng chỉ cần hắn bắt đầu bố cục, Dương Khai liền tin tưởng Lâm Việt cuối cùng sẽ trở thành lớn nhất người thắng, ngươi. Về trước kiếm đế môn, nhưng là không cần bại lộ chính mình thân phận. Lâm Việt sờ sờ cầm, ta nhớ rõ kiếm đế môn kiếm đạo đại hội 10 năm một lần. Hiện tại cũng nên sắp triệu khai, Dương. Khai gật đầu, không tồi, không thể tưởng được tông chủ liền cái này cũng biết. Lâm Việt lười đến đi giải thích chính mình bị nhốt 10 vạn năm. Kiếm đạo đại hội loại này đại hình đế môn hoạt động. Hắn tự nhiên biết triệu khai thời gian, chẳng qua phía trước hắn cũng không có đi chân chính. Trải qua quá kiếm đạo đại hội. Bởi vì bị nhốt kia một ngày đều không phải là kiếm đạo đại hội triệu khai nhật tử, ngươi. Đi trước thay ta hỏi thăm một ít tình huống. Đến lúc đó ta sẽ đi kiếm đế môn cùng ngươi hội hợp, Lâm Việt dứt lời. Dương Khai nhận lời gật đầu, đồng dạng mang lên mười mấy người. Lạng Yên đáp thượng mặt khác một con thuyền chiến thuyền rời đi, Lâm Việt lần thứ hai ý bảo. Làm tần vô niệm, dạ vương, đêm minh nguyệt ba người tiến lên đây. Tần vô niệm ba người đối cái này xa lạ trung tâm tinh vực không có bất luận cái gì lo lắng. Ngược lại trong ánh mắt đối Lâm Việt sắp an bài nhiệm vụ lộ ra một cổ chờ mong, ba người bái. Quyền, đồng thanh nói, tông chủ thỉnh phân phó mươi 383 cầm đế môn kịch biến. Lâm Việt khoanh tay mà đứng, nhìn phía quỷ môn phương vị. Ta cùng quỷ môn phía trước cũng từng có một ít ăn tết. Nhưng ta tin tưởng hiện tại quỷ môn kia có lẽ thực mau yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Hắn tính toán thời gian, bị nhốt 10 vạn năm. Hắn đã từng tính toán quá địa tạng vương Bồ Tát muốn gặp mị thời gian, đó là một cái long trọng. Nghi thức hiện tại khoảng cách nghi thức bắt đầu cũng nên không sai biệt lắm các ngươi đi trước quỷ môn đi vào nơi đó đương nằm vùng sau khi nghe xong ba người lẫn nhau vừa thấy cái gì là nằm vùng đêm minh nguyệt hỏi lâm việt ho khan một tiếng chính là mật thám ý tứ ba người tức khắc hiểu được lại bị lâm việt phân phó mấy cái yêu cầu chú ý điểm đó là mang lên mấy cái tâm phúc cũng trực tiếp ngồi trên chiến thuyền rời đi an bài hảo này đó lúc sau bạch tiết trần mới đối lâm việt mặt toát mồ hôi nói xem ra chi kỷ chẳng những chiến lược phi phàm cầm nói lợi hại hơn nữa đối với loại này bố cục thiên hạ thủ đoạn cũng là do so bổn vương không biết cao siêu nhiều ít lần lâm việt nhún vai cười nói ta xem ngươi là chính mình không nghĩ đi gánh vác đại vị muốn tiêu giao sung sướng cả đời mới không muốn đi quản cầm đế môn đồ vật hai người hiểu nhau tương bội phục nếu không lấy ngươi mưu lược những cái đó tiểu điện hạ lại như thế nào có thể cùng ngươi chế hành lâu như vậy, Bạch Tuyết Trần Tuấn Lãng yêu diễm trên mặt khuynh khuynh cười. Không có phản bác Lâm Việt, chỉ là phía sau lục điện hạ kinh ngạc nhìn hai người. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình đại ca, có lẽ so trong tưởng tượng lợi hại hơn, chiến. Thuyền dần dần đi trước cầm đế môn, mà ở bọn họ rời xa xuyên giới môn thời điểm. Kia đã biến mất xuyên giới trên cửa không, tinh vân biến sắc bỗng nhiên có bảy đạo thần niệm buông xuống nơi này này bảy đạo thần niệm không có chỗ nào mà không phải là đế chủ cấp bậc cảnh giới nhưng ở bọn họ buông xuống thời điểm lại là mặc dù liền bọn họ giờ này ngày này địa vị cũng vô cùng sai biệt xuyên giới môn biến mất nội vực cùng trung tâm dung hợp ở bên nhau sau trời ngàn vạn năm chưa từng từng có như thế kịch biến rốt cuộc là ai làm này bảy đạo thần niệm lẫn nhau bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc cũng chỉ có đế chủ cấp bậc. Có lẽ mới làm được ra loại chuyện này. Nhìn ra bọn họ chỉ là dừng lại tại hoài nghi mặt. Lại không có bất luận cái gì chứng cứ, bảy đạo thần niệm bên trong, cũng chỉ có tu thiên đế đã. Nhận ra một tia lâm Việt hơi thở, cùng hắn có quan hệ, một bên khác hướng. Lâm Việt cùng đại điện hạ đám người mang theo điệu thấp tông đại lục từng bước đến gần rồi cầm. Đế môn, chính là cầm đế môn xuất hiện ở trước mắt lúc này bọn họ lại phát hiện cầm đế môn tự hồ có bất đồng biến hóa nơi đó không biết khi nào nhiều bốn đạo thông thiên màu đỏ huyết quang trụ này bốn đạo huyết quang trụ phân biệt đến từ đệ nhị hoàng thành đệ tam hoàng thành đệ tứ hoàng thành cùng thứ năm hoàng thành bốn đạo cây cột vừa vặn phân tán ở cầm đế môn tứ phía giờ phút này không ngừng cho nhau lôi kéo liên tiếp thình lình hình thành một cái thật lớn trận pháp đem toàn bộ cầm đế môn bao phủ ở bên trong đã xảy ra chuyện bạch tiết trần lập tức nhận thấy được kia trận pháp dưới có không ít cầm đế môn người đã ngã xuống đất không dậy nổi lục điện hạ ánh mắt ngưng trọng nhìn kia bốn tòa bên trong hoàng thành màu đỏ huyết quang trụ này bốn cái huynh trưởng bọn họ muốn làm gì nàng đạp không mà ra muốn tiến vào cầm đế môn thời điểm lại bị huyết sắc đại trận ngăn cản bên ngoài đáng chết cho ta mở ra lục điện hạ trong lòng sốt ruột bởi vì kia bốn đạo huyết quang trụ không ngừng chỉ tồn tại bốn tòa. Bên trong hoàng thành, hơn nữa mắt thường có thể thấy được mà có lan tràn đến mặt khác hoàng thành xu thế, gió lốc pháp. Tắc buông xuống, lục điện hạ mảnh khảnh thân hình đôi tay nâng lên. Khống chế gió lốc quanh hướng ngăn cản ở phía trước huyết sắc trận pháp thượng, ầm vang. Gió lốc pháp tắc oanh kích khoảnh khắc, chỉ nổ tung một đạo tiếng vang, nhưng ngay sau đó kia ước chừng 30 trượng gió lốc. Lại là mắt thường có thể thấy được mà bị trận pháp hấp thu, cái gì? Lục điện hạ tâm thần hoảng sợ hết sức. Lần thứ hai cảm nhận được đáng sợ lực phản chấn nói tự trận pháp xuất hiện. Nàng trốn tránh không kịp kia lực phản chấn nói thuận kim tới gần lục điện hạ hai thước trong. Vòng, nàng góc áo ở bị kia cổ lực lượng đụng vào nháy mắt thành cho bụi. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, kim quang cùng lôi quang đồng thời ở lục điện hạ trước mặt quét ngang mà xuống, oanh, trận pháp phản chấn bị đánh lui. Lâm Việt cùng Bạch Tiết trần chắn sống sót sau tai nạn lục điện hạ trước mặt giờ phút này. Phía dưới kia lớn nhất huyết quang trụ nơi. Đệ nhị hoàng thành vị trí, một cái sườn ngồi ở long ỉ phía trên nam tử chậm rãi mở bừng mắt, hắn. Ánh mắt lập tức tỏa định ở Bạch Tiết Trần ba người trên người. Bạch Tiết Trần, tịch năm, lâm Việt, rốt cuộc đã trở lại, chờ các ngươi thật lâu, phi người khạc khạc tiếng vang truyền đến kia mở miệng người thật là nhị điện hạ phong không thôi mà hắn bên người đồng thời đứng bóng người đó là tam điện hạ cốt minh tứ điện hạ bạc kiện ngũ điện hạ khôi liền bốn người này ở phát hiện lâm việt khoảnh khắc đồng thời bộc phát ra kinh người hơi thở tòa định bọn họ đế chủ hơi thở thực suy yếu bạch tiết trần chính là đại điện hạ đối với đế chủ cảm giác thiên nhiên mang theo huyết mạch lôi kéo so với thần niệm xem xét càng thêm nhạy bén, có. Loại không tốt lắm dự cảm, này bốn cái gia hỏa là muốn mưu chiều xoán vị. Nghe được bạch tiết trần nói, lục điện hạ tịch năm kiều dung ngưng trọng. Tranh tranh ánh mắt nhìn bao trùm toàn bộ cầm đế môn đại trận, đại ca. Chúng ta như thế nào có thể đi vào? Bạch tiết trần không hề biện pháp, dù sao đại trận một cái chớp mắt chi gian phản phệ chi lực. Nếu không phải lâm việt cùng hắn đồng loạt ra tay nói không chừng chỉ dựa vào hắn một người cũng không nhất định có thể dễ dàng chặn lại càng không cần phải nói còn muốn phá vỡ cái này trận pháp cái chắn đi vào đáng chết thời gian lại kéo dài đi xuống chúng ta tộc nhân liền chết sạch bạch tiết trần ánh mắt rừng ở đại địa thượng cầm đế môn đệ tử trên người những người này tự hồ ở bọn họ đã đến phía trước đã mất đi chiến lực giờ phút này giống như bị định thân toàn bộ ở khoanh chân đà tọa hiện giờ mỗi người sắc mặt ngưng trọng, toàn thân huyết khí bị không ngừng mà hút đi. Hóa thành từng đạo tơ máu bay về phía kia bốn cái huyết quang trụ chống đỡ đại trận phía. Trên, mà mặt khác phàm nhân, đã rốt cuộc không dậy nổi, tơ máu bị rút ra tốc độ. So đả tọa người càng mau. Các ngươi bốn cái, cho ta mở cửa, bạch. Tiết trần áp xuống tâm thần phẫn nộ. Nếm thử bình tĩnh mà nói, nhưng bên trong kia bốn cái điện hạ lại là tràn ngập hài hước nhìn bọn họ, đại ca, không thể tưởng được ngươi cũng có như vậy vô dụng một ngày. Có bản lĩnh liền chính mình tiến vào, như thế nào? Người không phải luôn luôn thực khinh thường chúng ta sao, chúng. Ta mấy cái ở đại ca trong mắt trước nay cũng không được đến coi trọng quá. Kia lão Đông Tây cũng chưa từng có xem trọng quá chúng ta. Lão Đông Tây ngay từ đầu liền đem sở hữu tương lai đều đánh cuộc ở đại ca trên người. Đáng tiếc, hắn nhìn lầm người, tứ đại điện hạ trước sau châm chọc mỉa mai nói. Đặc biệt là nhị điện hạ, cuối cùng một câu tự hắn trong miệng nói ra đồng thời. Nhị điện hạ phong không thôi đứng lên, chậm rãi giơ tay. Ngày đó khung phía trên huyết sắc đại trận bỗng nhiên cuồn cuộn mở ra. Lộ ra một đạo lão hủ thân hình, đế chủ. Tịch năm đồng từ phóng đại, lửa giận nháy mắt bao phủ lý trí, kia huyết sắc đại trận chung giống như bị luyện hóa thân hình, đúng là bọn họ mọi người phụ thân, cầm đế chủ. mươi 384 có bản lĩnh, ngươi lại đây nha. Giờ phút này cầm đế chủ phẳng phất đã mất đi ý thức tái nhợt trên mặt so với phía trước thần. Niệm trọng thương thời kỳ còn muốn mất đi huyết xác Mặc dù tịch năm cùng bạch tiết trần hai người như thế nào kêu gọi. Cầm đế chủ vẫn như cũ nhắm chặt con mắt. Căn bản nghe không được bất luận kẻ nào thanh âm, lâm việt sờ sờ căm quan sát cầm đế chủ trạng thái, thần niệm còn chưa tử vong. Nhưng là cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là chiến thể tựa hồ bị huyết quang trận pháp cấp trói buộc, vấn đề lớn nhất là tu vi lâm. Việt cảm thấy thú vị, cầm đế chủ pháp tác cảnh đỉnh tu vi. Bị rút cạn, hắn bỗng nhiên nhớ tới năm đó Huyền Thiên Tông cũng là đồng dạng tao ngộ. Khi đó Tư Quân Lâm nói cho hắn, là tu thiên đế dạy hắn hút công đại pháp, nhưng hiện tại Phong không thôi cùng mặt khác ba cái điện hạ, tựa hồ là dựa vào huyết quang đại trận tới kiềm chế cầm đế chủ. Đồng thời hút khô hắn công lực, đáng chết, vào không được sao? Tịch năm sớm đã lộ ra nôn nóng bộ dáng, bởi vì nàng bản thân là nữ tử. Giờ phút này hai chồng mắt nổi lên lệ quang, tràn ngập bất lực lão. Đông Tây ứng có này báo, Bạch Tuyết Trần. Hắn không phải nói ngươi thiên phú xa ở chúng ta bốn cái phía trên sao? tam điện hạ cốt minh chỉ vào bạch tuyết trần, ở kia huyết quang trụ chiếu dọi hạ. Nguyên bản còn tính bình thường dung mạo, hiện tại lại dị thường dữ tợn. Tới, bạch tuyết trần, hôm nay ngươi nếu là vào không được cầm đế môn. Nơi này người đều phải chết, bao gồm thương yêu nhất ngươi lão đông tây, ngũ. Điện hạ khôi liền bước ra một bước, cả người đạp không dựng lên, đi vào trận pháp bên cạnh. Bạch tuyết trần, ngươi nhìn xem phía dưới, khôi liền dứt lời, bạch tuyết trần cùng tịch năm đó là nhìn thấy phía dưới sở hữu đệ nhất hoàng thành người toàn bộ đã ở trận pháp dưới vô lực nhúc nhích, bao gồm hắn kia hai cái từ nhỏ đi theo hắn hắc bạch nhị sử giờ phút này hắc bạch nhị sử mặc dù có được pháp tác cảnh nhị trọng thiên thực lực nhưng vẫn như cũ sắc mặt gian nan địa bàn đầu gối ở nơi đó hắc sử cắn răng mở mắt ra nhìn phía bạch tuyết trần trở về phương hướng điện hạ lão thần không có việc gì, ngươi đi mau. hắn nói rất đúng, này nửa canh giờ nội hắn không chết được, xem sau nửa canh giờ hắn cũng chỉ biết dư lại một quán máu loãng, thôi. liền lần thứ hai nói, chẳng những là hắn, tứ điện hạ bạc kiện tam điện hạ cốt minh cũng là đạp không dựng lên, trực tiếp cùng bạch tuyết trần rằng co. đế chủ nhất để mắt nhi tử, chúng ta mạnh nhất huynh trưởng. cư nhiên liền đế môn đều vào không được đáng tiếc bổn vương một lòng còn nghĩ cùng đại ca thống thống khoái khoái đánh một hồi xem ra đời này là không có cơ hội bạch tiết trần nghiến răng nghiến lợi nguyên bản nho nhã trên mặt sớm đã vô pháp bình tĩnh phía dưới một cái lại một cái tộc nhân ngã xuống còn có hắc bạch nhị sử kia hai người bồi hắn trưởng thành sớm đã là người nhà của hắn điện hạ không cần chúng kế đi phía dưới truyền đến thanh âm nhưng mở miệng không phải hắc sử mà là chưa bao giờ nói chuyện qua bạch sử liền bạch tiết trần đều chưa từng có nghe qua cái này bạch béo thúc thúc nói qua bất luận cái gì một câu hắn luôn là yên lặng cùng đi ở chính mình bên người một khi bạch tiết trần có nguy hiểm bạch sử thường thường là cái thứ nhất xuất hiện người bạch tiết trần hoảng sợ mà nhìn xuống phía dưới nguyên lai like bạch thúc thúc có thể nói hắn nói câu đầu tiên lời nói vẫn như cũ tưởng bảo hộ chính mình bạch tiết trần đương nhiên biết đây là khôi liền phép khích tướng làm chính mình lưu lại tận mắt nhìn thấy này mấy chục vạn cầm đế môn người chết ở hắn trước mặt vô nghĩa thật nhiều khôi liền ánh mắt hiện lên một tia sát ý nâng lên tay tới một đạo pháp tắc nổ vang mà xuống hiện tại hắc bạch nhị sử như thế nào có thể ngăn cản ở pháp tắc không nghiêng không lệch đánh chúng khoảnh khắc hai người đó là phun ra một búng máu tới cùng lúc đó ở hai người thương thế tăng thêm thời điểm huyết quang đại trận phảng phất tăng lớn hấp thu huyết khí lực đạo. Hai người sinh mệnh lực nháy mắt giảm xuống, dừng tay. Người bạch tuyết trần chân đạp lôi đình, lại vô pháp bình tĩnh. Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm khôi liền. Một quyền oanh ra, ban ngày không nháy mắt bị lôi đình chiếu sáng lên, bạch tuyết trần tu vi bồng. Nổ, nhưng trước mặt hắn ba cái điện hạ lại là lạnh lùng cười, trên mặt tràn ngập châm chọc. Nổ vang truyền đến, Bạch Tiết Trần bỗng nhiên cảm nhận được do so tịch nam càng thêm mạnh mẽ lực. Phản chấn hướng hắn vọt tới, Lâm Việt Tây phải nâng lên, tử thần quá cảnh nổ vang mà xuống. Trực tiếp hóa giải kia cổ lực phản chấn. Nhưng mà ngươi lúc này, phía dưới không ít người lại là phun ra một búng máu tới trận. Pháp cùng bọn họ huyết khí đã tương liên, mạnh mẽ phá trận, cầm đế môn người cũng sẽ chết. Ở Bạch Tiết Trần cùng tịch nam kinh ngạc hết sức, Lâm Việt dẫn đầu giải thích nói lại là nhìn phía cái kia điện hạ thị huyết chu thần đại trận. Cũng không phải là các ngươi ba cái có bản lĩnh kết ra tới, bị. Lâm Việt nói ra trận pháp tên, ba cái điện hạ lập tức trong lòng sửng sốt. Lâm Việt, đãi nơi này người chết hết, bổn vương liền phải ngươi mệnh, bạc. Kiện hướng về Lâm Việt hô, hắn tinh tường nhớ rõ, lần trước muốn vây công Lâm Việt thời điểm. Phản bị Lâm Việt cấp hù dọa trụ, còn quỳ xuống xem ra ngươi là mặt tiêu sưng lên, lại tưởng bị ta đánh, lâm Việt nhướng mày, lão. Đông Tây xong rồi, ngươi cái này tâm phúc đại nhân thân phận, đối bổn vương đã vô dụng, bạc. Khỏe mạnh cấp bại hoại nói, có bản lĩnh, ngươi lại đây nha. Khả lâm càng ánh mắt lại lười đi để ý hắn, mà là vòng qua ba người. Dừng ở nhị điện hạ trên người, xem ra là ngươi kết trận pháp. Ngồi ngay ngắn ở đế chủ trên long ỉ nhị điện hạ phong không thôi khóe miệng dương lên. Đồng tử đã bị huyết quang bao trùm, nhìn không tới thuộc về nhân loại bình thường đồng tử, Phong Không Thôi cùng Lâm Việt bốn mắt. Nhìn nhau, xem ra ngươi phát hiện cái gì? Lâm Việt khóe miệng dương lên, hai chồng mắt lộ ra hưng phấn, đối cái này giờ phút này chiến. Lực phảng phất cùng thị huyết chu thần đại trận liên tiếp ở bên nhau. Cường đại mà làm người run rẩy Phong Không Thôi, Lâm Việt càng có hứng thú. Nguyên lai là ngươi, rốt cuộc xuất hiện Phong không thôi đồng dạng cười, phù du cũng tưởng lay trời, xem. Gia ta cùng lâm tu sự tình, bị ngươi phát hiện, lâm. Việt buông tay, không có sợ hãi, hắn trong lòng đã suy đoán tới rồi đối phương thân phận. Phong không thôi hoành vung tay lên, khí huyết bạo trướng, này sao trời trong vòng. Không có đồ vật có thể giấu đến quá ta, phải không, lâm. Việt khóe miệng dương lên, ở bạch tuyết trần cùng tịch năm trong lòng quay cuồng sóng to thời điểm, chỉ về phía trước điểm ra. Này một lóng tay rơi xuống, ba người trước mặt nhất thời xoáy nước hiện lên. Mang theo một cổ truyền tống chi lực đưa bọn họ ba người bao phủ ở bên trong, truyền. Tống trận, khôi liền, bà kiện, cốt minh, ba người đồng thời trừng lớn mắt chi. Kỷ, bổn vương không thể đi. Bạch tuyết trần cho rằng lâm Việt muốn dẫn hắn rời đi, tịch năm đồng dạng gật đầu, chỉ có phía sau tư tiểu tiên vẫn cứ nhớ rõ lần trước cùng lâm việt hai người trộm tiến vào huyền môn tìm đường tâm thời điểm bị trận pháp cách trở nàng chui lỗ chó đi vào mà lâm việt dùng truyền tống trận thành thơi thành thơi đi vào chính là muốn mang các ngươi đi vào lâm việt chậm rãi mở miệng điệu thấp tông người tại chỗ đãi ta mệnh lệnh nói là làm ngay phía sau đã tùy thời chuẩn bị tiến công điệu thấp tông đại quân đồng thanh nhận lời Thành Như Lôi Đình, bọn họ đi vào trung tâm tinh vực lúc sau. Căn bản không rảnh đi thưởng thức cầm đế môn cái này so điệu thấp tông lớn mấy chục lần vĩ ngạn. Đại Lục đi vào. Tịch Năm chừng lớn mắt còn không có tới kịp nói nữa thời điểm. Nàng cùng Bạch Tiết Trần hai người đó là bị Lâm Việt kéo lại tay. Chương 385 hắn là hắc bảng đệ nhất. Ba người thân hình biến mất, xuất hiện khi đã ở bạc kiện ba người trước mặt ngươi các ngươi như thế nào tiến tới bạc kiện lập tức lui ra phía sau vài bước hắn đối lâm việt sợ hãi là trong xương cốt mới vừa có thị huyết chu thần đại trận ngăn trở hắn mới dám đối lâm việt nói ẩu nói tả nhưng hắn nào dám nghĩ đến lâm việt cư nhiên liền dễ dàng như vậy mà vào được chi kỷ này liền bạch tuyết trần cũng là đối lâm việt này đột nhiên nhất chiêu hoảng sợ vô cùng hiện tại không phải nói cái này thời điểm lâm Việt lười đến đi để ý bạc kiện ba người chấn động biểu tình. Mà là ánh mắt rừng ở kia phong không thôi trên người, bọn họ ba cái, giao cho các ngươi. Lâm Việt lưu lại một câu, thân hình dịch chuyển. Ở ba người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã vòng qua ba người. Đến gần rồi phong không thôi, đáng chết, Lâm Việt ngươi khinh thường ta, bạc. Kiện thấy Lâm Việt cư nhiên căn bản không đem hắn trở thành đối thủ, lập tức hô nhưng ngay sau đó bạc kiện toàn thân lông tơ dựng lên trên vai hắn một con năm ngón tay mảnh dài tay đè lại hắn đối thủ của ngươi là ta bạch tiết trần lạnh băng thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến đỉnh đầu hắn thượng lôi đình pháp tác như kinh chập giò ra tỏa định bạc kiện cốt minh cùng khôi liền nơi này ta một người là đủ rồi ngươi đi ra ngoài giúp lâm việt bạch tiết trần hướng về tịch nam bình tĩnh nói cuồng vọng bạch tiết trần một cái đánh ba cái hôm nay bổn vương khiến cho ngươi vì chính mình tự phụ trả giá đại giới cốt. Minh cùng khôi liền trước sau cả giận nói, tịch năm còn ở do dự thời điểm. Liền thấy bạch tiết trần lôi đình bên trong, bỗng nhiên nhiều ra đạo thứ hai pháp tác. Nhị trọng thiên, kia trên không đạo thứ hai pháp tác. Làm thị huyết chu thần đại trận huyết quang oanh ra một đạo ban ngày, tịch năm cảm giác được kia. Nói ban ngày trung sát ý, bạch tiết trần đây là muốn đại nghĩa diệt thân tịch năm nhìn phía lâm việt phương hướng không hề do dự nhanh chóng tới gần nhưng ngay sau đó đó là lại có mấy chục luồng hơi thở ngăn ở nàng trước mặt hàn gia triệu gia mục gia tịch năm ánh mắt ngưng trọng chẳng những là đệ tứ hoàng thành tam người nhà còn có đệ nhị đệ tam hoàng thành nguyên bản thân cư cao thần chi vị người cũng là hướng nàng ra tay các người là muốn hại chết ta cầm đế môn lạnh giọng rơi xuống gió lốc buông xuống một bên khác hướng, Lâm Việt chậm rãi đạp trống trải hạ. Dừng ở Phong Không thôi trước mặt năm thước vị trí, xem ra ngươi không sợ ta, Phong. Không thôi nhàn nhạt mở miệng, mỗi một chữ đều mang theo thấu xương lạnh lẽo cùng băng hàn. Này đều không phải là Phong Không thôi cố tình vì này, mà là một loại sinh ra đã có sẵn làm người sợ hãi đồ vật ngươi. Trốn rồi vạn năm đều không sợ ta vì cái gì muốn sợ? Lâm Việt khóe miệng dương lên, mượn tay của ta giết ngục tốt. Người không sợ chọc giận này phiến đại lao ngục tôn sao, sao? Khi nghe xong, Phong không thôi huyết hồng trong mắt hiện lên một tia sát ý. Người biết đến quá nhiều. Thị huyết chu thần đại trận tại đây câu nói rơi xuống khoảnh khắc. Đã tỏa định Lâm Việt, mặc dù là Lâm Việt. Cũng là nhận thấy được một cổ sinh từ nguy cơ, chỉ cần Phong không thôi một ý niệm. Hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này tam nguyên hợp nhất quá thượng cảnh, có thể tu thành như thế nông nỗi, đúng là không dễ, phong. Không thôi tiến lên một bước, lại nói, người nếu biết ta lợi dụng ngươi giết ngục tốt. Không bằng lại giúp ta một lần, giết ngục tôn, như thế nào, lâm Việt không nói gì. Phong không thôi nhìn thấu hắn một thân tu vi, tiếp tục nói. Đối đãi ngươi giết ngục tôn là lúc này phiến sao trời, lấy ngươi độc tôn. Hắn nâng lên tay, ánh mắt quét ngang toàn bộ cầm đế môn, phàm nhân tu luyện sở theo đuổi bất quá là bất tử bất diệt, vô địch vạn vực mà hiện tại cơ hội này. Liền đặt ở ngươi trước mặt thanh âm truyền đến, tràn ngập dụ hoặc. Khả lâm càng biểu tình thượng không có chút nào cảm thấy hứng thú, chỉ là nói. Lâm tu cự tuyệt ngươi, sau khi nghe xong. Phong không thôi đồng tử nội hiện lên không thể tra quang, ngươi thực thông minh. Hắn thật là tốt nhất người được chọn, nhưng ngươi cũng không tồi, hảo chơi, hảo chơi. Lâm Việt nhịn không được cười lớn một tiếng, đáng tiếc ta cả đời không mừng hắn thuật. Chỉ trọng đạo của mình, ngươi an bài, ta khả năng muốn cự tuyệt phong. Không thôi khoanh tay mà đứng, hắn thuật. Xem người biết hơi, ngự người cổ trưởng, tuân tiền nhân chi thư bỏ mình sở niệm. Đây là hắn thuật, Lâm Việt trầm đốc mở miệng, phong không thôi lắc đầu khinh thường cười. Hải đồng chi nói xong, khống chế người khác, quyền ngự thiên hạ, có gì không thể. Hắn ánh mắt đồng dạng chắc chắn, phảng phất đối chính mình đạo tâm cực kỳ kiên định, Lâm Việt tự nhiên nhìn ra được tới. Lại là nói, thiện mình khả năng, dương mình chi vinh, chi kỷ chi tệ, tôn mình chi chọn. Đây là tự tại nói. Hắn khí chất đột nhiên đang nói ra những lời này thời điểm biến hóa, nơi nào còn có 15 đến 16 tuổi. Thiếu niên lý luận thượng non nớt, lâm việt hiện tại cả người, giống như đại đạo thêm thân. Khí thế chi cường, cùng phong không thôi lực lượng ngang nhau nói ở thuật phía trên, lấy thuật vì phụ, lấy nói là chủ, đây là ta lộ, một. Câu rơi xuống, Lâm Việt ánh mắt thâm thúy như muôn vàn sao trời ở bên trong, phong không thôi. Sắc mặt giữ tợn một chút, hai người chi gian, đột nhiên hai cổ khí thế nổ vang ở cùng nhau. Này đều không phải là bất luận cái gì diệu khí cùng tu vi. Đây là đạo tâm đánh sâu vào ở hai người bên trong bắt đầu rồi va chạm, nổ vang vang vọng bát. Phương nguyên bản long ỷ bên mấy chục cái quá thượng cảnh thủ vệ muốn đối lâm việt ra tay thời điểm ở lại bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong óc nổ tung đau nhức ngay sau đó bọn họ trong cơ thể quá thượng chi lực nhất thời hỗn loạn tư tán lại là còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng liền toàn bộ chết ngất qua đi thực hảo phong không thôi biết được lâm việt lập trường vậy chết đi thị huyết chu thần đại trận phía trên từng đạo huyết sắc trường thứ bỗng nhiên từ trận pháp thượng hiện lên xuống phía dưới, huyết thứ. Càng ngày càng nhiều, ngàn đạo, vạn đạo, mười vạn đạo, trăm vạn nói. Che trời lấp đất huyết thứ mũi nhọn tỏa định lâm Việt. Chợt rơi xuống, sát chiêu đã hiện, một bên khác hướng, lục điện hạ tịch năm toàn thân tắm máu. Trước mặt là ngăn trở nàng đại thần thi thể từng khối rơi xuống, mà tới gần điệu thấp tông. Phương hướng, bạch tiết trần cầm trong tay một phen bạch ngọc trường kiếm, thần kiếm thượng đã bị máu tê đầm đìa thành màu đỏ trường kiếm thượng pháp tắc kích động trước mặt là bạc kiện ba người thi thể tam đại điện hạ hợp lực lại không phải bạch tiết trần một người đối thủ nhưng mà giờ phút này tịch năm cùng bạch tiết trần đồng thời nhìn vòm trời phía trên nơi đó theo bốn đạo huyết quang trụ dũng hướng chu thần đại trận kia trăm vạn huyết thứ đã là rơi xuống này số lượng nên làm cái gì bây giờ tịch nam phụ một ít thương, trông thấy không trung che kín huyết thứ. Chỉ cảm thấy từ đầu đến chân vô lực, ngăn không được ta cầm đế môn, xong rồi tông. Chủ còn ở bên trong, không xong. Không thể oanh khai trận pháp cái chắn, này như thế nào cho phải. Chẳng lẽ bạch bạch nhìn tông chủ chết ở bên trong sao, điệu. Thấp tông nổ tung nồi, bạch tiết trần rơi trên mặt đất, nâng dậy hắc bạch nhị sử, điện. Hạ, đi mau. Bạch Tiết Trần gật đầu cười, các ngươi tùy điệu thấp tông rời đi. Ta đi mang Lâm Huynh đi, rất lời, không chờ Hắc Bạch Nhị Sử phản ứng lại đây. Bạch Tiết Trần đã thân hình đi xa. Đãi Bạch Tiết Trần đi vào Lâm Việt trước mặt khi... Mới gần gũi nhìn ra phong không thôi khác thường, hắn không phải nhị đệ, hắn là ai, Lâm. Việt đạm đạm cười, hắn là, hắc bảng đệ nhất. mươi 386 tái hiện, hoa khai bờ đối diện thiên hắc bảng đệ nhất bạch tiết trần đồng dạng là hắc bảng cao thủ phía trên người. Nhưng đối với đệ nhất cái này tồn tại, mặc dù là hắn, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đến nỗi hắc bảng đệ nhất rốt cuộc là ai. Hắn đã từng dò hỏi qua thất điện hạ liên âm. Đáng tiếc mặc dù là phụ trách hắc bảng xếp hạng liên âm đều không hiểu được, chỉ là nói cho bạch. Tiết Trần, mặc dù là đế chủ cấp bậc cũng không phải hắc bảng đệ nhất đối thủ cư nhiên xuất hiện ở ta cầm đế môn. Bạch Tiết Trần trạng thái cực kém, nhưng trong đôi mắt sát ý lăng nhiên. Mặc kệ là ngươi hắc bảng đệ mấy, hôm nay đều phải trả giá đại giới, đáng. Tiếc đều không phải là bản thể tiến đến, làm ta có chút thất vọng rồi. Lâm Việt đạm đạm cười, phong không thôi đồng tử co rút lại. Lấy ngươi tuổi tác cư nhiên có như vậy lợi hại nhãn lực ta vẫn luôn hoài nghi. Trên người của ngươi có cổ quái, ai không có điểm riêng tư đâu. Lâm Việt bình tĩnh nói, nhìn phía trên không, đồng thời ngăn cản Bạch Tuyết Trần. Nhìn chằm chằm hắn, ta trước giải quyết mặt trên đồ vật ở. Bạch Tuyết Trần trố mắt hết sức, Lâm Việt đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện khi. Lâm Việt thình linh ở giữa không trung phía trên. Thời gian không sai biệt lắm, Lâm Việt đôi tay bấm tay niệm thần chú. Trong cơ thể kia lúc trước cầm đế lưu tại trong thân thể hắn đồ vật, thình linh bùng nổ điệu thấp tông mấy vạn người cầm đế môn mấy chục vạn người ở cái này sinh tử nguy cơ thời điểm ánh mắt mọi người đều dừng ở lâm việt trên người hắn còn có át chủ bài tịch năm tim đập nhanh hơn giờ khác này chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở lâm việt trên người giờ phút này cũng chỉ có hắn dám nghênh hướng kia che trời lấp đất trăm vạn nói huyết thứ phong không thôi khoanh tay mà đứng ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm lâm việt cầm đế hơi thở sao, trên không Lâm Việt tìm đúng vị trí. Toàn thân đắm chìm trong quang mang bên trong, hướng về cầm đế môn trên không một trưởng ấn ra, trong khoảnh khắc. sau thị huyết chu thần đại trận còn muốn chỗ cao không gian thượng, phong vân kích động. Một đạo che trời xoáy nước đột nhiên xuất hiện. Này xoáy nước nội phát ra cổ xưa hơi thở, ngay sau đó, mọi người đó là nhìn đến một tòa cổ tháp tháp tiêm lại là phá không hướng về cầm đế môn rơi xuống, hoa khai bờ đối diện thiên, cầm đế môn mọi người tâm thần nổ vang. Chỉ cảm thấy trong óc chỉ còn lại có trống rỗng. Tâm Phúc đại nhân, vì sao có thể triệu hoán hoa khai bờ đối diện thiên kia? Không phải chỉ có đế chủ có thể triệu hồi ra tới sao, bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc, ngay cả Bạch Tuyết Trần. Tịch năm cùng Hắc Bạch Nhị sử đồng dạng hoảng sợ đế chủ chuyên trúc hoa khai bờ đối diện thiên thế nhưng bị lâm việt triệu hồi ra tới chẳng những là cầm đế môn người điệu thấp tông người không có gặp qua hoa khai bờ đối diện thiên nhưng giờ phút này cũng là bị kia thật lớn cổ tháp cấp chấn động tông chủ triệu hồi ra đó là cái gì lâm việt thủ thế lại biến bờ đối diện thiên cổ tháp tốc độ rơi xuống không nghiêng không lệch đánh vào thị huyết chu thần đại trận phía trên nổ vang vang vọng khung đỉnh thiên băng cự thanh chấn động ở mọi người trên đỉnh đầu. Cũng là ở trong khoảnh khắc cầm đế môn thân ở ở thị huyết chu thần đại trận phía dưới mọi. Người đều là phun ra một búng máu tới, phảng phất chính mình huyết khí cũng bị đại trận cùng cổ. Tháp va chạm liên lụy, nhưng này cổ lôi kéo lực lượng tại hạ một khắc nháy mắt biến mất. Nát trận pháp không có ta tu vi khôi phục cầm. Đế môn mọi người đều là nhìn đến, vòm trời phía trên kia bao trùm toàn bộ cầm đế môn trận pháp. Tại đây một khắc bị cổ tháp đâm thủng, như binh khí đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, một tắc một thước, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, mười vạn trượng đại trận. Hoàn toàn vỡ vụt mà kia đại trận phía dưới, trăm vạn huyết thứ. Cũng bởi vì không có đại trận bản thể lôi kéo tất cả dập nát. Lâm Việt thân hình lần thứ hai dịch chuyển. Một tay bắt lấy từ đại trận nội giải thoát cầm đế chủ trực tiếp ném cho phía dưới tịch năm, phong không thôi thấy thế, ánh mắt âm trầm. Tưởng đối lâm Việt ra tay khi, lại bị Bạch Tiết Trần ngăn lại, nên đến phiên ngươi. Bạch Tiết Trần một chân rơi xuống. Ban ngày pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc đồng thời thêm vào toàn thân, hắn đôi tay hóa ra từng. Đạo tàn ảnh, pháp tắc vận chuyển, ra tay đó là cầm đế môn vô thượng đạo pháp đất. Hoàng tù thiên trưởng, nhưng hắn song trưởng ra tay hết sức, đó là nhận thấy được bụng một đạo quyền kinh đánh lại đây tốc độ cực nhanh vượt qua bạch tiết trần phản ứng oanh quyền kinh hỗn loạn sơn băng địa liệt mạnh ở giữa bạch tiết trần người sau cả người bay ngược đi ra ngoài nện ở một tòa thạch lâu phía trên mới đứng vững thân hình nhưng bạch tiết trần lại tiếp theo khụ ra một mồm to huyết ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm phong không thôi ngươi vì sao biết ta cầm đế môn đất hoang tù thiên trưởng sơ hở phụ thân ngươi lực lượng ở ta trên người phong không thôi khạc khạc cười to, hướng về bạch tuyết trần lần thứ hai ra tay, hắn phía sau. Một đạo hung thần hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia hư ảnh nguyên bản chỉ có 30 trượng, nhưng ở phong không thôi lần thứ hai thi triển công lực khoảnh khắc. Đó là lập tức bắt đầu hấp thu chung quanh kia đã rơi dụng tổn hại huyết thứ mảnh nhỏ cầm đế môn. Nhiều như vậy huyết khí cũng không thể lãng phí phong không thôi giữ tợn mở miệng trong khoảnh khắc bốn phương tám hướng huyết khí hướng hắn phía sau hư ảnh điên cuồng tuôn ra mà đến ba mươi trượng năm mươi trượng hư ảnh không ngừng lớn mạnh gặp hắn ở hấp thu chúng ta huyết khí cổ lực lượng này là cái gì tồn tại điện hạ bị thương đế chủ hôn mê bất tỉnh dựa chúng ta hiện giờ chỉ còn một nửa mệnh như thế nào đánh thắng được hắn mắt thấy kia làm hư ảnh đã đạt tới trăm trượng nhưng lại vẫn như cũ còn không có dừng lại cầm đế môn mọi người đều là trong mắt chỉ còn lại có u ám đánh. Không lại, không có khả năng đánh thắng được hắn, đây là đế chủ cấp bậc lực lượng. Chỉ có điệu thấp tông đại lục ở trận pháp biến mất thời điểm. Đồng thời đã dựa theo lâm Việt ngay từ đầu quy định lộ tuyến. Giáp giới tới rồi trùng lầu hai trên đất bằng, thời. Gian không nhiều lắm, chúng ta đi giúp tông chủ. Phong nguyệt nhất tộc ở giao ca chờ năm tiên dẫn dắt hạ mang theo điệu thấp tông đệ nhị trưởng lão cung người chờ xuất phát chậm. "Đã, việc này chúng ta chỉ sợ giúp không được gì." 11 trưởng lão cung trận danh nội. Trưởng lão Thẩm Tố Y phía sau Tình Khanh mở miệng tiếp tục nói. "Kia cổ lực lượng vượt qua pháp tắc tam trọng thiên, có lẽ chỉ có tông chủ cùng cầm đế môn người có thể đối phó, chúng ta đi. Ngược lại sẽ cho tông chủ gia tăng gánh nặng." Nàng nhìn phía bốn phía cùng Thẩm Tố Y nói, "Sư phó, đệ tử kiến nghị trước đem cầm đế môn người triệu tập giàn xếp lên chữa thương, có đạo lý. thẩm tố y còn chưa nói chuyện, thập nhị cung trận danh đông hoàng phi vũ đó là đi trước nhận. Đồng tình khanh nói, 11 phó trưởng lão nói ngôn có lý. Chúng ta thập nhị cung cũng làm theo. Phía sau hàn nguyệt nữ cung liên hợp thập nhị cung đệ tử đồng thời gật đầu. Quyến rũ cùng trì giao lập tức phân phó đi xuống, một khi đã như vậy, kia liền nghe 11 phó trưởng lão, giao. Cả ở ngay lúc này cũng là không kiên trì chính mình, gật đầu đồng ý tình khanh an bài. Đến nỗi đệ nhất cung, đệ tứ cung cùng thứ năm cung, bởi vì thiếu cầm cơ. Lòng lân cùng dạ vương quân vô thượng chờ trưởng lão tọa chấn. Cũng là toàn bộ nghe theo tình khanh an bài. Điệu thấp tông bên này bắt đầu lục tục dàn xếp người bị thương lên. Tình Khanh càng là thỉnh đệ Tam cung trưởng lão Dương Tình cùng phó trưởng lão Kiếm Si Nhi. Liên hợp năm đó kiếm tộc người, bày ra bốn kiếm ngũ tuyệt thần sát đại trận chống đỡ, mau. Đi Điệu Thấp Tông bên kia. Tuy rằng chưa bao giờ nghe qua cái này tông môn tên. Nhưng lần này ta cầm Đế môn thiếu các ngươi một cái đại nhân tình. Chương 387 vỡ vụn bóng hình xinh đẹp. Điệu Thấp Tông địa vị ở Cầm Đế môn mấy chục vạn nhân tâm trung lập tức thăng hoa lên, phong không thôi triệu hoán hư ảnh đã cao tới ngàn trượng, không chỉ như thế. Kia hư ảnh giữ tợn đầu vào giờ phút này chia ra làm tam. Cùng lúc đó, kia như dung nham sau lưng làn ra bỗng nhiên vỡ ra. Lần thứ hai nhiều bốn điều đồng dạng thô trắng cánh tay, ba đầu sáu tay, bạch. Tiết Trần cảm nhận được xưa nay chưa từng có chiến đấu nguy cơ, mặc dù là đối mặt đế chủ. Hắn cũng chưa từng từng có như thế bản năng dùng mình kia thật lớn hư ảnh giống như ngập trời hung thú huyết sắc đồng tử nhìn xuống phía dưới nhiễm nhiên đem phía dưới mọi người trở thành con mồi ngay sau đó hung thú hai chân một dậm đại địa thình lình vỡ vụn mở ra cầm đế môn mấy vạn trượng đại lục run dày lên bạch tiết trần tịch nam hoảng sợ nhìn chằm chằm kia cư nhiên Tỳ thời đều sẽ hướng bọn họ ra tay phụ thân tịch nam an trí hảo cầm đế chủ người sau cũng vừa vặn tỉnh lại lập tức thấy được kia người khổng lồ nâng quyền công tới. Này lực lượng, chỉ có tổ tiên đàn cổ có thể trấn áp, đáng tiếc chẫm. Vô lực triệu hoán bờ đối diện thiên, hắn, lại là nhìn đến lâm việt trên đỉnh đầu đình trệ ở không trung hoa khai bờ đối diện thiên. Mặt già hoảng sợ nói, này, đây là ai triệu hồi ra tới. Là tâm phúc đại nhân, tịch năm đúng sự thật mở miệng, cầm đế chủ lúc này mới lưu ý đến bờ đối diện thiên dưới lâm Việt, giờ phút này nơi xa lâm Việt thần sắc tự nhiên. Còn phân tâm đi nhìn vài lần điệu thấp tông, đối tình khanh an bài cũng thật là vừa lòng. Làm không tồi, lâm Việt khen ngợi một câu. Này xác thật cho hắn giải quyết nỗi lo về sau, tình khanh vừa vặn ánh mắt nhìn lại đây. Hiện tại lâm Việt đối mặt kia ngàn trượng hung thú, cư nhiên còn có tâm tư quản bọn họ. Điểm này tị y hát khanh không khỏi cười nhạt nói, khi nào đều như vậy xoáy, lâm. Việt thu hồi ánh mắt ngẩng đầu nhìn đã đi vào trước mặt hắn hung thú. Phong không thôi đang ở kia hung thú đỉnh đầu nhìn xuống mà xuống, cho ta chết, chi kỷ. Bạch Tiết trần thân hình thuấn di, đi vào lâm Việt bên người, chiến lực bùng nổ dựng lên. Ban ngày cùng lôi đình đồng thời hội tụ đôi tay, lập tức một phen đàn cổ xuất hiện. An ủi tiên vỗ linh khúc. Tiếng đàn lượn lờ mà ra, bạch tuyết trần cùng lâm Việt hai người chung quanh, đại địa vỡ vụn lập tức mắt thường có thể thấy được tiếng đàn xây công sự bốn đạo tường thành như thực chất đem hai người vây quanh lên hùng thú một chân nâng lên lâm việt toàn thân quần áo phi dương đạm đạm cười trở nên lớn như vậy làm ta sợ chi kỷ người đi trước bạch tiết trần hô này chiêu bổn vương chưa chắc chống đỡ được không thuộc về thời đại này lực lượng ngươi ngăn không được cũng ở tình lý bên trong lâm việt khóe miệng dương lên nâng lên tay tới muốn đánh làm cùng thời đại đồ vật cùng ngươi đánh. Nói là làm ngay, ngày đó không thượng. Nguyên bản đình trệ hoa khai bờ đối diện thiên cổ tháp nháy mắt biến mất xuất hiện khi. Mọi người chỉ nghe được nổ vang vang vọng phía chân trời, trợn mắt nhìn lại thời điểm. Đã nhìn thấy cổ tháp nện ở ba đầu sáu tay hung thú trung gian đầu thượng. Hung thú từng bước lui ra phía sau, trên đỉnh đầu máu tươi đầm đìa kia bờ đối diện cổ tháp không nghiêng không lệch ở giữa phong không thôi ngay từ đầu nơi vị Chí, nhưng hôm nay phong không thôi đã bay nhanh dừng ở mặt đất đáng chết tiểu quỷ cứ nhiên có thể khống chế bờ đối diện thiên hắn muốn đối phó lâm việt thời điểm lại thấy lâm việt đã biến mất ở tại chỗ ngươi trốn không được phong không thôi huyết đồng co rút lại bạch tiết trần vỗ linh khúc hình thành ngăn cản kết giới nơi bốn phía không gian đột nhiên ca ca rung động trong khoảnh khắc, không gian vặn vẹo lên, kết giới vỡ vụn, bạch tuyết trần tiếng đàn một loạn. Nhất thời nơi vị trí nổ vang truyền đến, cùng thời gian, gió lốc pháp tác buông xuống. Ngăn trở kia nổ vang một tức thời gian. Tịch năm mang theo bạch tuyết trần lui ra phía sau hết sức. Phong không thôi mới nhận thấy được Lâm Việt cũng không ở vỗ linh khúc cái chắn mặt sau, đi. Đâu vậy? Hắn thần niệm muốn bùng nổ hết sức liền thấy đại địa thượng hàn băng như thánh quang chiếu dọi đại địa nháy mắt đóng băng phong. Không thôi toàn thân, nơi xa, hàn uyển thanh hô hấp dồn dập nàng tóc đen thành đầu bạc. Chiến thể lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Cổ tay trắng nõn phía trên, xương hoa bao trùm, đúng là nàng thức tỉnh chiến thể phát huy, hảo. Cường, bạch tiết trần cùng tịch năm đồng thời vọng lại đây, hàn. Già lúc trước, cư nhiên vì hàn cuồng chèn ép một cái thức tỉnh chiến thể thiên phú hậu nhân rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, tâm phúc đại nhân tựa hồ sớm đã nhìn ra hàn uyển thanh này chiến thể phát huy không ổn định, tựa hồ cũng là rời đi hàn ra sau nàng mới nắm giữ tịch năm vừa dứt lời đó là nghe được phong không thôi thân thể ngoại hàn băng nhất thời tan vỡ mở ra băng tinh đầy trời dựng lên xương hoa chiến thể đáng tiếc ngươi còn phát huy không ra một thành uy lực phong không thôi năm ngón tay thành chảo hướng về hàn uyển thanh nơi vị trí một chảo hàn huyền thanh lập tức đồng tử đại biến chỉ cảm thấy không gian đột nhiên sụp đổ mà xuống hàn huyền thanh muốn chạy thoát khi bỗng nhiên nhận thấy được chính mình dưới chân lại là dính vào một tia huyết thứ toái tinh này tinh thể hóa thành máu loãng dung nhập hàn huyền thanh trong cơ thể mặc dù hàn huyền thanh đã nhanh chóng phát hiện còn là chậm một bước máu loãng nhập thể hàn huyền thanh một cặp chân dài nháy mắt mất đi chi giác độc nàng trừng lớn mắt kia phong không thôi lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chăm nàng. Năm ngón tay đè ép xuống dưới. Nhưng lúc này, một đạo thần thánh bạch quang trống rỗng xuất hiện. Đem hàn uyển thanh bao phủ lên, không gian vẫn như cũ bị phong không thôi bóp nát. Nhưng hàn uyển thanh lại là ở sinh từ một đường hết sức, hai chân khôi phục chi giác. Đã thân hình dịch chuyển mấy trượng có hơn. Lại là một cái thức tỉnh chiến thể, phong. Không thôi, cảm thấy thú vị mà nhìn chằm chằm kia không gian vỡ vụn trên không? Một cái bóng hình xinh đẹp đạp không ở kia, này toàn thân phát ra thánh quang. Đúng là đường tâm vô cấu chiến thể. Nàng ở giúp Hàn Uyển Thanh lúc sau. Lần thứ hai cấp cầm đế môn mọi người chữa thương, Phong không thôi cười lớn một tiếng. Trong tiếng cười sát ý lăng nhiên, không thể tưởng được nơi này cư nhiên xuất hiện hai cái thức. Tỉnh chiến thể hắn thúc giục vẫn như cũ máu tê đầm đìa, nhưng đã khôi phục hành động lực hung thú. Lần này không phải hướng lâm càng ra tay, mà là hướng về điệu thấp tông, nhưng cùng lúc đó. Hung thú trên đỉnh đầu cổ tháp bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng đàn. Này tiếng đàn vừa ra, chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ cầm đế môn. Du dương mà cao ngạo tiếng đàn ý cảnh, làm đến đế chủ lập tức nhận ra, lão tổ đàn cổ là lâm việt hắn hoảng sợ mà nhìn bờ đối diện trên đỉnh tầng khi nào trộm lên rồi chẳng những là hắn phong không thôi càng là ngẩng đầu cắn răng nói nguyên lai like người ở chỗ này liền hắn cũng không thể không vì lâm việt hành vi kinh ngạc hắn bị phân tán nửa chén trà nhỏ lực chú ý Cứ nhiên bị lâm việt mượn cơ hội lên rồi bờ đối diện thiên tiếng đàn rơi xuống kia huyết thứ hình thành hung thú dẫn đầu đã chịu ảnh hưởng cái này ngàn trượng thân thể bắt đầu sụp đổ, bờ đối diện thiên lăng không chuyển động. Cổ tháp tầng thứ nhất cái đáy, thình lình một đạo xoáy nước bao phủ phong không thôi. Muốn mượn cầm đế lực lượng đối phó ta sao, phong. Không thôi khạc khạc cười to, hai tay của hắn hai chân đồng thời xuất hiện bốn đạo kim hoàn, này. Bốn đạo kim hoàn tự tiếng đàn trung xuất hiện, giờ phút này phong ấn ở hắn hành động. Nhưng phong không thôi tiếng cười như cũ, đáng tiếc, người tiếng đàn còn kém điểm đồ vật tiếp ta cuối cùng một kích, hắn mở ra miệng máu, hấp lực xuất hiện. Trong miệng xuất hiện một đạo hư vô xoáy nước. Mặc dù tay chân vô pháp nhúc nhích, nhưng phong không thôi miệng lại là hướng về tư tán huyết thứ toái tinh lần thứ hai một hút. Kia ngàn trượng người khổng lồ rơi dụng toái tinh toàn bộ hướng hắn vọt tới. Phong không thôi nhắm ngay bờ đối diện thiên cổ tháp tiếng đàn nơi phát ra vị trí. Một ngụm phun ra, hủy thiên diệt địa huyết quang bùng nổ mà ra. Trực tiếp sỏ xuyên qua đỉnh tầng vị trí, tiết trắng thế giới ở mọi người trong mắt vỡ vụn. Đồng thời vỡ vụn, còn có Lâm Việt trước mặt kia nói mảnh mai bóng hình xinh đẹp. Chương 388 ta khả năng rất dài một đoạn thời gian đều nhìn không tới nàng. Thánh nữ, lả lướt đông hoàng phi vũ, giao ca. Còn có điệu thấp tông mọi người tâm thần ai giận, bọn họ không biết trong ấn tượng không có một chút tu vi tần lả lướt là như thế nào xuất hiện ở bờ đối diện thiên cổ ngoài tháp chính là hiện tại bọn họ thấy rõ ràng kia vì lâm việt chặn lại một đòn chí mạng thân ảnh đúng là tần lả lướt đáng chết đồ vật hẳn phải chết một cách cư nhiên không có đánh chúng lâm việt phong không thôi kinh ngạc nhìn chằm chằm tần lả lướt đó là sau so dị huyết chiến thể càng thưa thất cực nói thần niệm tần là lướt thân hình tan rã lấy cực lạc vãng sinh thần niệm chặn này một kích nhưng nàng trước sau vẫn là quá yếu ớt không có giữ được chính mình tánh mạng việt ca ca tần là lướt nhìn phía phía sau thấy rõ ràng lâm việt không có đã chịu phong không thôi sát chiêu lan đến tiệt sắc dung nhan mới an tâm mà cười lâm việt thân hình biến mất xuất hiện khi đã một tay nắm lấy tần là lướt eo liễu hai người dừng ở trên mặt đất việt ca ca người có bị thương sao tần là lướt ngoan ngoãn mà ở Lâm Việt trong lòng ngực. Giờ phút này nàng sinh cơ đã là không ngừng mà tiêu tán, nhưng trong mắt để ý. Vẫn như cũ chỉ có Lâm Việt ta không có việc gì, Lâm Việt tươi cười như cũ, lắc lắc đầu. Hắn rất muốn nói cho tần lả lướt, đối phương không cần làm như vậy, mới vừa rồi một kích. Mặc dù có thể bị thương nặng hắn, nhưng đối với Lâm Việt tới nói, đến hơi thở cuối cùng hắn là có thể lần thứ hai trọng trí thương thế nhưng những lời này hắn nói không nên lời không có việc gì liền hảo là lướt không nghĩ vẫn luôn bị ngươi bảo hộ tần là lướt khóe miệng giật huyết mà ra khụ hai tiếng mới gian nan mà giơ tay sờ soạng lâm việt sườn mặt là lướt cũng tưởng bảo hộ một lần việt ca ca lâm việt cau mày cầm tần là lướt kia dần dần mất đi độ ấm tay ngọc đừng sợ ta có thể cứu ngươi, không hề suy nghĩ hiện tại có mấy chục vạn ánh mắt rừng ở trên người hắn. Lâm Việt không thèm để ý bại lộ chính mình hệ thống, trọng trí thời không? Hắn vừa dứt lời, lại thấy một đạo quyền ảnh xuất hiện ở hắn mặt trước, oanh, Lâm Việt cả người. Bay ngược đi ra ngoài, trên mặt máu tê đầm đìa, bạch tuyết trần, tịch năm, hàn huyền thanh. Đường tâm, đồng thời xuất hiện chắn Lâm Việt trước mặt. Người có thể cứu nàng, vậy ngươi thử xem cứu, phong không thôi khóe miệng cười nhạo một tiếng, mới vừa rồi kia một quyền. Rõ ràng là hắn đánh Lâm Việt, giờ phút này tần là lướt sinh mệnh đe dọa. Phong không thôi tuyệt không sẽ bỏ qua cái này lộng loạn Lâm Việt đạo tâm cơ hội. Nói ở thuật phía trên, bổn tọa bị tù vạn năm, kia ngục tôn lão nhi. Không phải cũng là lấy thuật vây ta. Vì sao bổn tọa chi đạo vô pháp đi ra này phương sao trời, Phong? không thôi bóp chặt tần là lướt yết hầu, điệu thấp tông mọi người vọt đi lên. Nhưng phong không thôi sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Một trưởng oanh ra, pháp tắc cảnh đỉnh hơi thở chấn áp mà đến. Bốn kiện ngũ tiệt thần sát đại trận thình lình vỡ vụn. Điệu thấp tông người vô pháp lại tiến thêm một bước nữa. Nhân này đã chết, người nói cũng hủy hoại. Phong không thôi thanh âm rừng ở tay kính đã dùng sức nhưng đột nhiên chung quanh thời không đột nhiên nghịch chuyển, không có khả năng, ở. Phong không thôi phản ứng lại đây nháy mắt. Chính mình lại là cùng Lâm Việt cùng về tới một chén trà nhỏ phía trước vị trí. Tần lả lướt lần thứ hai về tới Lâm Việt trong tay. Bị hắn đưa tới tịch năm đám người phía sau, một màn này làm mọi người kinh ngạc. Khả Lâm càng mới vừa rồi vừa vặn bị bạch tuyết trần mấy người che ở phía sau. Thời không xoay chuyển hành động cũng không có bại lộ ở những người khác trong mắt. Mặc dù là Phong Không thôi, cũng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, thậm chí hắn ký ức đều bởi vì thời không thay đổi xuất hiện hỗn loạn, Việt Ca Ca Tần lả lướt trầm trọng mí mắt nhìn Lâm Việt cuối cùng liếc mắt một cái. Đó là buông tay rơi xuống, thời không. Lâm Việt lời còn chưa dứt Tần lả lướt trên người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên. Động địa quang mang, này quang mang một phân thành hai, tản mát ra một nửa sinh cơ, một nửa tử khí lực lượng này lực lượng phảng phất đã không chịu tần lả lướt khống chế nổ vang mở ra nháy mắt đem lâm việt cùng bạch tiết trần mấy người đẩy lui mấy trượng đó là cái gì thánh nữ thánh nữ trong cơ thể vì sao sẽ có như vậy lực lượng cường đại điệu thấp tông người hoảng sợ vô cùng hấp thu những cái đó huyết khí làm vãng sinh thần niệm cũng thức tỉnh sao lâm việt lần đầu tiên sắc mặt ngưng trọng lên tần là lướt hy sinh chính mình bảo hộ nàng, nhưng cư nhiên cũng trời xui đất khiến. Đi lên hắn trong trí nhớ, cái kia vô địch nữ đế lộ, lâm việt toàn thân kim quang bùng nổ. Tưởng tới gần sinh cơ tử khí khi, lại thấy chính mình thân thể nhanh chóng khô héo lên. Kia tử khí, là chân chính mang đến hủ bại tử vong lực lượng, một vạn điểm, hai vạn điểm, sáu vạn. Điểm, lâm việt toàn thân phát ra thời không điểm bùng nổ quang mang tới ngăn cản vãng sinh thần niệm mang đến chiến thể khô héo, ba trượng, hai trượng. Lâm Việt tới gần tần là lướt một trượng trong vòng, nhưng ngay sau đó, đương hắn chuẩn bị giúp tần là lướt sống lại khi, lại thấy kia cực lạc vãng sinh thần niệm toàn bộ dũng mãnh vào tần là lướt giữa mày nội oanh. Một tiếng, Lâm Việt vươn tay, cầm tần là lướt tay. Nhưng tần là lướt lại là đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của nàng tràn ngập lạnh nhạt trong miệng thấp giọng nỉ non tự cực lạc giáng thế đọa vãng sinh tịnh thổ bất tử bất diệt chỉ có lâm việt nghe thế câu nói mà khi hắn phát hiện không thích hợp khoảnh khắc tần là lướt cả người đã biến mất ở tại chỗ không xong lâm việt thình lình biết đã xảy ra chuyện gì đây là vãng sinh lực lượng sau khi thức tỉnh lần đầu tiên luân hồi tần là lướt bị cực lạc vãng sinh thần niệm mang hướng luân hồi bên trong quang mang biến mất dư lại chỉ có lâm việt một người đứng ở tại chỗ thánh nữ điện hạ biến mất sao có thể vừa mới đã xảy ra cái gì kia đáng sợ quang mang lại là cái gì mọi người hoảng sợ hết sức lâm việt sau lưng một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bóng người kia xuất hiện khoảnh khắc đủ để chém giết hắn nhất chiêu đồng thời buông xuống ở lâm việt đỉnh đầu lâm việt vẫn không nhúc nhích liền bạch tiết trần đám người cũng mới từ vãng sinh luân hồi quang mang kinh ngạc chung phản ứng lại đây phong không thôi thánh nữ đi rồi tông chủ bị đà kích xong rồi bạch tuyết trần trừng lớn mắt cùng tịch năm bốn người nhất tới gần lâm việt giờ phút này tu vi thiêu đốt đổi lấy cực hạn tốc độ nhằm phía lâm việt ngươi với ta mà nói là cái uy hát yêu ta cho nên đi tìm chết đi phong không thôi lạnh giọng truyền đến huyết quang một quyền hỗn loạn cầm đế chủ ba đạo pháp tắc toàn lực hướng về lâm việt gang tắc oanh ra nhìn cân treo sợi tóc hết sức bờ đối diện bầu trời cầm đế đàn cổ tại chỗ biến mất xuất hiện khi đã ở lâm việt trong tay lâm việt ngón tay kích thích không hề là phía trước du dương tiếng đàn mà là sát phạt chi nhạc hóa thành sóng âm nháy mắt vây khốn phong không thôi hai tay hai chân bởi vì ngươi ta khả năng rất dài một đoạn thời gian đều nhìn không tới nàng Nói ra những lời này thời điểm, Lâm Việt bình tĩnh hồi lâu tâm hải bỗng nhiên nổi lên gợn. Sóng, cũng liền tại đây gợn sóng xuất hiện đồng thời. Cầm đế đàn cổ thượng truyền đến cộng minh, vây khốn phong không thôi kim hoàn nháy mắt chui ra. Lưỡi dao sắc bén, không? Gân tay gân chân bị cắt đứt đau đớn truyền đến, phong không thôi mở ra miệng máu. Cầm đế môn rơi dụng vòm trời huyết khí lực lượng lần thứ hai vọt tới, khả lâm càng chỉ là lạnh nhạt mà nhìn huyết khí hội tụ, dạ xoa đệ nhị chiêu, vĩnh đêm buông xuống, thần thông. Phong không thôi ấp úng nói ra này hai chữ thời điểm. Hắn chi giác cảm quan đã bị vĩnh đêm chặt đứt cầm đế môn toàn bộ thế giới. Lâm vào trong bóng tối. mươi 389 tầng là lướt đại tạo hóa. Quang mang tái hiện thời điểm, mọi người đã nhìn thấy lâm việt máu tươi đầm điền nắm tay, này nắm, tay phiếm kim quang gần gũi sỏ xuyên qua phong không thôi đầu tinh tế vừa thấy đó là trực tiếp từ miệng đánh vào lại phá hủy toàn bộ đầu lâm việt buông lỏng tay ra phong không thôi sụi lơ trên mặt đất lâm việt một chân dẫm hạ cuồng bạo kim thân uy lực không hề giữ lại mà phong không thôi thân thể bạo thành một đoàn huyết vụ huyết vụ tiêu tán mọi người đều cho rằng phong không thôi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm lại thấy Lâm Việt dưới chân bỗng nhiên một đạo thần niệm phá không bỏ chạy, chỉ chớp mắt đó là. Cùng Lâm Việt kéo ra 80 trượng khoảng cách này thần niệm vô hình vô tướng. Chỉ có thể dùng thần niệm xem xét. Thế cho nên những người khác phản ứng lại đây thời điểm. Đều cho rằng Phong không thôi có thể mượn này bỏ chạy, không thể làm hắn đi kết. Trận bốn kiếm ngũ tuyệt thần sát đại trận khai. Bạch Tiết Trần cùng tình khanh đám người đồng thời ra tay nhưng đạo thần niệm kia tốc độ quá nhanh mọi người căn bản đuổi không kịp từ hắn đi lâm việt bỗng nhiên mở miệng trong tay đàn cổ chậm rãi buông ra mặt trên nhiều một đạo huyết sắc sợi tơ huyết tế luyện tâm thình lình ở mới vừa rồi kia một khác đánh vào phong không thôi đầu khả lâm càng đánh chân chính mục tiêu chính là phong không thôi thần niệm điểm này không ai nhận thấy được hắn là cố ý làm phong không thôi thoát đi tông chủ ngươi không sao chứ Tình Khanh, Đông Hoàng Phi Vũ, Hàn Uyển Thanh. Đường Tâm chờ bốn nữ đồng thời xuất hiện ở Lâm Việt bên người, gần gũi vừa thấy. Lâm Việt một bàn tay còn tàn lưu tràn đầy vết máu, một cái tay khác lại là thành than cốc ánh. Mắt kia vết máu tay tự nhiên là hủy hoại phong không thôi chiến thể cánh tay. Nhưng người than cốc hiện tại mới bị các nàng chú ý tới, Đường Tâm lập tức vận chuyển vô cấu. Chiến thể, trợ giúp Lâm Việt chữa thương, Bạch Tiết Trần đám người cũng là ở xác định đế chủ. Không việc gì lúc sau, tới xem xét Lâm Việt thương thế. Đây là, Bạch Tiết Trần sắc mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Lâm Việt tay, chi kỷ. Đây là khi nào bị thương, hắn mới vừa rồi cũng vẫn luôn lưu ý Lâm Việt chiến đấu. Chính là lại một chút không biết, Lâm Việt cánh tay vì sao sẽ thành như vậy bộ dáng. Hắn toàn bộ cánh tay, giống như than cốc giống nhau chút nào nhân loại màu da đều nhìn không ra tới lâm việt không có trả lời bạch tiết trần chỉ là tùy ý trả lời một câu chính mình không sao nguy cơ giải trừ hắn cũng là ở tịch nam an bài lần tới tới rồi thứ sáu hoàng thành chẳng qua tịch năm cùng bạch tiết trần đưa hắn trở về lúc sau đó là rời đi nơi này hiện giờ cầm đế môn vỡ nát căn bản không có thời gian làm cho bọn họ nghỉ ngơi tông chủ này thương thế hảo kỳ quái đường tâm sắc mặt ngưng trọng, tiết trắng trên trán xem qua đi đã mồ hôi thơm đầm đìa, nhưng nàng vẫn như cũ toàn thân chiến thể tản ra thánh quang. Thế lâm Việt trị liệu xuống tay cánh tay. Hàn uyển thanh còn lại là cấp lâm Việt rửa sạch sẽ trên người vết máu. Nàng đã nghe điệu thấp tông mặt khác nữ nhân nói quá. Lâm Việt không thích trên người dính máu tích, đây là nhân quả thương thế, lâm. Việt chậm rãi nói, lại không có tiếp tục nói tiếp. Này thương thế là hắn ở đụng vào tần là lướt kia một khác. Bị mở to mắt tần là lướt gây thương tích kia một khác Lâm Việt vốn dĩ có cơ hội làm hệ thống. Trọng trí, đem hết thảy về nguyên. Nhưng nhưng này cổ nhân quả lực lượng bị thương Lâm Việt khoảnh khắc. Lâm Việt lập tức hiểu được tần là lướt đều không phải là cực lạc vãng sinh thần niệm đệ nhất. Thế, có lẽ nàng là đệ nhị thế, đệ tam thế, thậm chí càng nhiều. Từ lúc bắt đầu, nàng chính là vị kia viễn cổ nữ đế luân hồi chuyển thế, Lâm. Việt trong lòng có cái này ý tưởng. Như vậy hắn liền không khả năng dùng hệ thống thời không lực lượng. Đem tần là lướt ích kỷ mà lưu tại chính mình bên người. Nàng đã ở chính mình đại đạo bên trong, sớm hay muộn đều sẽ thức tỉnh, một. Khi ngăn cản nữ đế sớm đã truyền xuống nhân quả đại đạo, chẳng những là ta. Lâm Việt nhìn dần dần bị đường tâm đành phải cánh tay, liền lả lướt cũng tùy thời sẽ bị cực lạc vãng sinh thần niệm phản phệ đây. Là Lâm Việt lần thứ hai cảm thấy chính mình bất lực. Lần đầu tiên là ở bị nhốt 10 vạn năm, vô luận như thế nào trọng trí. Đều tìm không thấy cái kia thập phần nữ nhân mà hiện tại. Phát hiện tần là lướt là nữ để luân hồi chân thân, hắn đồng dạng vô pháp ngăn cản. Nếu không hắn sẽ hại chết tần là lướt tông chủ. Đường tâm thấy Lâm Việt như suy tư gì hồi lâu. Lo lắng Lâm Việt bởi vì tần lả lướt sự tình khổ sở. Nhịn không được đánh gãy suy nghĩ của hắn, tông chủ, thương thế hảo, hảo. Lâm Việt nhìn nhìn chính mình cánh tay trái, thương thế đã hảo. Nhưng nhân quả lực lượng vẫn như cũ còn có dấu vết, hắn muốn lưu lại này dấu vết. Đây là về sau tìm được tần lả lướt mấu chốt. Cho nên Lâm Việt mới làm đường tâm giúp hắn chữa thương. Nếu không hắn dùng thời không giá trị lực lượng là nhanh nhất chữa thương phương pháp thánh nữ sự tình đường tâm muốn nói lại thôi kiều dung thượng cũng là có chút khuôn mặt u sầu tuy rằng tần lả lướt cùng lâm việt còn không có trên danh nghĩa quan hệ nhưng ở điệu thấp tông lâm việt nhất cử nhất động đều sẽ dẫn người chú ý đường tâm cùng những người khác cũng là sớm đã rõ ràng thánh nữ cùng tông chủ quan hệ không tầm thường lả lướt không có chết lâm việt chậm rãi mở miệng tần lả lướt dù sao cũng là điệu thấp tông thánh nữ cũng là cầm cơ trên danh nghĩa nữ nhi hắn trước sau phải có một công đạo đi ra ngoài lời này vừa nói ra lập tức làm hàn uyển thanh cùng đường tâm nhị nữ trong lòng căng thằng nhưng thánh nữ rõ ràng chúng phong không thôi sát chiêu đúng vậy hơn nữa chúng sát chiêu lúc sau thánh nữ liền biến mất hàn uyển thanh cùng đường tâm trước sau nói này đối nàng tới nói có lẽ là một hồi đại tạo hóa lâm việt đứng dậy nhị nữ thân thể hương thơm truyền đến hắn duỗi duỗi người nhớ tới mới vừa rồi trong lòng gợn sóng cầm đế đàn cổ lâm việt làm bạch tiết trần mang đi cấp đế chủ đồng thời cũng làm điệu thấp tông cùng cầm đế môn người phong tỏa tin tức một khi đế chủ tu vi mất hết chuyện này truyền đi ra ngoài kia cầm đế môn thế tất nguy hiểm tông chủ ngoài cửa đông hoàng phi vũ tam tỉ muội cùng giao ca cầu kiến lâm việt lên tiếng bốn nữ tiến vào sau nhìn đến lâm việt khí sắc đã khôi phục cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi tông chủ không có việc gì thì tốt rồi lâm việt đạm đạm cười bên ngoài sự tình như thế nào đông hoàng phi vũ lập tức bái quyền đáp lại bẩm báo tông chủ chúng ta lục địa đã cùng cầm đế môn liên tiếp lên trở thành bảy đại hoàng thành ở ngoài thứ tám khối lục địa quyến rũ cũng là nói xem ra là đã trải qua lần này đại chiến cầm đế môn người ở giao tiếp thời điểm cũng rất là phối hợp. Chúng ta người đã lục tục bắt đầu cùng cầm đế môn giao lưu. Giao ca lại là bổ sung nói, 11 phó trưởng lão Tình Khanh đang cùng cầm đế môn cùng thứ. Bảy Hoàng Thành tổng quản Trần Như Tô thương lượng như thế nào trị liệu người bệnh tình huống. Tiến độ tốt đẹp, Lâm Việt gật đầu cười, Tình Khanh nhưng thật ra có chút thủ đoạn. Hắn tự nhiên nhìn ra, đây là cái kia thông minh nha đầu mượn sức nhân tâm thủ đoạn, này đó thủ đoạn có lợi cho điệu thấp tông phát triển. Hắn đương nhiên sẽ không phản đối, bốn nữ lần thứ hai hướng lâm càng hội báo mặt khác một ít. Việc vạt, đợi đến này đó xử lý xong sau, lâm Việt cũng là cùng đường tâm. Hàn huyền thanh công đạo một tiếng, thánh nữ sự tình. Các ngươi nói cho trưởng lão cấp cùng phó trưởng lão biết liền hảo. Còn lại đệ tử tạm thời phong tỏa tin tức. Các nàng suy đoán đến nơi đây lâm Việt vì bảo hộ tần là lướt hành tung mà cố ý hạ mệnh lệnh lập tức gật đầu nhận lời, làm xong này đó, vừa vạn tịch năm qua bái kiến tâm phúc đại nhân. Đế chủ thỉnh ngài qua đi một chuyến. Trường 390 là trọng sinh, vẫn là hủy diệt, ai có thể nói được chuẩn đâu. Lâm Việt làm điệu thấp tông người đi trước đi xuống, tịch năm thấy Lâm Việt giờ phút này chạng. Thái đã khôi phục mà thất thất bát bát, thả hơi thở vững vàng. Tựa hồ không có bởi vì mới vừa rồi cái kia tuyệt sắc nữ tử tử vong mà thương tâm tâm phúc đại nhân không có việc gì thì tốt rồi tịch năm nói một tiếng nàng không phải điệu thấp tông người lâm việt tự nhiên cũng không có quá nhiều tất yếu giải thích tần là lướt sự tình thấy lâm việt gật gật đầu tịch năm tiến lên cung kính nói tâm phúc đại nhân đối ta cầm đế môn có ân cứu mạng vốn dĩ đế chủ là muốn tự mình tới tìm ngài thật sự là này đó không cần phải nói đi thôi Lâm Việt đánh gãy nàng lời nói, đế môn liên lụy đồ vật quá phức tạp. Trước có đại chiến phát sinh, lại là điệu thấp tông xác nhập đại lục. Nếu là lúc này đế chủ lại tới cửa bái phỏng Lâm Việt này cầm đế môn mặt mũi hướng nơi nào phóng. Tịch năm không cần nói rõ, Lâm Việt cũng đoán được hai người đi tới đế chủ điện kia ngồi ngay. Ngắn ở trên long ỉ cầm đế chủ tuy rằng xem qua đi đã có thể bình thường hành động. Nhưng hắn ánh mắt chi gian, sớm bị suy yếu không ít nhuệ khí, hơn nữa mất đi tu vi. Đối với một thế hệ cường giả tới nói, là chí mạng đà kích đế chủ nén bi thương thuận biến, Lâm. Việt Bái quyền nói, cái này cường giả vẫn như cũ là cái lão nhân gia, hơn nữa hôm nay, hắn đã chết bốn cái nhi tử, kia bốn cái nghịch tử sớm có phản bội tâm, rơi vào như thế kết cục. Là trừng phạt đúng tội, Lâm Việt ngươi không cần an ủi chậm, đế chủ nâng nâng tay, nghe được ra trong giọng nói kiên cường. Đổi làm là bình thường lão nhân, phòng trừng hiện tại đã ngã xuống, chẫm. Truyền cho ngươi tới, là có tam sự kiện muốn nói, cầm. Đế chủ áp xuống mất tinh thần cảm xúc, nói, chuyện thứ nhất, chính là này tổ tiên đàn cổ. Hắn đứng dậy, cầm lấy bên người cầm đế đàn cổ, giao cho Lâm Việt trong tay, ngươi. Có thể để cho Trần Nhi đem này cầm đưa cho ta, đã đủ để chứng minh rồi ngươi thành ý cầm đế chủ hòa ái cười, ngươi thành ý chậm thu được, chỉ là này cầm đã nhận ngươi là chủ. Chậm lúc ấy xem đến rõ ràng, nói vậy, đây cũng là tổ tiên ý tứ đi. Lâm Việt đúng sự thật gật đầu, hướng cầm đế chủ thuyết minh một phen ngày đó ở hoa khai bờ đối. Diện trên đỉnh tầng sự tình. Cầm đế chủ biểu tình biến hóa nhiều lần, cuối cùng thoải mái mà cười to nói. Không thể tưởng được ta tổ tiên một đạo thân niệm, đó là đã dự cảm tới rồi cầm đế môn hôm nay nguy cơ, chẫm hổ thẹn. Cứ nhiên bị phong không thôi ám toán, may mắn có Lâm Việt ngươi ở. Lâm Việt nhún vai, ta có mục đích của chính mình, đế chủ không cần để ý, rớt. Lời, Lâm Việt thu hồi cầm đế đàn cổ tiến chính mình nhẫn chữ vật đế chủ chớp chớp mát. Độc ác mà lão mắt nhìn chằm chằm Lâm Việt này nhất cử động. Trong lòng lập tức hiểu được tiểu tử này ngay từ đầu chẳng lẽ chính là hướng về phía tổ tiên đàn cổ tới, đương nhiên lời này cầm đế chủ sẽ không nói ra tới, chỉ là xấu hổ cười nói. Lão phu chuyện thứ hai, là về phong không thôi. Hắn lão mắt ngưng trọng lên, hắn không phải ta nhi tử, đúng hay không, lâm. Việt gật đầu, phải nói, đã từng là, chỉ là không biết khi nào, bị người bám vào người. Đáng chết, người này có thể ở ta cầm đế môn không hề phát hiện dưới tình huống. Bám vào người một cái điện hạ, thậm chí liền chẫm vô pháp phát hiện, cầm. Đế chủ tức giận hừ một tiếng, "Lâm Việt, ngươi có biết hắn là ai?" "Phong không thôi thân phận, ta tưởng đại điện hạ hẳn là đã nói qua, Lâm." Việt nói, cầm đế chủ lắc đầu nói, "Hắc bảng đệ nhất, việc này quá mức cổ quái, vị kia tồn tại." Liền tám đại đế chủ cũng không biết ở nơi nào, vì sao lần này sẽ xuất hiện ở ta cầm đế môn. Hắn vốn là không chỗ không ở, tùy thời đều sẽ ở đế chủ không biết gì dưới tình huống xuất hiện ở cạnh ngươi lâm việt nói mơ hồ làm cầm đế chủ không khỏi đồng từ co rút lại hắn am hiểu bám vào người người khác gật gật đầu lâm việt nói không có thực chất tự nhiên chỉ có thể bám vào người người khác đáng tiếc phong không thôi trên người bất quá là trong đó một đạo phân thân thần niệm thôi cầm đế chủ càng thêm khó hiểu không có thực chất hắn chỉ là một đạo thần niệm sao hắn lắc đầu không tin tuyên cổ tới nay Hắc Bảng làm tinh vực người trẻ tuổi tranh đoạt vinh quang tiêu chuẩn. Vẫn luôn là mỗi người đều biết việc. Cầm Đế chủ hồi ức nói, Hắc Bảng cùng sao trời ý chí tương liên. Một khi có cường giả đột phá Hắc Bảng, nhất định sẽ đưa tới sao trời cộng minh. Mà liên âm thành Hắc Bảng sứ giả sau, đó là phụ trách xác phong đưa tới sao trời cộng minh tồn tại. Chỉ là Hắc Bảng đệ nhị bắt đầu xếp hạng đều từng có quá biến hóa, lại chỉ có đệ nhất vị trí không ở liên âm quyền lực trong vòng, thậm chí liền sao trời cộng minh. Cũng chưa từng có xuất hiện quá hắc bảng đệ nhất, đế chủ nói không tồi, lâm việt gật đầu cười. Cầm đế chủ nghi hoặc nói, ta thậm chí hoài nghi, kia hắc bảng đệ nhất căn bản không tồn tại. Nhưng hôm nay hắn xoán vị ta cầm đế môn, lại là lấy bám vào người ở con ta trên người phương thức xuất hiện, chẫm cực kỳ kinh ngạc. Sao trời thần bí nhất tồn tại, cư nhiên không có chính mình gương mặt thật lâm việt thấy hắn cố ý muốn bộ chính mình nói đành phải buông tay tự đế thống thời đại kết thúc lại cho tới bây giờ nói nhị thời đại đã qua đi ước chừng một vạn năm thời gian đế thống thời đại quá nhiều bí mật bị người quên đi mà lưu truyền tới nay chân tướng cũng có lẽ chỉ là biểu hiện giả dối tỉ như mà đế chết lại tỉ như năm đó chín đế công tham tạo hóa vì sao sẽ trước sau ngã xuống hắn lời nói những câu như lôi đình, ở cầm đế chủ trong đầu nổ tung, tổ. Tiên ngã xuống, vẫn luôn là cái mê. Cầm đế chủ bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng những là chậm, đế môn đương đại đế chủ. Trừ bỏ cái kia lai lịch không rõ tu thiên đế, mặt khác sáu vị đế chủ. Cũng cùng chậm giống nhau, muốn biết chân tướng. Đáng tiếc, thời đại quá mức xa xôi, như ngươi chứng kiến, lần này tổ tiên đàn cổ, nếu không phải ngươi có lẽ còn vô pháp rời đi hoa khai bờ đối diện thiên chân tướng tổng hội vạch trần chỉ tiếc lúc ấy có lẽ này phiến sao trời sẽ hoàn toàn mà thay đổi lâm việt khoanh tay mà đứng trên người khí chất bỗng nhiên biến hóa nhìn phía tông chủ ngoài điện sao trời vạn năm một cái thời đại nói nhị thời đại lấy tự đại nói trừ khử chi ý chính là vạn năm trước người vì kỷ niệm chín đế ngã xuống sở lấy hiện giờ một vạn năm qua đi tân thời đại cũng sắp mở ra. Lâm Việt ánh mắt càng thêm thâm thúy, mặc dù là cầm đế chủ cũng không khỏi mà chố mắt. Tân thời đại, là tân thời đại, Lâm. Việt trầm đốc gật đầu, nếu hắc bảng đệ nhất ra tay một lần, liền sẽ ra tay lần thứ hai. Hắn sẽ mở ra tân thời đại. Nhưng mà lột xác chú định nguy hiểm, lột xác thành tân thời đại, đối sao trời tới nói. Là trọng sinh, vẫn là hủy diệt, ai có thể nói được chuẩn đâu cầm đế chủ thần sắc ảm đạm xuống dưới, chậm đã đem cả đời đều lưu tại nói nhị thời đại. Tương lai thời đại, xem ra muốn dựa tâm phúc đại nhân, lâm. Việt không có trả lời, cầm đế chủ nói tiếp, chậm chuyện thứ ba, chính là cái này. Cầm đế chủ lấy ra một chương thiệp mời, này TH Iota mời nhìn như giản dị tự nhiên. Nhưng Lâm Việt mở ra trong nháy mắt, đó là nhận thấy được một cổ bá đạo kiếm khí, kiếm. Đế môn thiệp mời cầm đế chủ vỗ vỗ lâm việt bả vai chẫm tưởng ngươi đại biểu cầm đế môn tiến đến bất quá thân phận tự nhiên không thể là tâm phúc cái này kỳ quái quan chức mà là cầm đế môn quốc sư chương 391 chấp trưởng tam đại hoàng thành quốc sư đại nhân cầm đế chủ cười đối lâm việt nói này quan chức nhiều năm qua cầm đế môn không người có thể đảm nhiệm người là cái thứ nhất hắn sau khi nói xong chờ mong lâm việt sẽ thụ sủng nhược kinh thậm chí đối hắn cảm động đến rơi nước mắt nhưng cầm đế chủ chờ mong thất bại lâm việt thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng thậm chí có điểm giận dữ cầm đế chủ là muốn lợi dụng lâm việt giúp ngươi làm làm bề mặt công phu đi hiện giờ cầm đế môn trăm phế đãi hưng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục nguyên khí đặc biệt là cầm đế chủ thương thế một khi lộ ra dấu vết cấp còn lại bảy đại đế môn biết người chờ đợi cầm đế môn, chính là tai họa ngập đầu. Hắc hắc tiểu tử ngươi chính là giật mình. Ta cầm đế môn đại chiến mặc dù hiện tại phong tỏa tin tức. Nhưng bị người biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Cầm đế chủ biết không thể gạt được lâm việt tâm tư, cũng không tính toán tiếp tục trang. Nếu không như vậy ngược lại sẽ làm lâm việt khiến cho phản cảm. Chuyện này xem như chẫm có cầu với ngươi, kiếm đế môn kiếm đạo đại hội đại bộ phận đế môn hậu bối đều sẽ xuất hiện, ngươi có thể phát huy ngươi sở trường. Tận tình làm sự tình, cầm đế chủ xấu hổ cười. Lâm Việt sao có thể không rõ hắn ý tứ, dù sao tận khả năng để cho người khác biết. Cầm đế môn người vẫn như cũ tự tin mười phần là được, đúng không, thông? Minh, chậm thích nhất cùng người thông minh nói chuyện. Cầm đế chủ vỗ ngực khẩu nói, người yên tâm, điệu thấp tông cùng ngươi đối cầm đế môn có ân người người ở chỗ này tuyệt đối an toàn, đương nhiên. Người chuyến này một phương diện mục đích, là làm người không nghi ngờ ta cầm đế môn bị bị thương nặng. Về phương diện khác cũng là bảo hộ điệu thấp tông ở chỗ này an toàn không phải những lời này một nửa cảnh kỳ, một nửa thành ý. Làm lâm Việt cũng là nhìn ra cầm đế chủ tình cảnh thôi. Ai làm ta mượn địa bàn của ngươi, khiến cho trả lại ngươi nhân tình. Lâm Việt buông tay, cầm đế chủ lập tức hướng đối đãi ngang hàng giống nhau hướng Lâm càng lần. Đầu tiên bái quyền, kia chẫm. Ta đây liền trước cảm tạ quốc sư đại nhân. Cầm đế chủ đối Lâm Việt cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài, lại nói. Ta sẽ làm liên âm cùng đi ngươi tiến đến, đến nỗi trần nhi cùng tịch nam. Tắc muốn phụ trách lần này hoàn thành trùng kiến, còn hy vọng ngươi có thể lý giải ai. Đi đều không sao lâm việt cười dù sao hắn cũng đã phái dương khai đi kiếm đế môn kia kiếm đạo đại hội hắn nhất định phải đi hiện tại có thể làm cầm đế môn lại thiếu chính mình một cái đại nhân tình cớ sao mà không làm một mã sự về một mã sự lâm việt nghĩ đến đây lấy ra cầm đế đàn cổ bạch bạch thu đế chủ bảo bối cũng nên là thời điểm thế đế chủ chữa thương cầm đế chủ lập tức nghĩ thầm nếu không phải tổ tiên tán thành ngươi này đàn cổ bất luận kẻ nào đều không dùng được hắn cũng sẽ không đem lớn như vậy bảo vật chắp tay nhường lại phải biết rằng phong không thôi lúc trước hấp thu hắn công lực nhưng đàn cổ vừa ra hắn liền phản kháng đường sống đều không có đến nỗi hắn thương thế cầm đế chủ thổn thức một phen thần niệm thương thế trị hết tác dụng cũng không lớn kia chưa chắc lâm việt đạm đạm cười kiên trì phải vì cầm đế chủ chữa thương hắn cái này đàn cổ chủ nhân nguyện ý Mê cầm đế chủ tự nhiên không hào cự tuyệt cái gì. Tiếng đàn truyền đến, một cổ ôn hòa lực lượng chậm rãi từ xưa cầm thượng phát ra, cầm đế chủ lão. Mục nhìn chăm chăm đàn cổ thượng. Thình lình nhìn thấy một đóa trắng tinh vô cùng hoa sen ở chuyển động, vạn linh sống lại khúc. Cầm đế chủ đồng tử phóng đại, ngươi. Tổ tiên cư nhiên đem này hộ tộc khúc đều truyền cho ngươi, lâm. Việt nhắm lại mắt, không để ý đến hắn, đàn cổ thượng hắn chỉ pháp biến hóa thành từng đạo tàn ảnh toàn bộ cung điện lập tức bị tiếng đàn bao trùm từng sợi tiếng đàn hóa thành mắt thường có thể thấy được thúy lục sắc quang hoa lại là ở tràn ngập đế chủ cung sau bay lên cầm đế môn vòm trời phía trên nguyên bản tử khí trầm trầm cầm đế môn mọi người đột nhiên nghe được tiếng đàn này tiếng đàn gột rửa mà qua mang đi mọi người trong lòng đối với chiến tranh khói mù đó là, đế chủ cung truyền đến tiếng đàn sao, là đế chủ sao? Không đúng, này tiếng đàn cùng tâm phúc đại nhân ở bờ đối diện thiên đàn tấu giống như. Mỗi người nhìn phía đế chủ cung, bạch tiết trần, tịch năm đồng dạng như thế, chi? Kỳ tiếng đàn, lâm Việt cảm nhận được tiếng đàn trung thiện ý cùng chữa khỏi lực lượng. Hai người không khỏi hướng về đế chủ cung khom người bái quyền, hai cái canh giờ sau. Cầm đế chủ từ khoanh chân đà tọa trung mở bừng mắt, Lâm Việt đã rời đi đế chủ cung, hắn đứng dậy. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thương thế toàn bộ hảo, thậm chí trong cơ thể. Còn có một cổ ẩn mà không phát lực lượng, pháp tắc còn ở chẫm trong cơ thể. Cầm đế chủ thình lình nhận thấy được chính mình nguyên bản đã hoàn toàn biến mất tu vi. Lại là tân xxbiqlge.xyz tại đây một khắc cho tàn lại cháy, vạn. Linh sống lại khúc hơn nữa tổ tiên đàn cổ, cư nhiên có như vậy lực lượng cầm đế chủ đại hỷ, đối với Lâm Việt rời đi phương hướng đồng dạng bái quyền, chỉ là hắn hiện tại. Còn cần mấy chục năm thời gian mới có thể khôi phục đỉnh, nhưng ở Lâm Việt rời đi đế chủ sau. Điện cầm đế chủ phong lệnh cũng là đồng dạng truyền ra tới. Đế chủ tâm phúc Lâm Việt lập không thế công lớn. Nay sắc phong Lâm Việt vì cầm đế môn quốc sư, chấp trưởng đệ tam hoàng thành. Đệ tứ hoàng thành, thứ năm hoàng thành, thanh âm này quanh quẩn toàn bộ cầm đế môn. Mọi người đồng thời quỳ lạy xuống dưới, cùng kêu lên hô lớn quốc sư chi danh, Bạch Tuyết Trần cùng Tịch Năm nghe được này phong lệnh. Càng thêm kinh ngạc chính là, đế chủ vì sao còn có thể phát ra như thế đại uy danh hay là phụ hoàng thương thế, hảo. Tịch Năm suy đoán nói, lại hay không định rồi chính mình nói, không đúng. Phụ hoàng uy danh không bằng từ trước, nhưng tựa hồ pháp tắc lực lượng còn ở. Chỉ là hiện giờ rất là suy yếu, nàng có thể thấy được bạch tiết trần tự nhiên cũng có thể tiếng đàn phụ hoàng cảm ơn bạch tiết trần trong tay nhiệm vụ bằng không hắn đã nhịn không được đi tìm lâm việt nói lời cảm tạ giờ phút này đế chủ ngoài cung lâm việt đi ra đó là gặp được ở ngoài cung chờ thất điện hạ lúc trước kỵ côn thiếu nữ liên âm chúc mừng quốc sư đại nhân liên âm khom người bái tạ nói cầm đế môn thiếu quốc sư một cái ân cứu mạng lâm Việt đạm đạm cười đánh giá trước mặt cái này khí sắc không tồi thất điện hạ thất điện hạ tin tức linh thông vừa mới trở về sẽ biết sau khi nghe xong liên âm vẻ mặt xin lỗi liên âm vừa vặn không ở cầm đế môn việc này trở về lúc sau như tô đã toàn bộ bẩm báo cho ta ta đã mệnh như tô dẫn rất bảy hoàng thành người toàn lực phối hợp quốc sư người trùng kiến đế môn thất điện hạ có tâm lâm việt bình tĩnh nói trải qua liên âm liên âm phương tâm căng thẳng chỉ cảm thấy Lâm Việt đối nàng thái độ lãnh đạm rất nhiều, quốc. Sư là đang trách ta cầm đế môn gặp nạn thời điểm, ta lại không ở đế môn chung sao? Điện hạ nhiều lo lắng, này đế môn là địa bàn của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu, đối. Mặt Lâm Việt trả lời, liên âm lập tức cả người mất tinh thần xuống dưới. Ta không biết Hoàng Huynh bị phản loạn nếu không mặc dù hắc bảng biến hóa. Ta cũng sẽ không rời đi đế môn ta nói điện hạ nhiều lo lắng lâm việt vẫn như cũ thần sắc bình đạm hai người dọc theo đường đi bị cầm đế môn cùng điệu thấp tông người không ngừng chào hỏi lâm việt thần sắc như thường liên âm lại là tâm sự nặng nề bộ dáng thẳng đến lâm việt trông thấy một nhóm người ở khuân vác thị huyết chu thần đại trận con tan lưu hạ huyết thứ khi chuẩn bị vứt bỏ khi lâm việt trước mắt sáng người ngăn trở bọn họ mấy thứ này ta muốn mươi 392 các mặt đều thắng qua nam nhân khác ngàn lần vạn lần. Quốc sư đại nhân, những người đó nhìn thấy Lâm Việt lập tức quỳ lại xuống dưới. Đồng thời cũng là thấy được Lâm Việt trên người liên âm tiểu. Nhân bái kiến quốc sư đại nhân, bái kiến thất điện hạ, đứng lên đi. Lâm Việt ánh mắt vẫn luôn tại đây mười mấy chiếc tấm ván gỗ xe chứa đầy huyết thứ thượng. Kia đi đầu khuân vác người đáp lời nói, quốc sư đại nhân thứ tội, thứ này kỳ quái mà thực chúng ta không biết vì cái gì vô pháp cất vào đi nhẫn chữ vật chung. Chỉ có thể như vậy Trang ở trên xe cầm đi ném, các người đương nhiên Trang không đi vào. Lâm Việt thâm ý sâu sắc mà cười, nhìn phía phía sau liên âm. Giúp ta Trang một chút này đó đi, nói, Lâm Việt đưa ra chính mình nhẫn chữ vật này. Đó nghe nói là tà vật, ngươi muốn tới làm cái gì, liên. Âm khó hiểu Lâm Việt giờ phút này hành động. Bên trong huyết khí đối ta có trọng dụng, giúp đỡ, Lâm. Việt đồng thời khụ một tiếng, Liên Âm lập tức hỏi, ngươi bị thương đã trải qua như vậy đại một trận chiến, ngươi nói đi. Lâm Việt hỏi ngược lại. Sau khi nghe xong, Liên Âm cũng là không có biện pháp, hảo đi. Quốc sư đại nhân muốn liền cho ngươi, nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, muốn khống chế những cái đó huyết đâm vào nhập nhẫn chữ. Vật nhưng lại qua hảo sau một lúc lâu, những cái đó huyết thứ một chút phản ứng đều không có. Làm sao vậy? lâm việt làm bộ kinh ngạc hỏi liên âm lắc đầu nhìn chằm chằm này đó huyết thứ không biết vì sao ta tu vi vô pháp khống chế mấy thứ này tiến vào nhẫn chữ vật như vậy a à. lâm việt sờ sờ cầm, tay phải vung lên kia mười mấy xe huyết thứ toàn bộ thoát ly mộc trên xe dây thừng hóa thành một mảnh huyết sắc gió lốc dũng mãnh vào lâm việt nhẫn chữ vật chung chỉ có thể ta chính mình tới lâm việt thu hồi nhẫn chữ vật khoanh tay mà đi liên âm lần này từ chố mắt trung phục hồi tinh thần lại, đuổi kịp Lâm Việt. Người như thế nào làm được ta cũng không biết, Lâm Việt cười, không có nói thêm nữa, ngươi. Hôm nay hảo kỳ quái. Liên âm oán giận một câu, thôi, quá mấy ngày kiếm đạo đại hội, đế chủ làm ta và ngươi cùng đi. Mấy ngày nay ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đến lúc đó lại đến tìm ngươi, hảo. Lâm Việt lễ phép tính ứng một câu giọng mũi, liên âm đem chính mình đưa về điệu thấp tông nơi liền khom người hướng về thứ bảy hoàng thành rời đi, chúc mừng tông chủ trở thành quốc sư. Tình khanh thanh âm truyền đến, này xinh đẹp mỹ nhân vừa vặn vội xong trong tay sự tình trở về. Điệu thấp tông, cùng lâm Việt gặp gỡ. Cũng gặp được liên âm vừa mới rời đi, hướng lâm càng khom người một chút, bị người sau đỡ lên. Người trong khoảng thời gian này làm thực hảo. Nghe được lâm Việt nói, tình khanh trên mặt không có lộ ra tự mãn. Ngược lại tự diễu đối lâm Việt nói này còn không phải là tông chủ lưu lại ta nguyên nhân sao, Nga. Lâm Việt nâng lên đối phương vẫn luôn cúi đầu cầm, nhìn kia tinh xảo dung nhan. Ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy hiệu quả và lợi ích nam nhân sao? Tông chủ kế hoạch lớn trí lớn, dẫn dắt chúng ta điệu thấp tông đi tới này đế môn tinh vực. Sao có thể chỉ có hiệu quả và lợi ích đơn giản như vậy, tình? Khanh lần thứ hai nói, loại này thông minh nữ nhân bất luận cái gì nam nhân đều trốn bất quá nàng kia thủy linh mắt đẹp. Khả Lâm càng không giống nhau, hắn là tình khanh cả đời cái thứ nhất nhìn không thấu nam. Nhân, mặc dù là tần lả lướt rời khỏi sau ở. Tình khanh vốn tưởng rằng Lâm Việt Tâm cảnh sẽ có điều thay đổi. Nhưng sự thật là, Lâm Việt vẫn như cũ có cũng đủ cường đại tâm cảnh. Ở đế môn cùng điệu Thấp Tông chi gian đem sở hữu sự tình xử lý mà thành thạo, chỉ cần là này phân đáng sợ tâm cảnh liền đủ để cho tình khanh bội phục không thôi ta đầy trừ bỏ hiệu quả và lợi ích còn có cái gì lợi hại lâm việt buông ra đối phương cầm nói tình thú nói lại là kéo ra khoảng cách cái này làm cho tình khanh càng thêm đoán không ra lâm việt trong lòng tưởng chính là cái gì tông chủ các mặt đều thắng qua nam nhân khác ngàn lần vạn lần cầm đế môn cùng điệu thấp tông nữ nhân cái nào không phải đem tông chủ coi là lý tưởng nhất tình lang này còn dùng tình khanh nhiều lời sao, nữ nhân nha. Kia vừa rồi ngươi nhìn thấy nữ nhân đâu? Lâm Việt hướng về liên âm rời đi phương hướng nhướng mày. Vị kia thất điện hạ nghe nói là cầm đế môn tam đại mỹ nhân chi nhất. Nhưng nàng ở tông chủ bên người bộ dáng, hiển nhiên cũng là thích tông chủ tình. Khanh dứt lời, Lâm Việt ánh mắt hiện lên một đạo sắc bén quang. Làm người trước lập tức sợ tới mức lui về phía sau một bước tình khanh nói sai lời nói nàng cúi đầu không dám lên tiếng ta đây lại cho ngươi một lần cơ hội lâm việt thanh âm truyền đến nữ nhân này dắt tâm là khả tạo chi tài nhưng lâm việt không thích nàng đối chính mình có lệ lần này tình khanh nơi nào còn dám không thành thật thuộc hạ cho rằng vị kia thất điện hạ tự hồ có tâm sự như thế nào nhìn ra lâm việt hỏi lại lần này tình khanh lắc lắc đầu thuộc hạ cũng không biết thất điện hạ che giấu rất khá nhưng trực giác nói cho ta nàng có điều giấu giếm nữ nhân trực giác nha lâm việt nhịn không được cười lên một tiếng tình khanh cho rằng hắn là đang chê cười chính mình vừa hổ vừa thẹn còn đĩnh chuẩn ai biết lâm việt còn có này nửa câu sau tình khanh phục hồi tinh thần lại lâm việt lại là phân phó nói ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ cho ta chuẩn bị một chút tài liệu tài liệu tình khanh khó hiểu lâm việt ngoắc ngón tay người trước tiến lên vài bước Lâm Việt tiến đến nàng bên tay, nói một chuỗi dài tên, nhớ kỹ sao, Ân kia đi thôi, Lâm. Việt lắc lắc tay, Tình Khanh cáo lui rời đi. Kia mấy trăm loại tài liệu cùng thể lượng, người khác chưa chắc nhớ rõ chủ. Nhưng hắn biết Tình Khanh có thể trở lại chính mình tông chủ điện, Lâm Việt đem những cái đó huyết thư lấy ra, đồng thời lấy ra tới còn có hắn lúc trước ở quên tiên tông luyện chế. Cùng chính mình giống nhau như đúc con rối, kia con rối vừa xuất hiện đó là lập tức hướng về Lâm Việt quỳ lạy xuống dưới, chủ nhân. Lâm Việt cười, nhìn xuống con rối vẫn là siêu thoát cảnh chiến lược. Người đã không thể giúp ta, con rối không nói gì. Bởi vì Lâm Việt không có hạ bất luận cái gì mệnh lệnh, chính là ngươi cùng ta không giống nhau, muốn làm ngươi biến cường. So với ta chính mình tu luyện đều đơn giản. Lâm Việt dứt lời, hắc bạch ngọn lửa thiêu đốt, toàn diện bao trùm sở hữu huyết thư, đi thôi muốn hấp thu nhiều ít đều có thể mệnh lệnh rơi xuống con rối không hề do dự hoàn toàn đi vào ngọn lửa bên trong theo sau thời gian tình khanh lục tục đưa tới đại lượng tài liệu bởi vì là lâm việt muốn đồ vật tình khanh tự nhiên toàn diện không bỏ sót mà kiểm tra rồi vài lần mới dám đưa tới này đó tài liệu bị lâm việt từng cái luyện hóa tình khanh ở một bên tùy thời chờ mệnh nhưng lại bị lâm việt chiêu thức ấy rèn chi thuật chấn động mà không được tông chủ như thế nào liền rèn thuật đều lợi hại như vậy nàng trong lòng hoảng sợ không thôi điệu thấp tông cũng có chính mình rèn cung hiện giờ đúng là từ lúc trước lâm việt từ huyền môn mang ra tới mục thanh thanh đảm nhiệm cung chủ nhưng so sánh với mục thanh thanh tình khanh cảm thấy lâm việt kỹ xảo càng thêm thuần túy cũng càng thêm lợi hại những cái đó tài liệu không ngừng dung nhập hắc bạch ngọn lửa bên trong giờ phút này ngọn lửa đã nhiễm huyết thứ màu đỏ tươi, nhìn không tới con rối vị trí. Toàn bộ cung điện, cơ hồ thành đan lô, lâm việt lộng xong tài liệu. Đó là đóng lại cung điện môn, lúc này, liên âm vô cùng lo lắng mà tới điệu thấp tông. Quốc sư đại nhân, thám tử truyền đến mật lệnh, nghe nói dược đế môn mất trộm. mươi 393 Hoàng Tiền Cấm Thần, Ngục Tôn Điểm Mấu Chốt. Nói tiếp, Lâm Việt ngồi ngay ngắn ở tông chủ long ỉ phía trên. Liên Âm thấy hắn càng ngày càng xa lạ thái độ, phấn môi một nhấp. "Này, tin tức đến từ ta cầm đế môn thám tử. Dược đế môn mất đi một kiện cực kỳ quan trọng đồ vật. Ngay từ đầu dược đế môn tựa hồ còn có thể che giấu tin tức." Liên Âm tiếp tục nói, "Đáng tiếc dược đế môn toàn bộ đế môn trên dưới phiên cái biến đều tìm. Không thấy, lúc này mới để lộ tin tức, thám tử nói, mất trộm đã là nửa tháng trước sự tình. Việc này dược đế môn đế chủ tức giận." thiệp sự mấy cái pháp tắc cảnh ở ngày quy định nội vẫn là tìm không trở về ngươi kia bảo vật đã bị dược đế chủ xử tử có điểm ý tứ lâm việt cười có thể đi vào dược đế môn trộm đồ vật này lá gan cùng bản lĩnh hắn chỉ có thể nghĩ đến một người đánh cuộc bắt đầu rồi ta cũng muốn mau một chút cái gì liên âm nghe lâm việt lầm bầm lầu bầu bộ dáng cảm thấy kỳ quái không có gì mau chóng chuẩn bị đi trước kiếm đế môn đồ vật chúng ta cũng mau xuất phát hướng về liên âm nói người sau chớp chớp mát yêu cầu trước thời gian xuất phát sao lâm việt nhìn phía con rối bên kia động tĩnh ngày mai đi thời gian không sai biệt lắm hảo liên âm khom người rời đi qua đi nàng đối lâm việt tất cung tất kính hành động có lẽ còn có chút làm người kinh ngạc nhưng hiện tại lâm việt là quốc sư thân phận khống chế ba tòa hoàng thành địa vị thượng đã vượt qua liên âm này đó lễ nghi thượng hành động đã biến thành liên âm cần thiết phải làm. Liên âm rời đi sau, Lâm Việt làm đông hoàng phi vũ cho chính mình đem công pháp điện không ra. Tới, hơn nữa không được làm bất luận kẻ nào tiến vào tự. Cực lạc giáng sinh, đọa vãng sinh tịnh thổ, bất tử bất diệt. Lâm Việt lầm bầm tự nói, hồi tưởng tần là lướt trước khi rời đi cuối cùng một câu, những lời này. Chỉ có hắn nghe được, cũng chỉ có hắn, minh bạch là có ý tứ gì, kiếp sau, ở nơi nào, Lâm việt cắt qua chính mình ngón tay lăng không họa ra một đạo huyết phù đi hỏi một câu minh giới chủ nhân sẽ biết hắn khóe miệng dương lên theo huyết phù tản ra phía sau đồng thời xuất hiện một cổ trận pháp trận pháp thượng hiện lên phức tạp vô cùng hoa văn trực tiếp tỏa định lâm việt thần niệm thời không thần hành đại pháp chuyển động lâm việt vẫn như cũ đứng ở tại chỗ nhưng hắn thần niệm đã xuất hiện ở một cái vọng không đến cuối con sông dưới, này con sông đổi chiều ở sao trời bên. Trong, nước sông hiện ra khô vàng chi sắc, đếm không hết hồn phách ở nước sông bên trong. Vô ý thức phiêu đãng Bờ sông hai bên, Mạn Châu xa hoa yêu diễm thịnh phát, này hà tên là. Hoàng Tuyền, Khả Lâm càng lại là phát hiện. Nơi này so với thượng một lần hắn ở quên tiên tông nhìn thấy thời điểm hồn phách tựa hồ thiếu rất nhiều có ý tứ xem ra nơi này cũng chịu ảnh hưởng lâm việt điên đảo chính mình thần niệm muốn rơi xuống hoàng tuyền nhưng đột nhiên hoàng tuyền phía trên bỗng nhiên một đạo kim quang trận pháp bùng nổ mà ra khóa thần trận lâm việt lập tức nhận ra này kim quang trận pháp xem ra hiện tại là vào không được hắn không có thác đại thời không thần hành đại pháp chảy trở về thần niệm đã biến mất ở hoàng tuyền trên không, cũng liền ở lâm việt biến mất trong nháy mắt. Khóa thần trận thượng, mấy trăm điều màu xanh băng xiềng xích nổ bắn ra mà ra. Hướng về lâm việt nơi vị trí nhào tới. Lại chậm một tức, lâm việt thần niệm nhất định bị nuốt hết tại đây, lâm việt rời khỏi sau. Hoàng tuyền nội, luân hồi bên, nại hà kiều thượng. Một đạo ánh mắt xa xa nhìn chăm chú khóa thần trận bị kích phát phương hướng, chỉ. Có người chết, có thể tiến vào điệu thấp tông công pháp trong điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn phịch một tiếng lâm việt thần niệm trở về cơ thể sau cả người bay ngược đi ra ngoài rơi trên mặt đất khi chỉ cảm thấy trong óc chấn động nổ vang nếu không phải hắn thần niệm mạnh mẽ chỉ sợ đã chết ở kia khóa thần trận dư uy lan đến dưới đông hoàng phi vũ lập tức vọt tiến vào nâng dậy lâm việt tông chủ ngươi không sao chứ không có gì ra điểm ngoài ý muốn lâm việt lắc lắc tay thực mau đó là khôi phục thần niệm may mắn đi mau đông hoàng phi vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm việt như vậy bộ dáng là địa phương nào có thể bị thương tông chủ này phiến sao trời minh giới dứt lời cũng không màng đông hoàng phi vũ chấn động ánh mắt lâm việt chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc lúc trước hắn bị nhốt ở cùng một ngày mười vạn năm thời điểm liền từng vào minh giới nhưng khi đó cũng không có khóa thần trận kia đồ vật muốn che kín toàn bộ minh giới nhập khẩu, chính là một kiện phiền toái sự tình, lâm. Việt phán đoán minh phủ chủ nhân, trước kia cũng sẽ không không có việc gì tìm việc. Chỉ có hai cái nguyên nhân, hoặc là là ta thượng một lần tiến vào minh giới sửa lại chính mình. Mệnh không chịu hắn nhân quả, cũng đồng thời kinh động hắn, lúc. Trước bị trọng trí duy nhất chỗ tốt, chính là lâm Việt liền tính đi vào. Người khác cũng sẽ đương hắn là lần đầu tiên tới. Nhưng hiện tại thoát mệt nhọc không giống nhau, minh giới chi chủ có phòng bị. Cũng là tình lý bên trong sự tình, nếu không phải bởi vì ta, chính là cái kia tù phạm. Mượn tay của ta giết ngục tốt, trăm vạn thi thể biến mất, cầm đế môn biến loạn. Hắn ở thử ngục tôn điểm mấu chốt, một khi thử ra tới, chính là này sao trời tao ương lúc. Lâm Việt sờ sờ cầm kết luận ngục tôn nhất định cũng ra tới vấn đề. Nếu không ngục tôn là này phiến sao trời vô địch tồn tại dùng đến này khóa thần trận, một bên đông hoàng phi vũ chỉ nhìn hắn ở lầm bầm lâu bầu. Hoàn toàn không hiểu, tông chủ nói cái gì. Không có việc gì, lâm việt lắc lắc đầu, hiện giờ muốn tiến vào minh phủ. Không thể thông qua thời không thần hành đại pháp, kia cũng chỉ có thể. Thật sự biến thành một cái người chết mới có thể đi vào thăm cái đến tột cùng, hiện. Tại còn không phải chết thời điểm. Lâm Việt duỗi duỗi người, nhìn màn đêm tiệm Lâm, ta bế quan đã bao lâu, có hơn nửa ngày. Đông Hoàng Phi Vũ trả lời nói, Lâm Việt cười, thời gian kia không sai biệt lắm, vừa. Dứt lời, tông chủ trong điện, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo huyết quang. Này huyết quang phóng lên cao, hóa thành huyết trụ. Trực tiếp nhằm phía cầm đế môn không trung nguyên bản đã rơi xuống ánh nắng chiều. Phảng phất lại lần thứ hai xuất hiện ở khung đỉnh phía trên kia đó là phong không thôi trận pháp sao? Hại chết chúng ta như vậy nhiều người trận pháp như thế nào lại xuất hiện chẳng? Những là cầm đế môn đệ tử, liền bạch tuyết trần cùng tịch năm cũng là chú ý lại đây, điệu. Thấp tông phương hướng, sao lại thế này? Đơn giản đế chủ thanh âm lần thứ hai vang lên. Quốc sư chính nghiên cứu phong không thôi một chuyện, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, cầm. Đế môn mọi người mới an tâm xuống dưới đế chủ trong cung, cầm đế chủ vừa mới mới thu được lâm Việt truyền âm. Cũng là nhìn điệu thấp tông phương hướng, không khỏi nói, thị huyết chu thần đại trận hơi thở. Kia tiểu tử đang làm cái gì, thứ bảy bên trong hoàng thành. Liên âm mắt đẹp thâm thúy mà quan sát kia huyết trụ. Pháp tắc cảnh hơi thở, đây là hắn lấy đi huyết thứ nguyên nhân sao, nàng. Phía sau, yên lặng đứng một cái cúi đầu áo tím nữ tử, này nữ tử không phải trần như tô mà là lâm việt quen thuộc một nữ nhân điệu thấp tông nội huyết trụ rằng con nửa canh giờ đó là tiêu tán lâm việt khoanh tay mà đứng nhìn chằm chằm kia đã quỳ gối chính mình trước mặt con dối không tôi ngươi cư nhiên toàn bộ hấp thu huyết thứ cùng kia mấy trăm loại tài liệu toàn bộ chỉ còn lại có cho bụi cạn hắn thỉnh lình nhận thấy được con dối hơi thở bước vào pháp tắc cảnh nhất trọng thiên đáng tiếc còn thiếu cái tiện tay binh khí chương 394 đều là quen thuộc tên nha. Lâm Việt sờ sờ cầm, mất đi càn khôn côn không thích hợp con dối dùng. Loại này giết người công cụ, ngay từ đầu là dùng kiếm, bình. Thường kiếm thỏa mãn không được ngươi, chờ tới rồi kiếm đế môn. Ta đem bọn họ kia đem đế kiếm làm ra cho ngươi chơi chơi. Lâm Việt nói, dược đế môn chìa khóa phỏng chừng đã bị cầm đi hắn lại không hành động nhanh lên, đã có thể muốn bại bởi lâm tu, con dối không nói một lời. Bị Lâm Việt vẫy vẫy tay, đó là dung nhập hắn nhẫn chữ vật chung. Ngày thứ hai, liên chuẩn âm bị hảo chiến thuyền. Cùng Lâm Việt hai người đi trước kiếm đế môn, cầm đế môn trăm phế đãi hưng. Tịch năm cùng Bạch Tiết Trần đưa tiễn hai người sau, đó là tiếp tục bận rộn, lấy. Chỉ kỷ bản lĩnh, lần này tất nhiên lại sẽ có hảo ngoạn sự tình bạch tiết trần không khỏi thở dài một tiếng tịch năm có thể nào nhìn không ra cái này đại ca tâm tư nàng lại làm sao không muốn cùng lâm việt cùng nhau đi trước kiếm đế môn chỉ tiếc nơi này bọn họ hai người xác thật đi không khai bọn họ cùng liên âm không giống nhau đại điện hạ bạch tiết trần trưởng quản đệ nhất đệ nhị hai tòa lớn nhất hoàng thành mà lâm việt còn đem đệ tam đệ tứ thứ năm hoàng thành cũng đều làm hai người bọn họ trưởng quản tịch năm hiện giờ còn cần chủ trì đã không có liên âm thứ bảy hoàng thành trùng kiến thôi tri kỷ rốt cuộc đã là chúng ta quốc sư về sau có rất nhiều cơ hội bạch tiết trần tự mình an ủi một phen đó là cùng tịch năm cùng rời đi chiến thuyền hướng kiếm đế môn phương hướng lập tức mà đi trung tâm tinh vực người so nội vực càng nhiều này sao trời nội cũng là gặp không ít cùng dương san kia phi vân thương hội giống nhau thương thuyền thậm chí còn có một ít chuyên môn đánh cướp không cửa vô tông tán tu sao trời cường đạo chỉ là những người này ở nhìn thấy cầm đế môn chiến thuyền tiêu chí sau cũng không dám tới gần mà là thức thời mà kéo ra khoảng cách không cần mấy cái canh giờ chúng ta liền có thể đến kiếm đế môn lâm việt đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng sau lưng liên âm chậm rãi mở miệng nghe lâm việt ừ một tiếng liên âm lại là nói Nghe nói lần này kiếm đạo đại hội cũng là kiếm đế môn trưởng kiếm sứ giả ly giận truyền ngôi. Giao tiếp nghi thức nói đến nghe một chút, Lâm Việt biết được kiếm đế môn chuyện quá khứ. Nhưng đối với sắp tới phát sinh, tỉ như dược đế môn bị trộm sự tình. Này đó không phải hắn bị nhốt kia một ngày có thể hiểu biết, liên âm nghe được Lâm Việt ngữ khí. Rốt cuộc không như vậy lãnh đạm, tiếp tục nói, kiếm đế môn đế chủ dưới tòa. Còn có trưởng kiếm sứ giả, này trưởng kiếm sứ giả xưa nay lấy đế chủ tự mình chọn lựa, cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi một cái trở thành trưởng kiếm sứ giả người đều là kiếm đế môn đỉnh cấp kiếm tu. Kiếm đế môn đương nhiệm trưởng kiếm sứ giả Ly Dận, nghe nói khoảng thời gian trước đã tuyển ra truyền nhân, danh gọi Tiêu Vô Song. Người này kiếm đạo vô địch đã chú định trở thành tân nhiệm trưởng kiếm sứ giả. Lần này kiếm đạo đại hội đã là cùng dĩ vãng giống nhau tương đương với đế môn trẻ tuổi bên ngoài luận bàn, ngầm. Cũng là ly giận vì cấp tiêu vô song lập uy mà thiết. Lâm Việt nhìn ra xa càng ngày càng tới gần kiếm đế môn, lẩm bẩm cười nói. Ly giận kia lão tiểu tử rất nặng danh dự, xác thật làm ra loại này chuyện nhàm chán. Hắn cũng không sợ tiêu vô song không thắng được kiếm đạo đại hội, vác đá nện vào chân mình. Vác đá nện vào chân mình. Liên âm phụt cười, quốc sư đại nhân lời nói thật thú vị chẳng qua nghe nói tiêu vô song chính là pháp tắc cảnh nhất trọng thiên đỉnh tu vi. Hắn kiếm đạo càng là đạt tới đệ tứ cảnh. Kiếm đạo đại hội quy định muốn lấy kiếm thủ thắng, có này một tầng hạn chế. Chỉ sợ sao trời nội trẻ tuổi không người có thể ra này hữu nhìn. Lâm Việt không chút để ý bộ dáng liên âm lại là bổ sung một câu, đúng rồi. Tiêu vô song cũng là hắc bảng thượng cao thủ ta biết. Lâm Việt khóe miệng dương lên, nhận rõ chính mình lần này đối thủ sau. Liên âm không hề có nhìn ra trên mặt hắn sợ sắc, hắc bảng cao thủ ta hiện tại đệ mấy, đệ. Thập, liên âm đúng sự thật nói, quốc sư là duy nhất một vị hắc bảng quá thượng cảnh cao thủ. Những người khác toàn bộ đều là pháp tắc cảnh, lâm. Việt xấu hổ cười, ly giận kiếm còn ở chính mình trong tay sao, kiếm, liên. Âm hỏi lại, vẻ mặt khó hiểu trưởng kiếm sứ giả tay cầm đế kiếm, đây là kiếm đế môn vạn năm tới truyền xuống quy củ, lâm. Việt nói, ta đoán lấy ly giận lão quỷ tính cách. Sẽ ở tiêu vô song ở kiếm đạo đại hội cuối cùng một trận chiến thời điểm. Mới đem đế kiếm truyền cho tiêu vô song. Liên âm kinh ngạc nói, quốc sư đi qua kiếm đế môn sao? Vì sao giống như thực hiểu biết kiếm đế môn người tự? nhiên là bị nhốt 10 vạn năm, liền thanh kiếm đế môn sờ soạn cái thấu, Lâm Việt cười nói ta có cái bằng hữu cũng là kiếm đế môn người ta cũng là nghe nói liên âm lập tức vỗ tay là phía trước đi theo quốc sư bên người dương khai thúc thúc đi lâm việt gật đầu cười bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng tu thiên đế dung mạo vấn đề lần này đáp ứng tới kiếm đạo đại hội đều có người nào liên âm trả lời đã thu được tình báo lần này ứng ước tiến đến có quỷ môn hùng văn long cùng hắn lão bà bạch bạch dược đế môn đệ nhất tiên với nho nhỏ, đồng đế môn thánh hư công tử, thần niệm đế môn hoa tiệp dư. Còn có tu la đế môn đại tướng mặc luyện đồ con trai độc nhất mặc luyện vân giật, hơn nữa chúng ta. Tổng cộng 6 nhóm người, chỉ có thiên đế môn, tắc tự hồ cũng không có phái người tới, như. Vậy a à, lâm tu người không có tới, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá sự tình. Đồng thời lâm Việt ký ức liên âm nói tên, với nho nhỏ hoa tiệp dư đều là quen thuộc tên nha hai người không nói chuyện nữa đảo mắt qua ba cái canh giờ đã đi tới kiếm đế môn tinh vực kiếm đế môn lãnh thổ cùng cầm đế môn so sánh với tựa hồ càng thêm khổng lồ một ít chỉ là cầm đế môn kiến trúc hiển nhiên càng thêm yêu nhã một ít mà này kiếm đế môn do dự môn hạ đệ tử đa số tu luyện kiếm đạo nơi này năm viên tinh vực tương liên ở bên nhau này đó tinh vực cùng cầm đế môn bảy đại hoàng thành giống nhau chính là kiếm đế môn năm đại phân bố tinh vực phía trên có phải hay không vờn quanh sắc bén kiếm khí này đó kiếm khí tương đối hỗn độn hiển nhiên là số lượng không ít kiếm tu ngày thường tu luyện tự nhiên mà vậy hình thành kiếm khí tinh vân so kiếm đúc kiếm ngộ kiếm kiếm lâm đế chủ tinh Liên Âm hướng về Lâm Việt nói, đồng thời nhất nhất chỉ vào trước mặt năm viên tinh cầu kiếm. Đạo đại hội liền ở so kiếm sao trời thượng, Liên. Âm nói xong, đã cùng Lâm Việt hai người cưỡi chiến thuyền rơi xuống. Nguyên lai like là cầm đế môn khách quý tại hạ vô song công tử dưới tòa đệ tử Mạc Thủy. Tại đây cung nghênh đại giá, hai người vừa mới ra tới. Đó là có kiếm đế môn người nghênh đón mà thượng, đó là năm cái thân xuyên kiếm đạo hầu hạ người. Trẻ tuổi nhìn thấy là liên âm cái này hắc bảng sứ giả tiến đến. Lập tức cung kính mà bái quyền, đi đầu người Mạc Thủy đã giới thiệu tên. Đồng thời lại hướng về Lâm Việt đầu tới kinh ngạc ánh mắt, vãn bối mắt vụng về. Thất điện hạ bên người vị này chính là. Liên âm trịnh trọng nói, ta cầm đế môn đế chủ tự mình xác phong quốc sư, Lâm Việt Quốc. Quốc sư, kia năm cái người trẻ tuổi lập tức đầu óc một trận chỗ trống quốc sư một tịch chính là đế chủ dưới trí cao vô thượng thân phận, nhưng trước mắt cái này 15 đến 16 tuổi tiểu tử. Tuổi còn không có bọn họ đại, như thế nào liền lên làm cầm đế môn quốc sư? Những lời này nếu là từ Lâm Việt trong miệng nói ra, tất nhiên sẽ bị những người này trở thành bệnh tâm thần đuổi ra đi, đáng thương âm là ai cầm đế. Môn thất điện hạ, hắc bảng sứ giả, nàng lời nói có thể so với cầm đế chủ. Không khỏi những người này không tin chương 395 đồng đế môn, thánh hư công tử. Như thế nào, ta cầm đế môn quốc sư đích thân tới. Các ngươi chính là như vậy đãi khách sao, liên âm đánh gãy này năm người chố mắt là. Là, tham kiến cầm đế quốc sư, quốc sư thứ tội, ta chờ vãn bối mạo phạm. Mạc Thủy chờ vội vàng cung kính mở miệng, tiếp tục nói. Chúng ta đã vì khách quý chuẩn bị đón khách điện, hai vị nhưng tùy ta tiến đến, không? vội, lâm việt đạm đạm cười, mặt khác đế môn người tới sao? Hắn một mở miệng, Mạc thủy chỉ cảm thấy lâm việt biểu tình trầm đốc mà bình tĩnh. Tự hồ hoàn toàn vô pháp nhìn ra hắn tâm cảnh, lập tức trong lòng đã cảm thấy lâm việt cực kỳ. Bất phàm, không hổ là cầm đế môn quốc sư. Tới rồi, đồng đế môn, quỷ môn, dược đế môn, tu la đế môn, thần niệm đế môn đều tới rồi, mặc. Thủy lập tức trả lời, kia không nóng nảy đi đón khách điện. Chúng ta trước tùy tiện đi một chút, lãnh hội hạ kiếm đế môn thịnh cảnh." Lâm Việt dứt lời, cũng không đợi Mạc Thủy đáp lời, đó là nắm lên âm tay ngọc. Đi hướng phía trước người đến người đi phố xá sầm uất trung, "Quốc sư có khác sự tình sao?" Liên âm nhẹ giọng hỏi, nhưng mắt đẹp lại là nhìn chằm chằm bị Lâm Việt bắt lấy tay. Quái không thói quen bị nam nhân chạm vào, hai người hoàn toàn đi vào biển người chung, Mạc Thủy Bên người đệ tử nói, sư huynh, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Này sáu đại đế môn người, không một cái thành thành thật thật đi đón khách điện. Thật khi chúng ta kiếm đế môn dễ khi dễ. Mạc Thủy sau khi nghe xong, khóe miệng lạnh lùng cười. Chờ vô song sư tôn lần này kiếm đạo đại hội thắng được tiếp được đế kiếm thời điểm. Tự nhiên có thể cho này đó tự cho là đúng thiên kiêu thần phục hiện tại từ bọn họ đi phía trước lâm việt mang theo liên âm tiến vào một nhà khách điếm trực tiếp lên lầu hai tiểu nhị có không gặp qua một cái trung niên giàu mỡ đại thúc lâm việt suy tư dương khai dung mạo đặc thù lớn lên có chút đáng khinh hơn nữa lén lút người kia tiểu nhị vốn dĩ chỉ là đi lên giúp lâm việt gọi món ăn nơi nào nghĩ tới muốn nhận người hơn nữa vẫn là như vậy kỳ ba người không tiểu nhân chưa thấy qua sau khi nghe xong Liên âm lúc này mới minh bạch Lâm Việt đây là muốn trước tới tìm Dương Khai. Chẳng lẽ quốc sư đã trước một bước làm Dương Khai đại thúc tới kiếm đế môn, liên tin tức nói. Lâm Việt dò hỏi không có kết quả tùy ý điểm vài món thức ăn, đó là làm tiểu nhị đi xuống. Thông minh, trước một bước tới, có thể biết một ít mới nhất tình báo. Hơn nữa kiếm đạo đại hội mặt khác đế môn đều sẽ mang cao thủ tới. Lâm Việt chỉ chỉ chính mình cùng liên âm, chỉ dựa vào chúng ta không đủ, liên. Âm nhìn chằm chằm Lâm Việt trong lòng thầm nghĩ ngày hôm qua ngươi điệu thấp tông không phải. Còn ra một cái pháp tắc cảnh cao thủ sao, như thế nào lần này không mang theo hắn ra tới. Nhưng nàng còn không có hỏi ra khẩu. Dưới lầu đường cái đó là truyền đến ồn ào huyên náo thanh âm, liên âm cùng Lâm Việt thân ở ở. Khách điếm tửu lầu tầng thứ hai, hai người đồng thời xem đi xuống liền thấy một cái dáng người phong vận Mỹ kiều nương té ngã trên đất. Này Mỹ kiều nương có điểm tuổi, xem qua đi 30 xuất đầu. Trên người tản ra thành thục nữ tử mị lực, nàng bên cạnh. Một cái 4 năm tuổi nha đầu dùng hết nãi lực nâng Mỹ kiều nương lên. Nhưng nàng sức lực thật sự quá tiểu, nương, người nhanh lên lên, tiểu nha đầu kêu la. Hai người trước mặt là một hàng thân xuyên đế môn phục sức người đứng ở trung gian nam tử xem qua đi thân hình thấp bé công tử trang điểm nhưng sao xem hạ hắn tựa hồ cực kỳ gầy nhưng rắn chắc hoàn toàn căng không dậy nổi trên người mây tía trường báo tiện nhân có thể bị chúng ta công tử coi trọng là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí còn dám phản kháng người biết chúng ta công tử là ai sao hắn chính là chúng ta đồng đế môn thánh hư công tử hắn muốn nữ nhân liền tính là ngươi nữ nhi người cũng đến cấp huống chi là ngươi cái bà thím trung niên, thánh. Hư công tử bên người năm cái tráng hán cười nhạo, trong đó hai cái càng là xoa tay hầm hè. Hướng về Mỹ, kiều nương cùng tiểu nha đầu tới gần. Người chung quanh nghe được đồng đế môn cùng thánh hư công tử chi danh. Lập tức sợ tới mức lui về phía sau, có mấy cái vốn dĩ nghĩ ra đầu đương anh hùng. Lại cũng là tại đây một khắc lùi về chân, đế môn cấp bậc công tử ca. Cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Nhà đầu đi mau, Mỹ kiều nương hô, các ngươi không được thương tổn ta nương, kia. Tiểu nhà đầu kéo không dậy nổi chính mình mẫu thân, lập tức tiến lên mấy cái toái bước. Che ở năm cái tráng hán trước mặt, ngạnh đầu nhỏ phải bảo vệ mẫu thân, nha, lá gan không nhỏ. Công tử, nếu không ngươi hai cái cùng nhau thu, cháo. Phúng thanh âm truyền đến, một cái tráng hán trực tiếp một tay sách lên tiểu nha đầu, ngươi. Buông tha ta hài tử, Mỹ kiều nương khóc kêu bò lên thân ôm lấy kia trắng hán chân khóc cầu buồn cười khách điếm lầu hay lâm việt trước mặt liên âm buông xuống chiếc đũa muốn ra tay khi lại bị lâm việt ngăn cản xuống dưới quốc sư mấy người này thật quá đáng người vì sao cản ta liên âm mở miệng lại thấy lâm việt hướng về phía dưới nhướng mày có người trước người một bước ra tay sau khi nghe xong liên âm thuận thế đi xuống xem liền thấy một cái thân cao bảy thước so với kia mấy cái tráng hán còn muốn cao thượng vài phần nam tử cứu tiểu nha đầu xen vào việc người khác bị đoạt đi rồi người kia tráng hán đột nhiên ra tay chỉ thấy hắn toàn thân gân xanh bạo khởi cả người huyết khí phóng lên cao chiến tu nghe nói đồng đế môn người am hiểu thân thể chiến đấu không thể tưởng được hơi thở như vậy cường mọi người hoảng sợ mà nhìn thấy tráng hán toàn thân đỏ đậm như hòa huyết khí lực lượng hội tụ trong tay, một quyền hướng về kia cứu người nam tử oanh ra kẻ. Hèn chiến thể, xem lão tử ngự phong chú. Cứu người nam tử một tay chỉ pháp biến hóa. Một đạo bùa chú lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, kia bùa chú như kim quang hiện ra. Trực tiếp tự hắn dưới chân hình thành một đạo phong tướng. Tráng hán chiến thể một quyền đánh vào phong trên tướng. Chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đau nhức vô cùng, lập tức lui ra phía sau vài bước, pháp cảnh còn lại mấy cái tráng hán thấy thế cũng là kiêng kỵ mà không dám đi lên hắn phía sau mỹ kiều nương cũng là đồng thời bị một cái khác làn ra cực kỳ trắng nõn nữ tử đỡ lên tiểu tử này là ai năm cái tráng hán nhìn nhau vừa thấy cũng nhìn ra đối phương không dễ chọc nha nha hùng văn long bản công tử làm việc ngươi còn cắm cái cái gì tay phía sau thánh hư công tử mở miệng năm cái tráng hán lập tức lui ra phía sau hai bên quỷ Môn ma tướng mị đại nhân đệ tử, Hùng Văn Long, nguyên lai like chính là hắn, có. Điểm bản lĩnh, khó trách dám xen vào việc người khác. Hùng Văn Long tức giận hừ một tiếng, khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh, thánh hư công tử. Muốn đánh nhau ta Hùng Văn Long có thể phụng bồi, bằng ngươi, ha ha. Thánh hư công tử kia thấp bé thân mình không khỏi mà cười mà khom lưng, ta nhưng nghe nói. Lần trước ngươi cùng bản công tử đánh, chơi cái bùa chú triệu hoán con dối còn bị chính mình con dối cấp phản đánh. Sau khi nghe xong, Hùng Văn Long mặt già tối sầm, thiếu mẹ nó đem trước kia sự lấy ra tới. Này đã khác xưa, phải không, thánh hư công tử sắc mặt trầm xuống. Bỗng nhiên ánh mắt rừng ở Hùng Văn Long sau lưng cái kia nâng dậy Mỹ kiều nương nữ tử trên. Người, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, đây là ngươi tháng trước vừa mới cưới nữ nhân đi. Nhìn thấy thánh hư công tử tham lam ánh mắt rừng ở chính mình phu nhân trên người. Hùng Văn Long giận sôi máu, đáng chết, ngươi dám ở tiếp tục ảo tưởng lão bà của ta. Tin hay không lão tử lộng đoạn ngươi ba điều chân. mươi 396 càng là địa vị cao thượng nữ nhân, càng là xem người thu lễ vật. Hùng huynh đừng vội đừng vội, bản công tử há có thể là cái loại này mơ ước tẩu phu nhân xác Đẹp người xấu, thánh hư công tử vỗ vỗ ngực hướng về Hùng Văn Long phu nhân bái quyền khạc khạc cười nói, tẩu phu nhân chớ trách chuyện vừa rồi chính là một hồi hiểu lầm. Tại hạ này liền cáo từ, nghe lời này. Mọi người đều là kinh ngạc, này thánh hư công tử cư nhiên rút lui có trật tự. Hùng Văn Long cùng Bạch Bạch còn không có phản ứng quá thời điểm. Kia năm cái tráng hán đã cùng thánh hư công tử rời đi đám người, ít. Nhiều tráng sĩ cùng phu nhân tưởng cứu, kia. Mỹ Kiều Nương mang theo nữ nhi đang muốn hướng Hùng Văn Long vợ chồng quỳ xuống lập tức bị Hùng Văn Long đỡ lấy, gặp chuyện bất bình, chính là tại hạ sư tôn dạy dỗ tại hạ. Không cần đa lễ, dứt lời, hắn ánh mắt nhìn phía thánh hư công tử rời đi phương hướng. Tiểu tử này không phải đèn cạn dầu, các ngươi về sau đừng gặp lại. Một bên bạch bạch đã lấy ra một viên nhẫn chữ vật, nơi này có một ít rượu thù. Các ngươi lưu chữ có lẽ có dùng, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, tiểu nha đầu ngoan ngoãn nói cảm ơn mỹ kiều nương vẻ mặt khó xử bộ dáng ngượng ngùng nhận lấy rượu thù nhưng hùng văn long vợ chồng đã hoàn toàn đi vào đám người rời đi đồng đế môn người kêu căng quán chèn ép phàm nhân sự tình ta phía trước liền thường xuyên nghe nói ai ai làm nhân gia chủ tu chiến thể mỗi người thể trạng kinh người cường tráng cường tráng há là những người khác có thể địch nổi cường tráng cường tráng ta thấy thế nào kia thánh hư công tử liền ta đều không bằng nha không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thánh hư công tử chính là đồng đế chủ dưới tòa 10 đại đệ tử chi nhất. Bất quá cũng xác thật nhỏ gầy một ít. Nghe nói là bình thường chơi nữ nhân quá nhiều gây ra, khách. Điếm lầu hai người nghị luận sôi nổi. Liên âm hướng lâm vượt địa đạo, may mắn cái kia thánh hư công tử biết khó mà lui. Nếu không ta cũng sẽ nhịn không được giáo huấn một chút đồng đế môn người, giọng. Nói của nàng trung có oán giận chi ý nhưng nói xong thời điểm, lại thấy Lâm Việt không có nhìn chính mình. Mà là ánh mắt rừng ở một bên khác hướng, liên âm theo Lâm Việt ánh mắt vọng qua đi. Liền thấy một cái tiệt sắc nữ tử bị một chúng nam tử vây quanh. Nàng là dược đế môn với nho nhỏ, xưa nay có dược đế môn đệ nhất tiên Mỹ danh, ánh. Mắt rừng ở bị chúng tinh cùng nguyệt với nho nhỏ trên người, liên âm lại là bổ sung một câu. Nàng cũng là hắc bảng cao thủ, ta biết. Lâm Việt thu hồi ánh mắt, nói sang chuyện khác nói. Thánh hư công tử không phải biết khó mà lui, mà là có một cái khác mục tiêu cái. Kia đồ Lưu manh, ta đã sớm nghe nói hắn tác phong bất chính. Cũng không biết hại nhiều ít cái nữ nhân. Liên âm nghiến răng nghiến lợi, nhìn xuống phía dưới, đã nhìn không tới đồng đế môn người. Hắn đây là lại theo dõi ai, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Lâm. Việt cầm lấy chén trà nhẹ nhấp một ngụm, thần sắc bình tĩnh làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hai người lại là ở trên phố đi dạo một hồi, nữ tử luôn là ái Mỹ. Mặc dù là quý vị hắc bảng sứ giả liên âm, Lâm Việt nhìn ra liên âm thích vài món vật phẩm trang. Sức đó là trực tiếp mua, thả ra tay rộng rãi. Còn đưa tới không ít quán đương người bán rong chú ý. Công tử ta này vòng ngọc lấy tự nam hải tốt nhất cổ ngọc tiểu. Thư phong hoa tuyệt đại, lão phu này từ tinh vòng tay mới nhất xứng đôi ngài khí chất, lão. Già thúi ngươi mẹ nó là tưởng cùng ta đoạt sinh ý sao? Như thế nào, lão phu liền đoạt. Người kia phá đồ vật còn tưởng nhập tiểu thư cùng công tử Pháp nhãn, liên. Âm nhìn xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn là ở những cái đó tinh xảo vật phẩm trang sức thượng nhìn. Nhiều hai mắt, mắt thấy trước mặt mấy cái người bán rong xảo lên. Lâm Việt nhẹ nhàng cười, đừng xảo, ta đều phải, rớt lời tung ra 300 nhiều vạn rượu thù, này đó rượu thù trồng chất lên. Giống như một tòa tinh oánh dịch thấu tiểu sơn, không ít người đều là bị hấp dẫn lại đây, này. Đó đủ mua đi, Lâm Việt nhàn nhạt nói xong. Kia mấy cái người bán rong sớm đã nhạc nở hoa, đủ, tuyệt đối đủ, đúng. Vậy, công tử thật lớn bút tích, vị cô nương này, ngài cũng thật hạnh phúc công. Tử đối ngài tốt như vậy, cô nương hảo phúc khí nha liên âm bị những người này không ngừng truy phủng làm cho quái ngượng ngùng ở cầm đế môn mặt khác hạ nhân liền cùng nàng nhiều lời nói mấy câu cũng không dám nơi nào có hiện tại như vậy một đám thấu đi lên nịnh bợ vật phẩm trang sức quang mang chợt lóe lâm việt đem sở hữu quán đương đồ vật đều để vào liên âm nhẫn chữ vật chung làm xong này đó đó là trực tiếp lôi kéo liên âm tay rời đi đám người chúng ta hiện tại đi đâu đón khách điện Lâm Việt nói, hai người đi tới kiếm đế môn đón khách điện, nơi này từng tòa đại điện. Trong đó có không ít đã bị mặt khác năm đại đế môn người ở xuống dưới, cung. Ngành cầm đế quốc sư, thất điện hạ. Buổi sáng phụ trách ngành đón Lâm Việt hai người Mạc Thủy đã sớm tại phần ngoài chờ, hai. Vị đón khách điện liền ở phía trước, thỉnh tư ta dẫn đường, Mạc. Thủy cung kính nói, Lâm Việt gật gật đầu, đi theo đi lên quốc sư ra tay hào sảng, nghe nói vì thất điện hạ mua không ít đồ vật đi. Ở phía trước Mạc Thủy cười ha hả mà nói, quốc sư nhất minh kinh nhân. Hiện tại đã trở thành trên phố này nổi danh công tử. Liên âm tâm tình không tồi, mặc dù này đó lễ vật giá trị đối thân phận của nàng tới nói không? Tính cái gì, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhận lấy nam nhân lễ vật đến nỗi trước kia. Những cái đó đế môn người theo đuổi đưa tới số lấy ngàn kế lễ vật nàng chưa từng có thu quá càng là địa vị cao thượng nữ nhân thu lễ vật thời điểm liền càng là xem người nghe được mạc thủy nói liên âm cảm thấy trong giọng nói chào phúng chi ý chẳng phải là nói lâm việt trước kia không có gì danh hào hiện tại hoa điểm diệu thù mới ở phàm nhân thế giới mua điểm danh khí trở về liên âm muốn thế lâm việt bênh vực kẻ yếu vì thế trở về một câu quốc sư nguyên bản chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cần gì lại nổi danh, đó là, đó là. Mạc Thủy vội vàng gật đầu xưng là, lại là nói. Không phải quốc sư hay không sư thừa cầm đế chủ ta xem quốc sư dung mạo tuấn lãng bất phàm. Khí chất tuyệt hảo tựa hồ cũng có đàn đế chủ phong phạm. Lời này nghe được liên âm như lọt vào trong sương mù. Đoán không ra cái này kiếm đế môn người có ý tứ gì, người nói quá nhiều, lâm. Việt bỗng nhiên lạnh giọng mà đến. Nơi này là Kiếm Đế môn sân nhà, Mạc Thủy tự nhiên cũng là đối khách nhân tính tình sớm đã có. Điều đoán trước, hắn trong lòng một chút cũng không hoảng hốt, quốc sư thứ tội. Tại hạ cũng là chức trách sở. Ở tự còn chưa nói ra tới, Mạc Thủy đó là thấy được Lâm Việt ánh mắt này, ánh mắt không hề gợn sóng, nhưng cố tình giống đối đãi người chết giống nhau nhìn lại đây làm mạc thủy cùng hắn bên người mấy cái tùy tung toàn bộ trong lòng phát mau. Hỏi lại đi xuống, khả năng sẽ chết, đây là bọn họ hiện tại duy nhất ý tưởng, lâm việt một. Đạo ánh mắt qua đi, trên đường đó là an tĩnh rất nhiều. Thẳng đến hai người đi tới chuyên trúc đón khách ngoài điện, đi xuống đi. Lâm Việt Thanh âm lần thứ hai truyền đến thời điểm. Mạc Thủy đoàn người mới giật mình hồn chưa định gật đầu, lại là quên mất hướng Lâm càng cáo từ liền hoang mang rối loạn mà đi xa hai người vào đón khách điện sắc trời đã hắc liền âm hướng về lâm việt khom người ta về trước chính mình phòng quốc sư có chuyện có thể tùy thời kêu ta lâm việt ừ một tiếng cũng là đi tới chính mình phòng mua cả đêm đồ vật làm ra động tĩnh dương tả sứ hẳn là biết ta tới như tình khanh theo như lời lâm việt hành sự cực có mục đích tính cùng hiệu quả và lợi ích tâm mỗi một cái hành động mặt sau đều cất giấu người khác đoán không ra động cơ, giờ phút này nguyệt hoa chiếu xạ đại địa. Bên ngoài tiếng ồn ào cũng là ngừng lại. Tĩnh mịch đêm khuya tiến đến, Lâm Việt thay một thân hắc y phục, sờ sờ căm. Ấn ta đối thánh hư kia tiểu tử hiểu biết, hẳn là đêm nay liền sẽ xuống tay, rớt. Lời, Lâm Việt lặn ra phòng, hướng quỷ môn nơi đón khách điện mà đi. mươi 397 có thể hay không tính thượng ta một phần bóng đêm mê ly lâm việt vòng qua một cái lại một cái kiếm đế môn tuần tra đội dần dần đến gần rồi quỷ môn đón khách ngoài điện lúc này lâm việt lặng yên đứng ở một cây màu xanh lá đậm lão trên cây thân xuyên một bộ hắc y lâm việt cùng lão thụ dung hợp ở bên nhau mặc dù nhìn kỹ người thường cũng căn bản nhìn không ra trên cây có người ở lâm việt đã đến một khác nơi xa lại là tới một đạo hắc y nhân hôm nay khách điếm phụ cận người cũng liền như vậy một người cùng ta giống nhau thích xen vào việc người khác có điểm ý tứ lâm việt đạm đạm cười mơ hồ đoán được đối phương thân phận nhưng hắn còn không có nghĩ nhiều đó là đã nghe được cung điện nội hùng văn long cùng hắn thê tử bạch bạch phát ra các loại kỳ quái thanh âm lâm việt thần niệm cách chở chính mình hơi thở này hai người căn bản không có nhận thấy được hắn ở chỗ này Tựa hồ cũng là ở tận tình mà phóng thích chính mình, đáng tiếc rằng co không mấy cái trà thời. Gian, thanh âm đó là ngừng lại, Lâm Việt biết Hùng Văn Long xong việc. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian. Bên trong truyền đến Hùng Văn Long ngủ say tiếng ngáy, tẩm điện môn bị mở ra. Này kiếm đế môn đón khách điện chia làm chủ điện cùng tẩm điện. Hai cái cung điện trước đại sau tiểu lẫn nhau liên tiếp. Lúc này một người xinh đẹp nhiều vẻ thân thể mềm mại chậm rãi đi ra kia trắng nõn làn da thượng. Hơi có chút phiếm hồng, hơn nữa kia đã có chút hỗn độn sa mỏng áo ngủ. Đại an toàn lung lay sắp đổ, nếu là hiện tại bị cái nào nam nhân nhìn đến. Tất nhiên sẽ đối nàng động oai niệm, ai? Bạch bạch dựa ở tầm điện ngoài cửa bạch ngọc rào chắn, thở dài một tiếng, đầy mặt chưa đã thèm. Một màn này chẳng những lâm Việt thấy rõ, liền khoảng cách hắn ba trượng khoảng cách một khác cây lão trên cây cái kia cùng hắn giống nhau xen vào việc người khác thon dài hắc ảnh cũng là nhìn dành mạch lâm việt sớm phát hiện người này tồn tại thần niệm quá thượng cảnh chỗ tốt chính là có thể cho hắn trước một bước che giấu chính mình hơi thở làm đối phương phát hiện không đến chính mình liền ở bạch bạch đối với ánh trăng đã phát một hồi ngốc sau nàng vốn định trở lại trong tầm cung đột nhiên một đạo gió đêm thổi tới làm tầm cung môn chợt nhắm chặt người nào, bạch. Bạch sắc mặt nhăn lại mày liễu, ý thức được này không phải bình thường phong, nhưng nàng vừa mới. Xoay người, đó là trên vai quỷ mị mà chúng một trường. Này trưởng tự đen nhánh màn đêm chung chợt xuất hiện, nàng phản ứng lại đây thời điểm. Lập tức lui ra phía sau, các ngươi, bạch. Bạch Kiều Dung hoảng sợ, bởi vì trong bóng đêm, xuất hiện tám đạo màu xanh lá bóng người. Này tám người, có sáu cái quá thượng cảnh đỉnh, còn có hai cái. Đã là pháp tắc cảnh nhất trọng thiên hơi thở, phu quân, sự. Tình không ổn, bạch bạch tưởng quay đầu lại đánh thức hùng văn long thời điểm. Chỉ cảm thấy đầu óc một trận hỗn độn. Lập tức đầu váng mắt hoa lảo đảo vài bước, nói không nên lời một câu tới, chiêu. Này tuyệt vọng trưởng chính là lão tử chuyên môn vì giúp công tử chảo nữ nhân mà tu luyện. Người chịu đựng không nổi, đi đầu thanh y nhân khạc khạc cười một tay hướng về bạch bạch ngọc vai chộp tới người sau muốn phản kháng nhưng trên vai trưởng lực ti rằng không có làm nàng xuất hiện thương thế nhưng là lại mang theo một cổ làm người tê dại độc tính đi khắp nàng toàn thân xử không thượng nửa điểm sức lực bạch bạch ngất ngã xuống liền như vậy bị tám thanh y nhân bắt đi thánh hư công tử kia tiểu tử quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ lão trên cây, Lâm Việt vẫn như cũ nghe được Hùng Văn Long tiếng ngáy, hắn ở bị nhốt 10 vạn năm. Hiểu biết quá cái này Hùng Văn Long, tiểu tử này một ngủ hạ. Mấy ngày liền sụp cũng sẽ không tỉnh. Lâm Việt nhớ rõ đây là mị làm quỷ tướng, bất đắc dĩ muốn thu đồ đệ. Liền tùy ý thu một cái nhân phẩm hảo điểm, đến nỗi tư chất cùng mặt khác đồ vật. Mị cũng không để ý. Lâm Việt thần niệm quét về phía một khác cây mặt trên cùng hắn trước sau chân đã đến hắc y nhân đã đuổi kịp trói đi bạch bạch kia một đám. Người, thân hình dịch chuyển hết sức, lâm việt đồng dạng theo đi lên. Trong bóng đêm, tam bát người tiền trung hậu đuổi theo. Lâm Việt không có tốc độ cao nhất thân pháp, mà là làm phía trước hắc y nhân trước thượng, nhìn. Xem có phải hay không kia nhà đầu, Lâm Việt cân nhắc lặng yên theo đuôi. Kia trói đi bạch bạch một đám người đã vòng vào đón khách điện bên cạnh trong rừng cây, cho. Ta đứng lại, phía trước, một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm truyền đến. Lâm Việt dừng lại bước chân, vừa mới hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Liền đã nghe được nối liền không dứt chiến đấu thanh âm truyền đến, quá thượng chi lực cùng Pháp. Tắc hình thành đáng sợ gió lốc. Phạm vi mấy trượng cỏ cây đứt từng khúc. Mà kia ngay từ đầu đem ngăn lại tám thanh y nhân nữ tử. Lại là ở đối phương tám người luân phiên xa luân chiến sau từng bước lui ra phía sau. Ta nói là từ đâu ra người dám ra tới xính anh hùng. Nguyên lai là pháp tắc nhị trọng thiên cao thủ. Khó trách dám không sợ chết cản chúng ta, ngươi. Một người chiến lực tuy mạnh, khá vậy ngăn không được chúng ta tám người. Đại ca ta xem người này cũng là một nữ nhân. Công tử đêm nay có Hùng Văn Long bà Nương vui vẻ. Chúng ta cũng không chịu nổi tịch mịch nha, tam. Đệ nói có đạo lý, đã có thể một nữ nhân, chúng ta tám như thế nào phân đi đầu người liên thủ mặt khác hai cái thanh y nhân. Ba người hợp lực lần thứ hai cùng kia hắc y nữ tử đối trưởng. Người sau lưỡng đạo pháp tắc lẫn nhau ở trong tay, hình thành mạnh mẽ khí tưởng, phá. Nàng pháp tắc lại phá nàng thân mình. Nhị ca, người như thế nào biết tiện nhân này thân mình còn không có bị nam nhân khác phá, nhị. Ca ta chơi qua nữ nhân so ngươi gặp qua còn nhiều, tứ đệ ngươi học điểm. Kia hắc y nữ tử nghe đến mấy cái này nhục nhã lời nói như thế nào có thể không rõ đây là đối phương cố ý nói đến muốn loạn nàng đạo tâm nàng thần niệm dừng ở ngất bạch bạch trên người kêu gọi mấy lần lúc sau vẫn như cũ không có nhìn đến đối phương có bất luận cái gì phản ứng thác lớn hắc y nữ tử chỉ lộ ra thượng nửa mặt lúc này đã biết thế cục đối chính mình bất lợi nàng nhíu chặt mày liễu xem nhẹ đồng đế môn người không thể tưởng được các ngươi vì chảo nữ nhân sẽ xuất động nhiều người như vậy phía trước khí ngoài tường, thanh y nhân nhìn nhau vừa thấy, đại. Ca, nàng nếu nhìn ra chúng ta thân phận, càng không thể để lại, hiện. Tại chỉ có thể bắt lấy nàng, nếu không thế tất hỏng rồi công tử đại sự. Bắt lấy như thế nào phân, không bằng làm ta cái này đại ca trước thượng, còn. Lại bảy người lập tức không vui, đại. Ca, những cái đó phàm nhân đều có thể ba bốn người cùng nhau thượng, lấy chúng ta cảnh giới. Tám cũng không thành vấn đề. Ta đồng ý nhị ca cách nói, đại ca ngươi quá ích kỷ, hắc. Y nữ tử nghe đến mấy cái này lời nói, rốt cuộc nhẫn nại không được, vô sỉ. Đồng đế môn người không một cái thứ tốt, nàng. Chiến lực bùng nổ, lại là dỡ xuống khí tường chủ động ra tay. Rốt cuộc bị lừa, cho ta bắt sống, thanh. Y tám người đại hỉ, thân hình biến hóa dịch chuyển chi gian, phối hợp mà thiên y vô phùng. Chỉ là trong nháy mắt, hắc y nữ tử trưởng lực thất bại trước mặt đã xuất hiện vô số nói ảo ảnh tám hành vây thú trận tám người cùng kêu lên hô chiến lực toàn bộ bùng nổ thình lình hình thành một cổ đáng sợ gió lốc cái chán đem hắc y nữ tử vây quanh trong đó hắc y nữ tử cảm thấy nguy cơ trong tay một phen trường kiếm hỗn loạn pháp tắc nổ vang thình lình ra khỏi vỏ oanh lôi thần kiếm nghe nói kiếm này chính là ngàn năm trước một vị pháp tắc tam trọng thiên cao thủ sở hữu từng chém giết đếm rõ số lượng vị tam trọng thiên cường giả. Cư nhiên tại đây tiện nhân trong tay, xem, già nàng có chút địa vị, tất nhiên cũng là đế môn người. Nữ tử bất chấp những người này chấn động, pháp tác hội tụ ở cổ tay phía trên, phách chém mà ra. Nhất thời lôi đình cùng pháp tác đồng thời đều xuất hiện, chán. Tám người cùng kêu lên lại kêu, vây thú trận thượng đột nhiên mạ lên tầng tầng kim quang. Oanh lôi thần kiếm chém vào trận pháp cái chắn thượng chỉ nghe được kim loại va chạm thanh âm chói tay truyền đến nữ tử liên tục lui về trận pháp trung tâm cánh tay run rẩy oanh lôi thần kiếm bất quá như vậy nhà đầu này kiếm đạo chẳng ra gì sao châm. chọc tiếng động lần thứ hai truyền đến hắc y nữ tử chỉ thấy vây thú trận hướng nàng thu nhỏ lại nghiền áp tới gần ba trượng hai trượng một trượng hắc y nữ tử góc áo gào thét rung động lưỡng đạo pháp tác đã chuẩn bị hối nhập giữa mày cùng với thua tại các ngươi này đàn đồ vô sỉ trong tay, không bằng vừa chết, nàng. Động tác rõ ràng là muốn tu vi tự bạo. Khụ, cái kia, có thể hay không tính thượng ta một phần, chín người cùng nhau, nhưng... Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, vài tiếng thiếu niên ho khan thanh lại bỗng nhiên vang lên. mươi 398 ngăn cách với thế nhân cầm đế môn. Cái, người nào, trong đó một cái thanh y nhân cái chán đổ mồ hôi, không phải bởi vì lâm. Việt Thanh âm xuất hiện mà đột ngột mà là người của hắn. Đã xuất hiện ở trận pháp trong vòng, như thế nào đi vào? Không có khả năng chúng ta tám hành vây thú trận vô luận từ bên trong vẫn là bên ngoài. Đều không thể phá vỡ cái chắn, tiểu tử này từ đâu ra, tuy rằng thấy không rõ Lâm Việt Dung mạo, nhưng bọn họ nghe thanh âm cũng biết hắn là cái người trẻ tuổi, chỉ là người này xuất hiện như quỷ mị, cái kia ta đang hỏi các ngươi lời nói, Lâm Việt khoanh tay mà đứng, cùng hắc y nữ tử khẩn trương bộ dáng hình thành hoàn toàn bất đồng đối. Lập, hơn nữa cũng là vì Lâm Việt xuất hiện, hắc y nữ tử tự bạo động tác ngừng lại. 9. Liền tính tiện nhân này hai tay hai chân thêm lên cũng không đủ dùng, không được tiểu. Tử, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác nếu không liền ngươi cùng nhau lộng, Lâm. Việt không cấm run lập cập khẩu vị quá nặng thôi, bất hòa các ngươi chơi hắn say người mắt thấy vây thú trận vẫn như cũ nghiền áp co rút lại lâm việt cùng hắc y nữ tử đến gần rồi chút cô nương mượn thanh kiếm đến đây đi ngươi là ai hắc y nữ tử vừa mới mở miệng khả lâm càng cũng không tưởng nói quá nhiều năm ngón tay thành chảo oanh lôi thần kiếm lại là tự hành thoát ly hắc y nữ tử tay lăng không đoạt kiếm hắc y nữ tử đồng tử phóng đại chiêu thức ấy lâm việt thi triển nhìn như đơn giản cần phải từ nàng cái này pháp tắc nhị trọng thiên tu vi trong tay cướp đi một phen kiếm. Này kiếm đạo công lực ít nhất cao hắc y nữ tử hai cái cảnh giới. Nhưng hắc y nữ tử còn không kịp tưởng quá nhiều. Đó là đã nhìn đến Lâm Việt Huy kiếm ra tay, oanh lôi thần kiếm màu lam kiếm quang ở Lâm Việt Huy. Kiếm khoảnh khắc chiếu sáng này phương rừng rậm bầu trời đêm. Khả Lâm càng kiếm pháp cùng nàng bất đồng nàng là ngạnh sinh sinh lấy pháp tắc phách chém vây thú trận nhưng mà hắc y nữ tử ở lâm việt ra. tay giờ phút này mới phát hiện tiểu tử này chỉ là quá thượng cảnh oanh lôi thần kiếm phi pháp tắc không thể dùng người sẽ bị mặt trên lôi đình pháp tắc phản phệ hắc y nữ tử lập tức hô khả lâm càng chút nào không để ý tới nàng lời nói nữ tử cắn răng một cái đã dự cảm nơi này chính mình hôm nay chẳng những đi không được còn muốn thêm một cái thi thể cùng nàng chôn cùng nhưng ngay sau đó hắc y nữ tử đó là nhìn thấy lâm việt trong tay kiếm chiêu cùng nàng khác nhau rất lớn lại là nhắm ngay đã tới gần ba thước trận pháp phía đông nam hướng tự hồ có mục đích tính mà nhất kiếm đâm ra pháp tắc đệ nhị cảnh đều phá không được chúng ta tám người trận pháp bằng ngươi kẻ hèn một cái quá thượng cảnh trung kỳ quả thực là tìm chết tam ca tiểu tử này muốn cùng chúng ta phân nữ nhân, nếu không biết sống chết. Chúng ta đây liền đưa hắn đoạn đường. Dứt lời, tám người vận chuyển vây thú trận tới rồi cực hạn, gió lốc chợt hội tụ mà đến, cần. Thận một chút, nam giết, nữ lưu một hơi bằng không các huynh đệ, không cảm giác, là. Đại ca, nhưng những người này vừa dứt lời, oanh lôi thần kiếm đã đụng phải trận pháp bên cạnh. Chỉ nghe được tranh một tiếng, so với phía trước còn muốn chói tay mấy trăm lần kim loại va chạm. Thanh lần thứ hai truyền đến, thanh âm kia hóa thành khí lãng. Tự oanh lôi thần kiếm kiếm phong mà ra. Trực tiếp đánh vào lâm Việt nhắm ngay điểm thượng, không? Xong, kia tiểu tử là làm sao mà biết được? Trận này chính là chúng ta mấy cái huynh đệ tự nghĩ ra, không ai biết cái này sơ hở tám. Người trong lòng kinh hãi, bởi vì theo lâm Việt này nhất kiếm rừng ở. Sở mệnh chung đúng là tám người liên thủ mấu chốt nhất vị trí kiếm khí cùng sóng âm đồng thời bùng nổ mà ra oanh lôi thần kiếm toàn thân chấn động. Khá vậy không hơn, trái lại tám hành vây thú trận lại là bắt đầu không ngừng vỡ vụn vỡ vụn dao. Động nổ mạnh mở ra, kia tám người nơi nào còn dám băn khoăn quá nhiều. Lập tức lui ra phía sau mấy chục bước nhưng ở bọn họ lui ra phía sau khoảnh khắc. Lâm Việt đã bế lên hùng văn long lão bà bạch bạch biến mất ở mọi người trước mắt. Chẳng những là hai người bọn họ, liền hắc y thiếu nữ cũng là đồng thời không thấy bóng dáng, đáng chết, bọn họ chạy, truy kia. Tám người ở trong bóng đêm không ngừng tìm kiếm lâm việt bóng dáng. Nhưng giờ phút này trong rừng rậm đen nhánh một mảnh. Hơn nữa lâm việt ba người cố ý ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, như thế nào tìm được, đêm. Này phải bị công tử trách phạt thôi, kia tiểu tử có thể phá chúng ta trận pháp. Việc này đúng sự thật bẩm báo cấp công tử, có lẽ còn có thể từ nhẹ xử lý. Tám người bất đắc dĩ đành phải rời đi, nhưng ở bọn họ rời đi thời điểm, màn đêm chung. Bỗng nhiên xuất hiện Mạc Thủy bóng dáng, giờ phút này Mạc Thủy đều không phải là một người tiến, đến mà là đứng ở một cái khác trung niên nam tử phía sau. Này nam tử thần sắc bình tĩnh, phía sau Mạc Thủy chiến chiến căng căng hỏi, "Sư tôn, có phải hay không muốn truy tra một phen?" "Không cần." Kia trung niên nam tử đạm đạm cười, đế môn chính mình nội đấu làm cho bọn họ chính mình giải quyết đến nỗi chúng ta làm tốt kiếm đạo đại hội nghi thức cảm liền hảo mạc thủy lập tức nhận lời chút nào không dám vi phạm trước mặt nam tử lời nói trung niên nam tử lần thứ hai hỏi cầm đế môn sự tình còn bình thường sao mạc thủy tự nhiên minh bạch đối phương hỏi chính là cái gì kia thất điện hạ cùng đi một cái kêu lâm việt người tiến đến nghe nói là cầm đế môn tân quốc sư kỳ quái mà thực lâm việt Nghe cũng chưa nghe qua. Trung niên nam tử nói xong, Mạc Thủy tựa hồ nhớ tới mới vừa rồi đưa Lâm Việt trở về trên đường. Bị Lâm Việt một ánh mắt dọa đến, trong lòng lập tức có chút khó chịu. Vội vàng bồi thêm một câu, kia tiểu tử xem qua đi chỉ có 15 đến 16 tuổi. Thả chiến lực bất quá quá thượng cảnh, chỉ là thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Chút nào không đem chúng ta kiếm đế môn để vào mắt cảm giác. 15 đến 16 tuổi đế môn quốc sư, trung niên nam tử không khỏi cười lạnh. Xem ra cầm đế môn chính như đồn đãi giống nhau vận số đã hết. Lần trước thám tử truyền đến cầm đế môn đã trải qua một hồi đại chiến. Cũng không biết là cái nào đế môn ra tay. Mạc Thủy trong lòng kinh ngạc, sư tôn, đế môn ra tay chúng ta cư nhiên không biết, phát. Sinh quá lớn chiến là khẳng định. Kia trung niên nam tử tiếp tục nói nếu không cầm đế môn cũng sẽ không hiện tại đoạn tuyệt cùng sở hữu đế môn diệu thù giao dịch. Lui tới, thậm chí thiết hạ kết giới cùng mặt khác đế môn ngăn cách ngăn cách kết giới. Mạc Thủy đại hỉ, kia tất nhiên cầm đế môn xảy ra vấn đề. Đồ nhi xem kia lâm Việt đã không thích hợp, kẻ hèn một cái tiểu quỷ bộ dáng. Cư nhiên ỉ vào quốc sư thân phận diễu võ dương oai, khó mà nói. Trung niên nam tử lắc đầu, nguyên nhân chính là vì có kết giới. Bất luận kẻ nào cũng không biết Cầm Đế Môn đang làm cái gì. Cho nên mới không có người dám ngắt lời Cầm Đế Môn có phải hay không bị bị thương nặng mà. Thủy vừa mới muốn tiếp tục bôi đen Lâm Việt thời điểm. Trung niên nam tử lại là trước một bước nói, cũng thế. Nhìn xem Lâm Việt cùng cái kia xưa nay cao cao tại thượng hắc bảng sứ giả ở kiếm đạo đại hội. Thượng phản ứng như thế nào, nói xong, lại là hướng tám thanh y nhân biến mất phương hướng khóe miệng dương lên đánh đi, chết người càng nhiều càng tốt chung. Niên nam tử xoay người rời đi, mặc dù đã nhận ra nơi này chiến đấu động tĩnh, nhưng ra không ra. Tay hỗ trợ, là hắn kiếm đế môn lựa chọn, mặc thủy cũng là theo đi lên, giờ. Phút này rừng rậm bên kia, lâm Việt mang theo bạch bạch ngừng lại. Đem oanh lôi thần kiếm về phía sau sửng sốt, kia kiếm phong cắm vào đại địa. Đồng thời cũng cắm ở theo đuôi hắn mà đến hắc y nữ tử trước mặt. Chương 399 cường giả mới có quyền lên tiếng. Thấy Lâm Việt đem Bạch Bạch kháng trên vai, kia hắc y nữ tử dọc theo đường đi nhíu mày. Hay là lại là một cái đăng đồ tử, nàng bái quyền hướng Lâm càng hỏi nói. Các hạ là địch là bạn, quan trọng sao? Lâm Việt không tỏ ý kiến mà cười. Quả nhiên là cái đăng đồ tử, hắc y nữ tử nắm lên oanh lôi thần kiếm. Nhớ tới ngay từ đầu Lâm Việt xuất hiện, nói cái gì chín cùng nhau thượng, căn bản chính là lưu manh mới có thể lời nói, đem. Người buông, cầm kiếm chỉ vào Lâm Việt, Hắc y nữ tử cảnh cáo một tiếng. Vừa mới mới cứu ngươi, như thế nào hiện tại lấy oán trả ơn, Lâm Việt có chút bất đắc dĩ. Một. Mã sự về một mã sự, ân cứu mạng ta với. Bổn cô nương tự nhiên sẽ hồi báo, nhưng không đại biểu ta có thể cho ngươi hại người. Dứt lời, Hắc y nữ tử tiến lên một bước, lần thứ hai cảnh cáo nói, buông nàng nếu ngươi không phải đồng đế môn người ta có thể buông tha ngươi lâm việt buông lỏng ra bạch bạch trực tiếp ném xuống đất người sau vẫn như cũ ở ngất trạng thái không có bất luận cái gì phản ứng buông xuống hiện tại đâu lâm việt cười chậm rãi lui ra phía sau nếu đã cứu hùng văn long lão bà chuyện này hắn đã không cần nhúng tay từ từ ngươi rốt cuộc là ai hắc y nữ từ biết lâm việt phải rời khỏi muốn cản hắn oanh lôi thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang ở Lâm Việt rời đi đường nhỏ thượng xẹt qua, Lâm. Việt dừng bước chân, cản ta làm chi ta. Tổng nên biết chính mình ân nhân cứu mạng là ai đi, hắc. Y nữ tử ánh mắt dừng ở bạch bạch trên người. Nguyên bản người sau trên người hỗn độn quần áo cư nhiên còn bị mặc xong rồi, nên che khuất đĩa. Phương đều che khuất, chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn, dược. Đế môn đệ nhất tiên, với nho nhỏ, người thật đúng là thích xen vào việc người khác nha, lâm. Việt thở dài một tiếng, với nho nhỏ thân thể mềm mại ngẩn ra, sờ soạng một chút chính mình mặt băng gạc còn ở, chính mình cũng cũng không có sử dụng dược đế. Môn công pháp, vì sao người này có thể thấy được tới, với nho nhỏ là ai? Ta không quen biết, với nho nhỏ lập tức phủ nhận nói. Nếu là chuyện này bị dược đế môn đã biết, nàng phòng chừng lại đến bị nàng sư tôn trừng phạt dọn dẹp cả tòa đế môn mà thấy nàng phủ nhận, Lâm Việt lười đi để ý nàng, ngươi không dám nhận. Ta đây cũng không cần thiết nói cho ngươi ta là ai. Dứt lời, Lâm Việt tùy tay vung lên. Che ở chính mình trước mặt kiếm khí trực tiếp bị đánh sơ xác cho ta lưu lại oanh. Lôi thần kiếm lần thứ hai phát huy kiếm khí tự đại mà quét ngang dựng lên. Hướng lâm càng mà đến. Chỉ thấy lâm Việt bước chân dịch chuyển, thân hình đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện khi thình lình lăng không hoành tay, hắn chỉ là nâng lên tay, nhưng với nho nhỏ trong mắt nhìn đến. Lại là thiếu niên lấy tay đại kiếm, hướng nàng phách bổ xuống, đáng giận. Sắc bén kiếm khí gào thét mà xuống, với nho nhỏ chỉ có thể thu kiếm tự bảo vệ mình. Khả Lâm càng kiếm khí vô quy củ có thể tìm ra. Bốn thoán đánh úp lại, với nho nhỏ lập tức lui ra phía sau. Nhưng Ngọc Vai vẫn là bị một đạo kiếm khí xẹt qua vai ngọc thượng đai an toàn đoạn lạc lộ ra tiết trắng ra thịt. Còn có như vậy dấu vết một đạo hoa mai ấn ký, quả nhiên là ngươi, lâm. Việt nhìn đến hoa mai ấn ký, xác định là với nho nhỏ, đó là xoay người đạp không mà đi, hảo. Cường kiếm đạo, với nho nhỏ trong lòng kinh hãi. Lại phản ứng lại đây thời điểm, lâm Việt đã biến mất ở nàng trước mặt, hỗn đản, nàng. Dậm dậm chân, một tay kéo lên chính mình đai an toàn, bạch bạch còn ở nơi này nàng tự nhiên không thể phóng không để ý tới đuổi theo lâm việt hảo sau một lúc lâu bạch bạch mới tỉnh lại với nho nhỏ giải thích một phen bạch bạch lập tức bái quyền cảm ơn cô nương cứu giúp cứu ngươi không phải ta với nho nhỏ than nhẹ một hơi thôi người kia không muốn lộ ra tánh mạng ta cũng không có lưu lại hắn bản lĩnh bất quá với nho nhỏ trong lòng đã nhớ kỹ lâm việt thân hình cùng kiếm đạo có như vậy kiếm đạo tạo nghệ nhất định sẽ tham gia kiếm đạo đại hội. Bổn cô nương sớm hay muộn tìm được ngươi, rất lời, với nho nhỏ cũng là đạp không rời đi. Trở lại đón khách điện Lâm Việt vừa tiến vào chính mình phòng. Đó là lập tức nhận thấy được trong phòng một khác cổ hơi thở, hắn hít lại mắt. Chẳng lẽ với nho nhỏ kia nha đầu đuổi tới nơi này tới chợt. Lâm Việt một đạo quá thượng kim quang hướng về hơi thở nơi vị trí oanh qua đi phịch một tiếng, đối phương lập tức giá nổi lên kiếm khí, tông chủ, là ta nha, dương. Khai thanh âm truyền đến, ở kiếm khí cùng kim quang va chạm hạ. Mỏng manh quang mang cũng là chiếu ra dương khai mặt già. Biết lâm Việt trở về, lập tức đốt sáng lên diệu hỏa, dương khai hướng về lâm Việt bái quyền. Tông chủ, thuộc hạ chờ ngài hồi lâu, ngài rốt cuộc tới, lâm. Việt trên mặt vừa kéo, dương tả sứ đại buổi tối xuất hiện, là tưởng hù chết ta sao? Hắn thật sự không thói quen nam nhân ở đêm khuya tĩnh lặng trong phòng chờ hắn, hắc hắc. Dương Khai nhẹ giọng cười nói, "Tông chủ xin lỗi. Thuộc hạ chỉ là nghe nói tông chủ ở trên phố sự tích, còn không xác định có phải hay không thật sự tông chủ. Không dám ngay từ đầu liền xuất hiện tương nhận nha." nói. Cũng là xin lỗi mà lần thứ hai khom người. "Thôi, bất quá tin tức của ngươi nhưng thật ra mau ta mấy cái canh giờ trước làm cho động tĩnh, nhanh như vậy ngươi liền tìm tới, Lâm. Việt ngồi xuống, Dương Khai lập tức bưng lên chén trà. Vì Lâm Việt đảo mãn trà, nhẹ nhấp một ngụm, Lâm Việt buông chén trà. Dương Khai thức thời mà nói sang chuyện khác thuộc hạ nghe tông chủ an bài. Đi trước lẫn vào nơi này, cũng là có một ít thu hoạch, nói đến nghe một chút, Lâm. Việt nhướng mày. Dương Khai nói, lần này kiếm đạo đại hội toàn bộ từ tiêu vô song chủ trì, trên thực tế cũng là kiếm đế môn đương đại trưởng kiếm sứ giả ly giận thừa kiếm nghi thức hắn. Đang nói đến ly giận hai chữ thời điểm, không khỏi mà ngữ khí tăng thêm rất nhiều. Dương tả sứ đối với trưởng kiếm sứ giả chi vị, vẫn là có chút chờ mong đi, Lâm Việt dò hỏi. Nơi nào giấu đến quá Lâm Việt, Dương khai đúng sự thật khom người nói. Tông chủ xem người biết hơi bản lĩnh càng ngày càng lợi hại thuộc hạ vốn dĩ đã không ôm hy vọng, nhưng may mắn chính là tông chủ cho thuộc hạ hy vọng hắn. Sở chỉ tự nhiên là hiện tại pháp tắc cảnh giới. Chính là Lâm Việt thân thủ đưa hắn đi lên Hoa Khai bờ đối diện thiên. Mới bước vào cảnh giới, Vô Kiên cảnh Dương Khai đã từ bỏ sở hữu hy vọng, chính là pháp tắc cảnh. Dương Khai, đối kiếm đế môn bất luận cái gì hết thảy, đều có một trận chiến tự tin. Này tự tin cũng đúng là Lâm Việt ngay từ đầu muốn cấp Dương Khai nam đó sự tình trưởng kiếm sứ giả vị trí vốn dĩ liền thuộc về ngươi lâm việt căn cứ chính mình bị nhốt mười vạn năm hiểu biết kiếm đế môn bí mật dứt lời dương khai trong lòng căng thẳng tông chủ cư nhiên liền năm đó sự tình cũng biết chỉ là biết một chút lâm việt tùy ý gật đầu uống một ngụm trà tiếp tục nói chỉ là thời gian qua hai mươi năm nếu ngươi muốn lấy về chính mình đồ vật đã không phải đem chân tướng hoàn nguyên đơn giản như vậy sự tình Dương Khai biết Lâm Việt phải cho hắn ra chủ ý, quỳ xuống, tông chủ, còn thỉnh Minh Kỳ, đứng. Lên đi, Lâm Việt nâng nâng tay, nhưng Dương Khai vẫn như cũ quỳ gối kia. Cũng không để ý tới nhiều như vậy, Lâm Việt nói, thắng hạ kiếm đạo đại hội. Đồng thời vạn ngã tiêu vô song, từ ngươi đi tiếp được tân trưởng kiếm sứ giả vị trí. Đế môn chỉ chú trọng ích lợi, cường giả mới có quyền lên tiếng ở ngươi nói chuyện phía trước, Lâm Việt ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy quang. Ngươi nên làm cho bọn họ nhớ lại năm đó đế môn đệ nhất kiếm lợi hại. Chương 400 Dương khai tuyệt đối tin tưởng tông chủ, trắng trợn táo bạo tham gia kiếm đạo đại hội Dương. Khai trong lòng không khỏi lo lắng lên, hướng Lâm vượt địa đạo tông chủ. Ly giận không phải một cái ngồi chờ chết người, nếu là biết thuộc hạ đã trở lại. Ta sợ hắn sẽ ra tay đối phó ta thuộc hạ chết không đủ tích nhưng nơi này trước sau là kiếm đế môn, nếu là liên lụy tông chủ. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, Lâm Việt khóe miệng dương lên, nhìn trong tay chén trà. Mặt trên trà chậm rãi chuyển động. Dương tả sứ, ly giận không phải một cái ngồi chờ chết người. Ta đây là ngồi chờ chết người sao, tự. nhiên không phải, tông chủ mưu lược thắng qua ly giận gấp trăm lần. Vậy được rồi, hết thảy nghe ta an bài, ta sẽ làm ly giận mặc dù biết người đã đến rồi cũng không có bản lĩnh động ngươi lâm việt cười dương tả sứ còn có khác thu hoạch sao có dương khai biết có tông chủ hỗ trợ chính mình cũng là tin tưởng tăng nhiều vội vàng mở ra môn thuộc hạ còn tìm tìm về năm đó theo ta huynh muội hắn vừa dứt lời đó là đối với ngoài cửa vỗ vỗ tay thanh âm truyền ra đen nhánh trong trời đêm thình lình rơi xuống ba đạo thân ảnh trang thiên cương dương mạc võ đại dương khai chỉ vào phía sau xuất hiện hai nam một nữ tông chủ bọn họ là ta hai mươi năm trước kết bái huynh muội cũng là kiếm đế môn người lần này biết ta đã trở về cố ý tới giúp ta tham kiến lâm tông chủ kia ba người đồng thời bái quyền nhưng trong ánh mắt đều là che giấu không được giật mình nguyên lai dương đại ca ngươi trong miệng tông chủ như thế tuổi trẻ duy nhất một nữ nhân dương mạc mở miệng nàng xem qua đi hơn bốn mươi tuổi bộ dáng nhưng tựa hồ bảo dưỡng không tồi, vẫn như cũ vẫn còn phong vận đúng. Vậy ta vốn tưởng rằng điệu thấp tông tông chủ ít nhất tuổi cùng chúng ta giống nhau. Một cái khác thấp bé nam tử chính là Dương Khai trong miệng nói võ đại. Giờ phút này cũng là phụ họa một câu, ngược lại là một cái khác nam tử cao lớn trang thiên cương. Không nói gì, Lâm Việt thấy Dương Khai tâm tình không tồi bộ dáng. Nhưng nên xử lý sự tình vẫn là muốn xử lý hắn đứng dậy đi vào ba người trước mặt kia ba người cho rằng lâm việt muốn chào hỏi nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến lâm việt toàn thân kim quang bùng nổ hướng về ba người trực tiếp phách bổ xuống lâm tông chủ ba người sắc mặt đại biến nơi nào sẽ nghĩ đến lâm việt sẽ đối bọn họ ra tay tử thần quá cảnh phách chém mà qua dương mặc cùng trang thiên cương nhưng thật ra né tránh nhưng kia pháp tắc cảnh nhất trọng thiên võ đại lại trốn không thoát hướng ta tới hắn đồng tử phóng đại, như thế nào sẽ nhìn không ra Lâm Việt ra tay tỏa định người là. Hắn, Dương Đại ca, chúng ta hảo ý tới chợ ngươi, vì sao? Võ bàn tay to chung một phen thiết kiếm ra khỏi vỏ, nhưng tử thần quá cảnh lại mau một bước. Lưỡi hái tiêm nhận đã chém đứt võ đại một bàn tay, a à, đau. Nhất cùng kêu to truyền đến, võ đại liên tục lui ra phía sau mấy chục bước. Tay trái cánh tay thượng máu tươi đầm đìa. Dương khai, lão tử nhìn lầm ngươi, võ đại vẻ mặt bị dương khai phản bội bộ dáng tức giận mắng một tiếng muốn bỏ chạy ngăn lại hắn lâm việt bình tĩnh thanh âm truyền đến nguyên bản còn trố mắt tại chỗ không biết lâm việt vì sao ra tay đả thương người dương khai lúc này mới lấy lại tinh thần hắn không kịp nghĩ nhiều lâm việt nói chính là mệnh lệnh dương khai thân hình dịch chuyển kiếm khí tung hoành dựng lên ở võ đại sau lưng hình thành che trời lấp đất kiếm khí võng dương khai, người muốn làm gì, dương mặc cũng là cả giận nói, toàn thân chiến lực bùng nổ. Trang thiên cương trầm mặc không nói, nhưng động tác đã cùng dương mặc giống nhau. Chắn võ đại trước mặt, năm đó võ mỗ cùng ngươi kết bái. Là nhìn chúng ngươi đế môn đệ nhất kiếm nhân phẩm, nhưng hôm nay, ta nhìn lầm người, võ. Đại liên tục lui ra phía sau. Dương khai cũng là vẻ mặt ngượng nghịu, bái quyền đạo. Tông chủ làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân, ba vị thỉnh thứ lỗi, hắn. Xoay người xem Lâm Việt, liền thấy người sau ánh mắt dừng ở võ đại trên người. Dương Khai xuất hiện sự tình, còn không có tới kịp nói cho Ly giận đi. Ly giận hai chữ truyền đến, còn lại bốn người lập tức sắc mặt biến đổi, ngươi. Ngậm máu phun người, võ đại tay phải kiếm chỉ Lâm Việt, võ mỗ hòa Ly giận thế bất lưỡng lập tiểu tử ngươi nói bậy gì đó, lâm tông chủ, này giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Dương mạc bái quyền, chúng ta cùng Dương đại ca quen biết nhiều năm. Tuyệt không phải ly giận người, nếu các hạ không tin, võ mộ có thể không giúp Dương khai. Coi như đời này đan sen huynh đệ, nhưng ngươi cần gì muốn đả thương người, võ. Lớn tiếng âm khan khan. Người cảm thấy đâu, Lâm Việt hỏi Dương Khai, người sau đầu tới vô cùng tín nhiệm biểu tình. Dương Khai tuyệt đối tin tưởng tông chủ, thực hảo. Có Dương Khai thái độ, Lâm Việt cũng lười đến hướng những người khác nhiều giải thích. Sắc bén ánh mắt nhìn phía võ đại, người này hảo cường, võ ca ngươi đi trước, Dương. Mặc biết Lâm Việt muốn ra tay, lập tức lui ra phía sau vài bước nói. Hảo, Dương muội ngươi cẩn thận, võ. Mắt to tử vừa chuyển, không dám nhìn tới Lâm Việt ánh mắt. Xoay người rời đi, đã có thể ở hắn xoay người khoảnh khắc, đen nhánh bầu trời đêm phảng phất lần thứ hai bị trải lên một tầng càng thêm thâm thúy màu đen, đây là cái gì? Dương mặc cùng trang thiên cương trong lòng đại trấn, bọn họ nhìn chằm chằm vào lâm Việt. Phòng ngừa hắn ra tay một khắc có thể ngăn cản, nhưng như thế nào có thể đoán trước đến? Chính mình trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thứ gì? Võ đại đồng tử phóng đại, lại là trong nháy mắt này mất đi đối hai chân lực khống chế, đáng. Chết, động lên, hắn gắt gao cắn răng kiềm màu đen bầu trời đêm mới tiêu tán nhưng võ đại trước mặt một đạo kiếm khí đã đặt tại trên cổ hắn kiếm khí giống như thực chất đã cắt qua võ đại cổ chỉ cần lại thâm nhập nửa tấc là có thể chém đứt mạch lạc chậm chậm đã võ bách khoa toàn thư thân lông tơ đều dựng lên dừng lại ta thật sự không có bán đứng dương đại ca dương mặc cùng trang thiên cương lập tức sững sờ ở tại chỗ không dám tiến lên, bọn họ lo lắng lại đi một bước, Lâm Việt kiếm khí vung lên. Võ đại liền đầu rơi xuống đất, nhưng võ đại nói xong. Lâm Việt thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt vô cùng. Võ đại sợ hãi đến cực điểm, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế lạnh nhạt nhân vật. Hắn khẳng định, ở cái này thiếu niên trước mặt, hắn mệnh, tùy thời sẽ giữ không nổi, Dương. Đại ca, Dương đại ca cứu ta. Võ đại, biqutv.info, lần thứ hai hô khả lâm càng kiếm khí lại là lần thứ hai thâm nhập nửa tấc đừng lộn xộn bằng không ngươi liền thật sự đã chết lâm việt bình tĩnh thanh âm truyền đến ta không thích nói dối người ta trên cổ đau nhức truyền đến võ đại nơi nào còn dám làm bộ ta nói ta nói đừng giết ta lời này vừa nói ra dương khai dương mạc trang thiên cương đồng thời trong lòng căng thẳng là ta hai mươi năm trước là ta phản bội dương đại ca nhưng lần này hắn trở về việc Ly giận còn chưa biết nói, võ đại mồ hôi đầy đầu. Vì tự bảo vệ mình rốt cuộc nói nói thật này bí mật Lâm Việt cũng là ở bị nhốt 10 vạn năm bộ. Qua đối phương nói, bất quá hắn khi đó chỉ là phàm cảnh. Lời nói khách sáo phương pháp so hiện tại phức tạp rất nhiều, khả lâm càng hiện tại công lực. Đã có thể dùng đơn giản phương pháp, vương bát đản, nguyên lai là ngươi, dương. Khai nổi giận mắng, nghiến răng nghiến lợi dương mạc trang thiên cương nhìn nhau vừa thấy cũng là sắc mặt ngưng trọng lên các hạ ta đã nói các hạ có thể thả ta đi sao võ đại chiến chiến căng căng võ mỗ bảo đảm dương đại ca trở về việc ly giận sẽ không biết nhưng hắn lời còn chưa dứt đầu óc đã cùng thân thể phân ra